Mà xuyên thấu qua cái này nặng tầng phong ấn, lại có thể rõ ràng thấy, một trang này kinh trong sách chữ viết, là từng cái hình rồng ký hiệu, giống như cổ xưa thiên long đồ đằng, thuần túy là thiên long bện thành chữ viết hoa chương, đặc biệt nguy nga. Đây là Thiên Võ Ngọa Long Kinh. À, trong truyền thuyết Thiên Võ Ngọa Long Kinh, 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong thần bí nhất tồn tại. Đáng tiếc chỉ có một trang kinh thư, không nhìn thấu hồng mông nhân quả, không luyện được hồng mông đại tinh không. Một trang kinh thư, vậy cũng không được, đơn giản là long trời lở đất, bùng nổ uy lực không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết Thiên Võ Ngọa Long Kinh, chú trọng hậu tích bạc phát, một khi tích lũy đủ rồi, bộc phát ra, thái thượng chư thần cũng không ngăn nổi. Toàn trường các tân khách, thấy một trang này kinh thư, cũng phát ra kinh ngạc khen ngợi, vô cùng cảm khái. Hôm nay thọ điển, lại có thể chính mắt thấy Thiên Võ Ngọa Long Kinh, cuộc đời này không uổng công. Mặc dù trang này kinh thư, bị nặng tầng phong ấn, hiểu không được hồng mông nhân quả lớn bí ẩn, nhưng có thể chính mắt nhìn thấy trong truyền thuyết thần bí nhất hồng mông kinh thư, tất cả mọi người đều là rung động. Oanh! Ngọa Long Thần Tôn mở ra kinh thư, lấy Thiên Võ Long dọn ra pháp thúc dục, kinh thư thượng thần quang vạn trượng, thiên long bay lượt, huy hoàng tới cực điểm. Vậy triệu đao kiếm nước lũ, ầm ầm chém chết ở kinh thư trên, vô số ánh đao kiếm ảnh, và từng cái chân võ thiên long, va chạm nhau chém giết, nhất thời bộc phát ra không cách nào tưởng tượng khoáng đạt khí lưu, khắp nơi đều là hừng hực đao mang kiếm khí, khắp nơi nổ tung trước thiên long gầm thét tức giận. Cuối cùng, thiên tàm nương nương đao kiếm nước lũ, bị trang này kinh thư, hoàn toàn chặn lại, ầm ầm rơi xuống, đầy đất đao kiếm hải cốt, đống đọng lại thành phế tích. Mà đây trang Thiên Võ Ngọa Long trải qua kinh thư, nhưng không có chút nào hư hại, chui hồi Ngọa Long Thần Tôn trong cơ thể. Phốc xích, Ngọa Long Thần Tôn há mồm trào máu, nhất thời trọng thương. Mặc dù kinh thư không bị tổn thương, nhưng hắn cứng rắn chịu Thiên Tàm Nương Nương tuyệt đối nhất kích, trực tiếp tổn thương nặng. Thiên Tàm Nương Nương tu vi, so hắn lợi hại rất nhiều, nếu như không có Thiên Võ Ngọa Long Kinh ngăn cản nói, hắn có thể đều phải chết. Thiên Võ Ngọa Long Kinh, trong truyền thuyết thần bí nhất hồng mông cổ pháp, quả nhiên lợi hại. Thiên Tàm Nương Nương sắc mặt một hồi phát trắng, nàng không có bị thương, nhưng một kích toàn lực bị ngăn cản, nàng hơi thở vậy một hồi rối loạn, được to lớn đánh vào. Nàng đao kiếm thiên tinh, đỉnh cấp bùng nổ, liền còn thật cảnh đỉnh cấp cao thủ, đều có thể chém chết, nhưng lại có thể bị Ngọa Long Thần Tôn ngăn trở. Trong truyền thuyết Thiên Võ Ngọa Long Kinh, đích xác là uyên thâm khó lường, nàng vậy khen ngợi không dứt. Tiền bối. Diệp Thần lật đật bay đến Ngọa Long Thần Tôn bên người, đỡ hắn. Ngọa Long Thần Tôn lắc đầu một cái, tỏ ý Diệp Thần không cần kinh hoàng, hắn còn chịu đựng được. Ngọa Long Thần Tôn, ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, mau cho ta rời đi, ngày hôm nay ta chỉ giết cái thằng nhóc này. Thiên Tàm Nương Nương hít sâu một hơi, thoáng điều thuận khí tức, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Ngọa Long Thần Tôn và Diệp Thần. Ngọa Long Thần Tôn dẫu sao là thái thượng thiên nữ người làm, nàng chẳng muốn lộn xộn sát thủ, miễn được trực tiếp rước lấy thiên nữ ý chí tiên phạt, nàng muốn giết Diệp Thần, kích động luân hồi thiên uy, đã là không được việc lớn, nếu như hơn nữa thái thượng thiên nữ trừng phạt, nàng không cách nào chịu đựng. Mặc dù nàng giết chết Diệp Thần, sau này sớm muộn phải bị thái thượng thiên nữ thanh toán, nhưng chí ít không phải hiện tại, chuyện sau này, có thể sau này lại đánh coi là luân hồi chi chủ. Người đi trước, ta có một trang Thiên Võ Ngọa Long trải qua kinh thư, nàng giết không chết ta. Ngọa Long Thần Tôn hướng Diệp Thần truyền âm, tỏ ý hắn ngay lập tức rời đi. Diệp Thần đảo mắt nhìn toàn trường tân khách ánh mắt, cũng rơi vào trên người hắn, có người kinh ngạc, có người kinh ngạc, có người nghi ngờ, hiển nhiên không người biết phát sinh cái gì, lại càng không biết Diệp Thần thân phận. Thanh Sơn, chúng ta đi. Diệp Thần cắn răng, lập tức làm xong quyết định. Nếu như lại ở lại chỗ này, chỉ sợ sẽ có bất trắc họa. Nếu Ngọa Long Thần Tôn lưu lại cản ở phía sau, Diệp Thần tự nhiên cũng không nói nhảm, lập tức hướng Lý Thanh Sơn lên tiếng chào, đi đao kiếm thiên tinh bên ngoài phi độn đi. Chạy sao? Thiên Tàm Nương Nương hừ một tiếng, ngôi sao này là nàng địa bàn, nàng tuyệt đối nắm giữ. Mắt xem Diệp Thần và Lý Thanh Sơn muốn chạy trốn, Thiên Tàm Nương Nương trong lòng động một cái, đúng ngôi sao đao kiếm, cơ hồ đều bay. Tạo thành vô cùng nguy nga đao kiếm đại dương, sắc bén ánh đao kiếm ảnh nổ tung, chém chết hướng Diệp Thần hai người. Ngọa Long Thần Tôn đã trọng thương, khó mà ngăn cản, nhưng hắn lại đột nhiên thân thể thoáng một cái,
trực tiếp giết hướng Thiên Tàm nương nương đây, muốn ép nàng xoay tay phòng ngự, buông tha đuổi giết. Hừ, Thiên Tàm nương nương hừ lạnh một tiếng, nhưng là sừng sững không nhúc nhích, sau lưng vọt ra khỏi một cái tiên khí lung lay người đàn ông đồ trắng, tay cầm trường kiếm, như trời trên kiếm tiên, một kiếm chặn lại Ngọa Long thần tôn. Nghĩ được càn rỡ, dám đả thương nương nương, ta một kiếm giết ngươi. Cái này kiếm tiên tựa như người đàn ông đồ trắng, nhưng là đao kiếm thiên tinh tinh linh. Đao kiếm thiên tinh có hai cái tinh linh, một đao một kiếm, nam tử này là kiếm tinh linh, số là linh kiếm tiên. Linh kiếm tiên tu vi, vốn là kém hơn Ngọa Long thần tôn, nhưng hiện tại Ngọa Long thần tôn bị thương, hắn dễ dàng một kiếm, trực tiếp ngăn trở. Ngọa Long thần tôn đầu vai, bị linh kiếm tiên xuyên qua, nhất thời máu tươi văng tung tóe. Luân hồi chi chủ, chạy mau. Ngọa Long thần tôn trong miệng, lẩm bẩm nói nhỏ, dưới trọng thương, nhưng cũng nhớ không quên Diệp thần an nguy. Ung ung. Thiên Tàm nương nương không có Ngọa Long thần tôn trói buộc, đầy trời đao kiếm cuộn sạch mưa gió, như châu chấu bay vậy chém đi giết. Ở ngút trời đao kiếm nổi bật hạ, Diệp thần và Lý Thanh Sơn thân thể, giống như ngày tận thế thiên tai xuống con kiến hôi, vô cùng nhỏ bé. Thái Huyền tiền bối, mượn ta lực lượng. Diệp thần nội tâm gầm thét, Thiên Tàm nương nương đao kiếm thần uy, đích thực quá đáng sợ, nếu như không có Thái Huyền trận hoàng tương trợ, sợ rằng khó mà chạy khỏi. Thằng nhóc, đi! Thái Huyền trận hoàng vậy không do dự, lập tức đem toàn thân linh khí, toàn bộ bơm vào đến Diệp thần trên mình. Oanh! Diệp thần khí huyết, tại chỗ hình như là núi lửa phun ra, tu vi hơi thở lập tức tăng vọt. Huyền môn cửu kiếp trận. Ở mượn Thái Huyền trận hoàng lực lượng ngay tức thì, Diệp thần linh khí nhô lên, bàn tay tự nhiên ra một mảng lớn trận văn cùng ký hiệu, ngay tức thì buộc vòng quanh huyền môn cửu kiếp trận hình dáng. Cả tòa huyền môn cửu kiếp trận, chấn rơi xuống, trôi lơ lửng ở trên trời, vô cùng kiếp nạn tai họa đi theo bùng nổ. Xuy xuy xuy, một cái thanh đao kiếm, đánh giết vào trận pháp bên trong đi, lập tức bị vô cùng huyền môn cướp tai nuốt mất. Nhưng ngôi sao này lên đao kiếm, số lượng thực ra quá nhiều, sớm muộn phải đột phá trận pháp. Thật may, mượn Thái Huyền trận hoàng lực lượng, Diệp thần trận pháp này, ít nhất có thể duy trì một nén hương thời gian, đủ để cho hắn thoát đi. Diệp thần lập tức mang Lý Thanh Sơn, nhanh chóng thoát đi đi ra ngoài. Ung ung. Sau lưng truyền tới kinh người tiếng vang, đếm lấy hàng tỷ kế to lớn đao kiếm, tựa như chư thiên tinh thần rơi xuống, hung hăng đánh nhập huyền môn trong đại trận, bộc phát ra động trời đao kiếm đợt khí, cuồn cuộn đợt khí cuộn sạch dù sao cũng bên trong. Không biết xé nát nhiều ít sơn hà mặt đất, ngôi sao này bề mặt trái đất, nhất thời một mảnh hỗn độn, khắp nơi sụp đổ. Thọ điển hiện trường mọi người, cũng có thể xa xa xem đến bên kia kinh khủng va chạm, không khỏi được từng cái kinh hãi mở to hai mắt. Đây là cái gì trận pháp, lại có thể chống đỡ Thiên Tàm nương nương đao kiếm sát phạt. Thằng nhóc này giấu giếm thực lực, tuyệt đối không phải càn khôn cảnh 6 tầng thiên. Như vậy lợi hại thủ đoạn, hắn rốt cuộc là người nào? Đám người kinh tâm không thôi, Thiên Tàm nương nương đao kiếm thiên tinh, binh khí toàn bộ bạo đánh ra, còn thật cảnh cường giả cũng phải bỏ mạng, nhưng Diệp thần nhưng hồn như vô sự, lại có thể dùng trận pháp thành công ngăn cản, thuận lợi trốn bay lên trời. Trần Thương Sinh và Tô Nam công tử, vậy nhìn đến ngây dại, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp thần sẽ như thế lợi hại. Coi như là bọn họ, đụng phải Thiên Tàm nương nương này cùng sát phạt, sợ rằng cũng không chịu nổi. Thằng nhóc này, rốt cuộc là thân phận gì? Tô Nam công tử thật sâu cau mày, càng ngày càng hoài nghi Diệp thần thân phận. Sẽ không phải là người kia chứ? Trần Thương Sinh cũng là kinh tâm không thôi, mơ hồ suy đoán. Lại có thể chạy khỏi đi ra ngoài, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, quả nhiên thủ đoạn ngút trời, bất quá, ngươi chắc tổn hao không thiếu chứ? Tiếp theo ta xem ngươi làm thế nào? Thiên Tàm nương nương thấy Diệp thần chạy khỏi, một hồi kinh ngạc khen ngợi, bất quá cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì nàng biết, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, không phải dễ giết như vậy. Bất quá, nàng sắc mặt như cũ ung dung, tựa hồ khác có hậu chiêu, một bộ ngày hôm nay ăn chắc Diệp thần hình dáng. Bá! Diệp thần và Lý Thanh Sơn, thuận lợi trốn ra đao kiếm thiên tinh, ngẩng đầu nhìn lại ngôi sao này, đã hiện đầy mây đen sấm sét, vô số đao kiếm va chạm sát phạt, bộc phát ra kinh người đợt khí, kinh tâm động phách. Thánh Thiên Phủ bên trong rất nhiều cường giả, đều tò mò quan sát, không biết trên ngôi sao chuyện gì xảy ra. Bất quá,
không có Thiên Tàm nương nương mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám vọng động. Hơn nữa, bọn họ tuyệt đối tin tưởng Thiên Tàm nương nương thực lực, không khả năng sẽ có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Diệp Thần một chạy trốn ra ngoài, nhưng là bị không thiếu Thánh Thiên Phủ cường giả phát hiện, thật may, Diệp Thần coi tình hình cực nhanh, một cái hắc ám tránh chui, lập tức xa xa bay khỏi đi. Lúc này, Thái Huyền Trận Hoàng lực lượng, vậy lui về luân hồi mộ địa. Thái Huyền Trận Hoàng kịch liệt thở hào hển, hiển nhiên dây dưa lực cự lớn, trong thời gian ngắn, không có biện pháp lại nhập vào người Diệp Thần. Tiền bối, đa tạ. Diệp Thần nói cảm ơn một tiếng, thật may lần này có Thái Huyền Trận Hoàng tương trợ, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, an toàn thoát đi. Nếu như không có Thái Huyền Trận Hoàng mà nói, muốn Diệp Thần một mình đối mặt Thiên Tàm nương nương đao kiếm sát phạt, sợ rằng sẽ không so cố hết sức. Cha ta, Xích Huyên Thánh Vương rốt cuộc ở nơi nào? Lý Thanh Sơn cắn răng, ngày hôm nay ở Thiên Tàm nương nương thọ điển trên, từ đầu đến cuối, cũng không nhìn thấy Xích Huyên Thánh Vương, hiện tại ngược lại bị Thiên Tàm nương nương ép được thoát đi, lòng hắn bên trong tràn đầy tức giận. Xích Huyên Thánh Vương rốt cuộc đi nơi nào, vì sao chậm chạp không chịu hiện thân? Lý Thanh Sơn muốn không rõ ràng, nếu như Xích Huyên Thánh Vương không hiện thân, ai tới cứu vãn hắn tỉ tỉ? Đi ra ngoài trước rồi nói. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lại không có lưu lại, lập tức mang Lý Thanh Sơn, đi Thánh Thiên Phủ bên ngoài lao đi. Thiên Tàm nương nương trận bàn, ngay tại Diệp Thần trong tay, phía trên lưu lại tai nan thiên kiếm nhân quả hơi thở. Diệp Thần bay ra Thánh Thiên Phủ, tâm thần hơi định, lập tức móc ra cái trận bàn này, cẩn thận xem xét, bắt được tai nan thiên kiếm nhân quả, cực ma chi đồng mở, trực tiếp suy diễn vận coi như. Ở thiên nhân vực bên trong, Diệp Thần cực ma chi đồng, bị hạn chế cực lớn, bất quá tai nan thiên kiếm nhân quả cực lớn, chỉ cần có đầu mối, để tâm suy tính, từ đầu đến cuối có thể suy diễn ra mặt mũi. Diệp Thần toàn bộ tinh thần chăm chú, ngưng thần thấy rõ dưới, nhất thời bước đầu bắt được đầu mối. Tai nan thiên kiếm, thanh kiếm này, lại có thể ở Thánh Thiên Phủ bên trong, chôn ở một cái trong bí cảnh. Trong thoáng chốc, Diệp Thần phát hiện tung tích, nhất thời tim đập mạnh. Cái trận bàn này, bị Thiên Tàm nương nương mai phục một tay kiếm khí, hiện tại Diệp Thần lại cẩn thận thấy rõ, quả nhiên phát hiện tai nan thiên kiếm, ngay tại Thánh Thiên Phủ bên trong, chôn ở một cái trong bí cảnh. Tai nan thiên kiếm chôn ở Thánh Thiên Phủ bí cảnh, còn không bị Thiên Tàm nương nương bắt vào tay sao? Thái Huyền Trận Hoàng nhướng mày một cái, còn lấy là Thiên Tàm nương nương đã đạt được tai nan thiên kiếm. Còn không có, chúng ta còn có cơ hội. Diệp Thần khẽ cắn răng. Nhưng cực ma chi đồng hạn chế dưới, trong thời gian ngắn, vậy không có biện pháp trực tiếp theo dõi đến tai nan thiên kiếm vị trí cụ thể, muốn cướp lấy, vậy càng là không thể nào. Hay là trở về nói sau. Diệp Thần quyết đoán cực nhanh, biết nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu như lại lưu lại nữa, rất có thể gặp phải Thiên Tàm nương nương đuổi giết, lập tức tăng nhanh thân hình, bay trở về Thái Huyền Trận Môn. Luân hồi chi chủ, người muốn chạy đi nơi nào? Nhưng vừa lúc đó, trong hư không, đột nhiên truyền ra cuồn cuộn như tiếng sấm, một cái vô cùng uy mãnh đại tráng hán, biến dạng hư không xuất hiện. Hắn tựa hồ đã sớm mai phục ở nơi này, đến khi Diệp Thần hiện thân, lại giết đi ra ngăn trở. Cái này tên cường tráng, cả người cũng tràn ngập đao khí, mũi nhọn vô cùng là nổ tung. Là đao kiếm thiên tinh tinh linh. Diệp Thần con người có giúp một cái, nhất thời từ nơi này người to con trên mình, cảm ứng được và đao kiếm thiên tinh khí tức tương liên. Người này, hiển nhiên là đao kiếm thiên tinh tinh linh. Truyền thuyết đao kiếm thiên tinh có hai cái tinh linh, một kiếm một đao, phân biệt kêu linh kiếm tiên và phách đao thần. Trước mắt cái này tên cường tráng, hiển nhiên là đao kiếm tinh linh bên trong phách đao thần, cũng là Thiên Tàm nương nương tuyệt đối tâm phúc. Lại có thể nhận được ta, coi là người thật tinh mắt, ha ha, nương nương đã sớm đoán chừng ngươi muốn chạy trốn, kêu ta ở chỗ này chờ, ngươi quả nhiên tới. Phách đao thần cười lạnh một tiếng, lúc đầu hắn là phụng Thiên Tàm nương nương mệnh lệnh, chờ đợi ở chỗ này. Thiên Tàm nương nương tinh thông tính toán, biết Diệp Thần khí vận thâm hậu, coi như mình toàn lực bùng nổ, cũng chưa chắc có thể giết chết, cho nên trước thời hạn kêu phách đao thần mai phục tốt. Hiện tại Diệp Thần muốn rời khỏi, nhưng gặp phải phách đao thần cản đường. Ta nghe nói luân hồi chi chủ, khí vận thâm hậu, ai cũng giết không chết, ta ngày hôm nay cũng muốn xem. Ngươi có phải là thật hay không như thế lợi hại? Phách đao thần sải bước ra, thân thể gân cốt bên trong nổ ra từng mảnh ánh đao,
vô số ánh đao xoay tròn vặn cổ, giống như gió lốc vậy, ùn ùn kéo đến hướng Diệp Thần đánh tới. Cái này phách đao thần thực lực, ở hoàn chân cảnh 7 tầng thiên, đặc biệt sắc bén, nếu như ở ngày thường, Diệp Thần có thể đối phó, nhưng hiện tại, mới vừa từ đao kiếm thiên tinh bên trong chạy ra khỏi, Diệp Thần dây dưa lực cự lớn, lại đối mặt phách đao thần công kích, liền cảm thấy vô cùng khó giải quyết, liền tinh hồn chém cũng không nhất định có thể bùng nổ toàn lực. Nắm giữ kiếm pháp, Diệp Thần hít sâu một hơi, mãnh liệt rút ra sát kiếm, một kiếm đâm ra, chỉ hướng phách đao thần tâm phúc chỗ hiểm, đây là công địch tất cứu lối đánh. Nhưng là, ngoài dự liệu, phách đao thần lại có thể không thấy Diệp Thần một kiếm, vô cùng ánh đao như cũ xoay tròn giết hướng Diệp Thần. Hắn lại có thể không để ý tự thân tánh mạng, liều mạng lưỡng bại câu thương, đều phải chém chết Diệp Thần. Hiển nhiên, phách đao thần biết rõ Diệp Thần khí vận thâm hậu, muốn giết chết, thật sự là muôn vàn khó khăn. Cho nên, hắn đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Coi như hợp lại trên cái này cái tánh mạng, ngày hôm nay cũng không thể để cho Diệp Thần còn sống rời đi. Diệp Thần con người co rúm lại, tuyệt đối không nghĩ tới phách đao thần như thế tàn bạo. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Một bên Lý Thanh Sơn, mắt gặp phách đao thần như vậy hung hãn, chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện, cuồng như vậy vung quyền, vậy gia nhập chiến trận, một quyền hướng phách đao thần đánh tới. Hừ, tự tìm cái chết. Phách đao thần không sợ chút nào, bên trái vung tay lên, một phiến ánh đao như tuyết, chảm phá hư không, giết hướng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy đao khí bức người, xa xa không phải mình có thể chống lại. Lấy hắn tu vi, muốn đối kháng phách đao thần, vẫn là quá cố hết sức. Trong lúc nguy cấp, Lý Thanh Sơn liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng phiến ánh đao, đuổi tận cùng không buông, mắt xem thì phải chém đến trên người hắn. Hằng cổ thánh quyền, phá. Vừa lúc đó, một đạo uy nghiêm nghiêm nghị thanh âm, từ trên trời hạ xuống. Chỉ gặp một đạo quyền mang, mang mãi mãi bá đạo và sát khí, dường như muốn xuyên qua vũ trụ, hung hăng phá giết xuống. Oanh! Phách đao thần ánh đao, chỉ một tí, liền bị cái này huy hoàng quyền mang, hoàn toàn nổ. Bá đạo quyền mang, khí thế hừng hực, so trên trời mặt trời còn chói mắt hơn, tựa hồ đại biểu cổ xưa chiến thần ý chí, sát phạt dọn ra dọn ra. Trên bầu trời, một người mặc tím áo bảo màu lam nam tử, sáng chói huy hoàng, cả người sáng mờ cuồn cuộn, như trời trên chiến thần, nếu như cổ xưa quân vương, lăng không đứng, ánh mắt như có nhật nguyệt xa vào, làm người ta không dám bức thị. Thánh vương đại nhân, phách đao thần thấy thân ảnh này, nhất thời thất kinh, thân thể kịch chấn. Cho ta cút, nam tử kia uy nghiêm như sấm, cả người khí thế bùng nổ. Phách đao thần run lập cập, mới vừa còn chưa có thể một đời hình dáng, nhưng thấy nam tử này hạ xuống, lập tức như con chuột vậy, ảo não xoay người rời đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Tiền bối là, Xích Huyên Thánh Vương. Diệp Thần nhìn nam tử này, cũng là vô cùng giật mình. Người sau tu vi hơi thở, uyên thâm khó lường, làm người ta lộ vẻ xúc động. Xích Huyên Thánh Vương. Lý Thanh Sơn ngơ ngác nhìn nam tử này, cũng là một mặt ngạc nhiên. Nam tử kia đáp xuống, cả người chiến thần vậy ánh sáng nhạt đi đi xuống. Diệp Thần rốt cuộc hoàn toàn thấy rõ mặt hắn bàng, quả nhiên và Lý Thanh Sơn đặc biệt tương tự. Không, chuẩn bị mà nói, hẳn là Lý Thanh Sơn tướng mạo, và nam tử này đặc biệt tương tự. Cho dù ai nhìn bọn họ một mắt, đều có thể khẳng định, hai người chính là phụ tử, không có sai, bởi vì tướng mạo chân thực quá tương tự. Ngươi là cha ta. Lý Thanh Sơn ngơ ngác nhìn Xích Huyên Thánh Vương, một cổ huyết mạch tương liên kỳ lạ xúc cảm, lập tức bay lên trong lòng. Hắn trước kia mặc dù không có gặp qua Xích Huyên Thánh Vương, nhưng nhìn bây giờ một mắt, liền có thể khẳng định, người này là mình phụ thân, thật 100%, vậy cổ huyết mạch tương liên kích động, không có sai. Xích Huyên Thánh Vương nhìn Lý Thanh Sơn, ánh mắt kích động, tựa hồ có rất nhiều lời nói, hắn sâu sâu hô ít mấy hơi, cuối cùng tất cả lời nói, cũng hóa thành một tiếng thở dài, nói, Thanh Sơn, ngươi rốt cuộc đã tới. Xích Huyên Thánh Vương đi lên, muốn ôm chầm một tí Lý Thanh Sơn, ôm một cái mình cái này cho tới bây giờ không có ôm qua con trai. Nhưng là, Lý Thanh Sơn nhưng mang một chút mờ mịt và phòng bị, lui về phía sau một bước, hiển nhiên lần đầu gặp mặt, còn không có thói quen. Thanh Sơn, xin lỗi, những năm gần đây, là ta thật xin lỗi ngươi và tỷ tỷ ngươi. Xích Huyên Thánh Vương thở dài một cái, lui về phía sau một bước.
Lý Thanh Sơn nhìn Xích Huyên Thánh Vương, tâm tình đặc biệt phức tạp, hắn từ nhỏ chính là một cô nhi, và tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, một mực không biết mình phụ thân là ai. Hiện tại, rốt cuộc gặp được ruột thịt phụ thân, hắn nhưng cảm thấy một hồi xa lạ, cũng không biết có nên hay không nhận nhau. Trầm mặc hồi lâu, Lý Thanh Sơn mới mở miệng nói, ngươi. Ngươi có thể cứu chị tỷ tỷ ta sao? Xích Huyên Thánh Vương nói, chỉ cần nàng còn có một hơi thở, ta đều có thể cứu sống nàng, nhưng ngươi thân phận của tỷ tỷ, không đơn giản như vậy, cứu sống sau đó, phía sau còn có rất nhiều sự việc phải xử lý. Lý Thanh Sơn nói, ta biết, tỷ tỷ ta là tai nạn thiên kiếm kiếm linh, tai nạn ma nữ chuyển thế. Xích Huyên Thánh Vương cả kinh thất sắc, nói, ngươi đều biết. Lý Thanh Sơn ừ một tiếng, gật đầu một cái. Xích Huyên Thánh Vương thần sắc biến hóa, ánh mắt không ngừng chuyển động, hiển nhiên không ngờ tới Lý Thanh Sơn nhanh như vậy biết chân tướng, hắn lại nhìn xem Diệp Thần cũng là một mặt lạnh nhạt hình dáng, vậy đã sớm biết rồi. Nếu các ngươi đều biết, Tuyết Bay là tai nạn kiếm linh chuyển thế, vậy ta cũng không lừa gạt các ngươi, cứu chữa nàng dễ dàng, nhưng muốn cho nàng an ổn còn sống, phải bắt được tai nạn thiên kiếm, và nàng dung hợp, nàng mới có đủ thực lực, đi đối mặt kế tiếp kinh thiên mưa gió. Nếu như mất đi tai nan thiên kiếm, nàng coi như ngày hôm nay sống sót, ngày mai cũng phải bị người giết chết, hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Xích Huyên Thánh Vương nói. Tiền bối, nếu như ta không đoán sai, tai nan thiên kiếm ngay tại người thánh thiên phủ bên trong chứ. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, nói. Không hổ là luân hồi chi chủ, xem ra hết thảy đều ở đây ngươi thấy rõ bên trong. Xích Huyên Thánh Vương khen ngợi một tiếng. Coi như là thừa nhận tai nan thiên kiếm, ngay tại thánh thiên phủ bên trong. Vậy tai nan thiên kiếm cụ thể ở nơi nào? Diệp Thần trong lòng động một cái, vội vàng đặt câu hỏi. Tai nan thiên kiếm, cái này quan hệ đến nhâm phi phàm kiếp trước bố trí, là đối kháng cấp trên chỗ mấu chốt, này cùng thần binh lợi khí, không cho sơ thất, Diệp Thần tự nhiên cũng muốn bắt được. Tai nan thiên kiếm, ngay tại ta thánh thiên phủ bên trong một cái bí cảnh bên trong. Vậy bí cảnh là Thái Thượng Thiên Nữ bố trí, năm đó kiếm linh ma nữ tự bạo, tai nan thiên kiếm thất lạc, cuối cùng rơi vào ta trên tay, tựa hồ trong chỗ U Minh tự có định số, ta muốn thay sư huynh ta hằng cổ thánh đế, giữ thanh kiếm này. Xích Huyên Thánh Vương nhớ lại chuyện năm đó, giọng mang một chút nặng nề. Cái gì, Thái Thượng Thiên Nữ vì ngươi bố trí một cái bí cảnh? Diệp Thần thất kinh, cái này Thái Thượng Thiên Nữ thật là không chỗ nào không có mặt. Ông trời của nàng cơ hội nhân quả, tựa hồ bao phủ đúng cái thiên địa vũ trụ, vô luận Diệp Thần đi tới chỗ nào, cũng tránh không tránh khỏi. Xích Huyên Thánh Vương gật đầu một cái, nói, không sai, tai nan thiên kiếm, là trong truyền thuyết cao nhất nguyên binh, giá trị không có thể tưởng tượng, Thái Thượng Thiên Nữ biết ta thực lực không đủ, rất khó giữ ở thanh kiếm này, cho nên tự tay chế tạo một cái bí cảnh, dùng để phong ấn tai nan thiên kiếm, chờ đợi luân hồi chi chủ ngươi chuyển thế, đích thân tới thu lấy. Đại ca, cái này Thái Thượng Thiên Nữ, thật là khắp nơi vì ngươi lo nghĩ à? Lý Thanh Sơn nghe xong phụ thân một phen, cũng là âm thầm khiếp sợ, càng ngày càng cảm thấy cái này Thái Thượng Thiên Nữ lợi hại, lại có thể mấy chục ngàn năm trước liền đang bố trí, muốn bảo đảm tai nan thiên kiếm không mất, cất giữ ở Thánh Thiên Phủ bên trong, cùng Diệp Thần tự mình cướp lấy. Nếu như có thể bắt được tai nan thiên kiếm, Diệp Thần lại đạt được một cái cao nhất nguyên binh, mũi nhọn hơn nữa ác liệt. Đối kháng Thái Thượng Thiên Nữ chắc chắn, liền lớn một phần. Cái này Thái Thượng Thiên Nữ, thật là rất sợ Diệp Thần không đánh lại nàng, khắp nơi là Diệp Thần mưu đồ, sát phí khổ tâm. Nàng muốn, nuôi heo, thôi. Diệp Thần cười khổ không thôi, cái này Thái Thượng Thiên Nữ thật là bố trí sâu xa, nhâm phi phàm giúp tai nạn ma nữ chuyển thế, nàng cảm thấy còn chưa đủ, lại có thể lại tự mình kết quả, niêm phong ở tai nan thiên kiếm, miễn được sau tai nạn ma nữ sống lại. Không lấy được thiên kiếm bản thể, lãng phí một cách vô ích nhâm phi phàm tâm huyết. Bất quá, Thái Thượng Thiên Nữ coi là lọt một người. Xích Huyên Thánh Vương đổi câu chuyện, nói. Ai? Diệp Thần hơi kinh hãi, nghe Xích Huyên Thánh Vương mà nói, tựa hồ Thái Thượng Thiên Nữ có lậu coi là, đưa đến bố trí xuất hiện sai lệch, hắn muốn lấy thêm đến tai nan thiên kiếm, cũng không như vậy dễ dàng. Đế Thích Thiên. Xích Huyên Thánh Vương chậm rãi khạc ra ba chữ. Đế Thích Thiên. Diệp Thần con người có giúp lại, chẳng lẽ cái này bố trí, lại có thể bị Đế Thích Thiên nhiễu loạn? Ừ, thiên cơ khó lường, biến hóa vô cùng, cho dù là Thái Thượng Thiên Nữ, đều không thể toàn bộ thấy rõ ràng,
nàng cái này bố trí, nhưng lậu tính đế thích thiên. Thật ra thì, cũng không trách được Thái Thượng Thiên Nữ, bởi vì năm đó đế thích thiên, mới vừa thừa kế Yến Trường Ca Tâm Ma Đạo Thống, đại khí vận còn không hiển hóa đi ra, cho nên không có cấp trên chú ý tới hắn. Tai nan thiên kiếm tin tức, bị đế thích thiên biết, hắn cũng muốn cướp lấy thanh kiếm này. Lúc ấy, luân hồi chi chủ, người bố trí đã bắt đầu, người đã chết, Huyền Cơ Nguyệt và đế thích thiên, lấy là thật giết chết ngươi, đạn quan tương khánh. Nhưng sau khi ngươi chết, đế thích thiên vẫn không thể vô tư không lo, bởi vì Huyền Cơ Nguyệt còn sống, hơn nữa nữ hoàng thiên cung dưới lòng đất, chôn một cái thần la thiên kiếm. Nếu như Huyền Cơ Nguyệt cầm thần la thiên kiếm moi ra, đế thích thiên không phải địch thủ. Cho nên, đế thích thiên cũng muốn bắt được một cái thiên kiếm, giữ thế cục thăng bằng. Tai nan thiên kiếm, chính là hắn mục tiêu. Xích Huyên Thánh Vương chữ chữ kinh tâm, kể trước ngày xưa bí mật. Diệp Thần sau khi nghe được, cũng là sợ hết hồn hết vía, hỏi, sau đó thì sao? Xích Huyên Thánh Vương nói, sau đó, ta dĩ nhiên là không thể nào cầm tai nan thiên kiếm giao ra, vốn là muốn gọi Thái Thượng Thiên Nữ qua tới xử lý, đáng tiếc nàng và Hồng Thiên Kinh quyết chiến, căn bản không thể phân thân, cùng quyết chiến kết thúc, nàng lại bị bách trở về Vạn Khư Thần Điện, thế gian tất cả tung tích dần dần biến mất. Ta lại cũng không tìm được nàng tồn tại. Đế Thích Thiên là người thông minh, thời cơ chắc chắn được tốt vô cùng, lợi dụng Thái Thượng Thiên Nữ và Hồng Thiên Kinh quyết chiến cơ hội, liên hiệp thiên điện và rất nhiều thế lực, ép ta giao ra tai nan thiên kiếm, ta từ đầu đến cuối không chịu, bọn họ chuẩn bị động sát thủ. Ta cảm giác sâu sắc nguy cơ, vạn bất đắc dĩ rất nhiều hạ nặng ư, mời chào ngươi người làm ngũ đế ma thần, ngũ đế ma thần lấy tự bảo tướng uy hiếp. Rốt cuộc ép được đế thích thiên và thiên nhân vực thế lực không dám vọng động, nhưng này người thủ đoạn tàn nhẫn, mặc dù không có giết chết ta, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ ra giá cực lớn thành công phát ra tâm ma nguyền rủa. Tâm ma nguyền rủa, tiền bối, người chúng đế thích thiên tâm ma. Diệp Thần bộc phát kinh hãi. Xích Huyên Thánh Vương nói, không có, đế thích thiên tâm ma nguyền rủa, là nhằm vào tai nan thiên kiếm, thanh kiếm này, mang theo hắn nguyền rủa. Một khi tâm ma nguyền rủa hoàn toàn bùng nổ, thì sẽ hoàn toàn quy thuận hắn, tự động bay đi đế huyên điện, rơi vào trong tay hắn. Đế thích thiên lòng dạ cực sâu, đây là bố trí của hắn, hắn biết trong thời gian ngắn, không lấy được tai nan thiên kiếm, cho nên gieo tâm ma, liền vì sau này cướp lấy tai nan thiên kiếm. Lúc ấy, tai nan thiên kiếm bị niêm phong ở Thái Thượng Thiên Nữ bố trí bí cảnh bên trong, có Thái Thượng Thiên Nữ cao nhất ý chí áp chế. Vậy tâm ma nguyền rủa lật không dậy nổi sóng. Nhưng là, theo hiện tại Thái Thượng Thiên Nữ ý chí, dần dần biến mất ở giữa trời đất, đặc biệt là nàng lưu lại một cái vạn kiếp tơ tình, vậy bị phá hủy, nàng bí cảnh bên trong uy áp, thật to suy yếu. Tai nan thiên kiếm tâm ma nguyền rủa, rốt cuộc sắp bộc phát, một khi hoàn toàn bùng nổ, thanh kiếm này liền sẽ rơi vào đế thích thiên trên tay. Diệp Thần trong lòng kịch chấn, nếu như tai nan thiên kiếm, rơi vào đế thích thiên trên tay, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Trong truyền thuyết cao nhất nguyên binh, mũi nhọn hạng ác liệt, ban đầu Huyền Cơ Nguyệt đào ra thần la thiên kiếm, đã là rung động vực ngoại, nếu như đế thích thiên vậy lấy được rồi tai nan thiên kiếm, hắn tuyệt đối muốn một bước lên trời. Tai nạn và tâm ma kết hợp, vậy ngập trời sát phạt, đơn giản là mạt nhật thẩm phán, không có người có thể ngăn trở. Thậm chí, liền Lý Thanh Sơn tỷ tỷ Lý Phi Tuyết, vậy sẽ lâm vào là đế thích thiên con rối, hoàn toàn thần phục. Đến lúc đó, sợ rằng liền Lý Thanh Sơn cũng sẽ tan vỡ. Diệp Thần càng ngày càng cảm thấy, cái này của cờ đáng sợ, không biết là một người đang bố trí, thế lực khắp nơi đều có mưu đồ, đế thích thiên cũng ở đây tính toán, cũng không có ngồi chờ chết. Ban đầu ở thiên ngục thần đế bí cảnh bên trong, Diệp Thần, Tiêu Thủy Hàn các người, và đế huyên điện tranh đoạt thái thượng tơ tình, đế thích thiên tình nguyện hao phí chân nguyên. Hủy diệt thái thượng tơ tình, cũng không để cho người bất kỳ đạt được. Xem ra ở lúc ấy, đế thích thiên thì có tiêu rõ ràng thái thượng thiên nữ ý chí, để cho tai nan thiên kiếm tâm ma nguyền rủa mau sớm bùng nổ dự định. Tơ tình bị hủy diệt, thái thượng thiên nữ trên đời gian lưu lại cuối cùng một chút vật thật dấu vết, bị hoàn toàn xóa sạch, uy nghiêm ý chí tự nhiên thật to yếu bớt, tâm ma nguyền rủa có trước thời hạn bùng nổ cơ hội. Diệp Thần rợn cả tóc gáy. Nơi nào nghĩ đến ngày hôm nay trải qua sự việc, lại có thể và ngày xưa thiên ngục tranh đấu có liên quan, cái này trong chỗ u minh nhân quả kéo dài, chân thực quá khoáng đạt bàng bạc, làm người ta rung động. Xích Huyên Thánh Vương nói tiếp, gần đây cái này 10 ngày, ta
tai nan thiên kiếm tâm ma nguyền rủa đã hiện ra uy lực, tâm ma hơi thở sát phạt, thậm chí muốn lan tràn ra, ảnh hưởng đến thánh thiên phủ, ta vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đi trấn áp, cho nên bị vợ ta thiên tảm nương nương, tìm được cơ hội, chủ tính hôm nay thọ điển. Nghe vậy, Diệp Thần và Lý Thanh Sơn nhìn nhau, cũng rung động được không nói ra lời. Hiện tại tất cả nhân quả, hoàn toàn thu thúc, hai người cũng rõ ràng. Lúc đầu ngày hôm nay, Xích Huyền Thánh Vương không có xuất hiện, là bởi vì phải đi trấn áp tai nan thiên kiếm tâm ma nguyền rủa, căn bản không thể phân thân, cho tới giờ khắc này mới hạ xuống. Thiên Tàm Nương Nương biết Xích Huyền Thánh Vương không cách nào rút người ra, cho nên trước thời hạn cử hành thọ điển, phải thừa dịp Xích Huyền Thánh Vương không có ở đây, một lần hành động giết chết Diệp Thần và Lý Thanh Sơn. Xích Huyền Thánh Vương quyết định 10 ngày ước hẹn, nhưng bởi vì tâm ma nguyền rủa đột nhiên bùng nổ, xuất hiện bất ngờ, bị buộc kết thúc. Luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi, thật may ngươi thủ đoạn thông thiên, tránh thoát vợ ta sát phạt, nếu không, ngươi và Thanh Sơn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta thật không biết như thế nào cho phải. Xích Huyền Thánh Vương may mắn không thôi, nhìn Diệp Thần ánh mắt, lại mang một chút cảm kích. Nếu như không có Diệp Thần bảo vệ nói, Lý Thanh Sơn có thể đã chết. Tiền bối, vậy hiện tại tai nan thiên kiếm như thế nào? Diệp Thần trầm giọng hỏi. Dưới mắt Diệp Thần tuy đã thoát khốn, nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ, ngược lại giết ra cái Đế Thích Thiên, Diệp Thần chỉ muốn biết tai nan thiên kiếm tung tích, nếu như bị Đế Thích Thiên đạt được, vậy thì thật là thiết tưởng không chịu nổi. Xích Huyên Thánh Vương nói, ta tạm thời ngăn cản tâm ma nguyền rủa lan tràn, nhưng muốn bắt được thanh kiếm này, phải đi sâu vào bí cảnh, nhưng bí cảnh bên trong tràn đầy tâm ma hơi thở, ta nếu như đi vào, chết như thế nào cũng không biết. Luân hồi chi chủ, nếu ngươi ngày hôm nay ở chỗ này, vậy xem ra thật là Thái Thượng Thiên Nữ bố trí ứng nghiệp, thanh kiếm này sớm muộn phải thuộc về ngươi, ta muốn mời ngươi xông vào bí cảnh bên trong đi, cướp lấy tai nan thiên kiếm. Nếu như ngày hôm nay không cướp lấy, chờ thêm một đoạn thời gian, sợ rằng thật muốn rơi vào Đế Thích Thiên trong tay. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói tiền bối, ngươi muốn ta tiến vào bí cảnh. Nếu như là tình huống bình thường, Diệp Thần tự nhiên không sợ, dẫu sao cái này bí cảnh, là Thái Thượng Thiên Nữ tự tay bố trí, cho dù có hung hiểm, cũng ở đây Diệp Thần năng lực phạm vi thừa nhận bên trong. Nhưng hiện tại, Đế Thích Thiên nhiễu loạn bố trí, bí cảnh bên trong tràn đầy tâm ma nguyền rủa hơi thở, cho dù là Diệp Thần, cũng không có tuyệt đối chắc chắn, có thể chống lại tâm ma. Xích Huyên Thánh Vương nói, không sai, luân hồi chi chủ, chỉ có thể dựa vào ngươi, tâm ma sát phạt, đặc biệt quỷ dị, ta tu vi tuy cao, nhưng chống lại tâm ma thủ đoạn, xa xa kém hơn ngươi, ta và vợ ta, đã sớm gặp phải tâm ma nguyền rủa ảnh hưởng, mấy chục ngàn trong thời kỳ vẫn không có con cháu, Đế Thích Thiên tâm tư tàn nhẫn, đây là tuyệt ta sau. Thật may trời tội nghiệp, cuối cùng bị ta tránh thoát tâm ma xâm nhập, để lại Thanh Sơn cái này huyết mạch. Nói xong lời cuối cùng, Xích Huyên Thánh Vương nhìn về Lý Thanh Sơn, ánh mắt mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Lúc đầu cái này mấy chục ngàn năm bên trong, hắn và Thiên Tàm Nương Nương, từ đầu đến cuối không có sanh con cháu, là bởi vì là Đế Thích Thiên ảnh hưởng, hai người sớm bị tâm ma nguyền rủa xâm nhập, mặc dù có thể giữ tâm cảnh không loạn, nhưng khí vận đã bị tâm ma ô nhiễm, tuyệt tử tuyệt tôn. Đây chính là tâm ma đáng sợ, còn có ô nhiễm khí vận, hao tổn người phúc thọ uy lực. Lý Thanh Sơn ngây dại, không nghĩ tới mình thân thế sau lưng, lại có như thế phức tạp câu chuyện. Diệp Thần nhưng là cau mày, Đế Thích Thiên tâm ma thủ đoạn, hắn là chính mắt thấy qua, vô cùng quỷ dị, vô cùng khủng bố, một khi bị tâm ma xâm lược, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Xích Huyên Thánh Vương nói, luân hồi chi chủ, dưới mắt muốn cướp lấy tai nan thiên kiếm, chỉ có thể dựa vào ngươi, vậy bí cảnh bên trong tâm ma nguyền rủa chủ yếu là nhằm vào tai nan thiên kiếm, cũng không phải là ghim ngươi, ta tin tưởng lấy ngươi luân hồi huyết mạch nội tình, ít nhất có thể chống lại tâm ma 7 ngày thời gian. Chỉ cần 7 ngày bên trong, người có thể bắt được tai nan thiên kiếm đi ra, liền sẽ không bị tâm ma ảnh hưởng. 7 ngày. Diệp Thần trầm ngâm, thần niệm truyền tới luân hồi mộ địa bên trong đi, và Thái Huyền Trận Hoàng thương lượng, Thái Huyền tiền bối, người thấy thế nào? Thái Huyền Trận Hoàng suy tư một hồi, cuối cùng từ từ nói, tai nan thiên kiếm, sự quan trọng đại, không cho sơ thất, coi như phía trước là núi đao biển lửa, vậy nhất định phải đi xông vào một lần, nếu không thanh kiếm này. Bị Đế Thích Thiên bắt được, ngươi lại không có trở mình cơ hội. Diệp Thần ánh mắt ngưng trọng, vậy cảm thấy tình thế gay gắt. Xích Huyên tiền bối,
vậy ta đi ngay bí cảnh một chuyến. Cuối cùng, Diệp Thần nhìn về phía Xích Huyên Thánh Vương, đáp ứng. Cướp lấy tai nan thiên kiếm, thế phải làm, một khi bỏ lỡ kiếm này, vậy thật là tai nạn. Xích Huyên Thánh Vương đại hỉ, móc ra một tấm lệnh bài, đưa cho Diệp Thần, nói, đây là tay ta làm, người thật tốt cầm, bí cảnh ngay tại ta Thánh Thiên Phủ bên trong. Lập tức Xích Huyên Thánh Vương, đem bí cảnh vị trí cụ thể, nói cho Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái, nhận lấy lệnh bài. Xích Huyên Thánh Vương nói, ngươi chỉ cần cầm tấm lệnh bài này, Thánh Thiên Phủ bên trong không ai dám cản ngươi, nếu như trên đường xảy ra điều gì bất ngờ, đem ngươi linh khí dưới vào lệnh bài, ta sẽ lập tức cảm ứng được, tự mình ra tay giúp ngươi, hiện tại ta cần thay Thanh Sơn an bài thân phận, để cho hắn ở Thánh Thiên Phủ nghỉ ngơi. Thánh Thiên Phủ bên trong, cũng không phải là Xích Huyên Thánh Vương một người định đoạt, sau lưng còn có một cái Thiên Tàm nương nương. Cho nên, Xích Huyên Thánh Vương phải mau sớm an bài xong Lý Thanh Sơn, cũng phái người bảo vệ tốt hắn, miễn được hắn gặp phải Thiên Tàm nương nương ám toán. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, vung tay lên, đem Lý Phi Tuyết quan tài băng sử dụng, vậy cùng nhau giao cho Xích Huyên Thánh Vương, nói tai nạn ma nữ tánh mạng, liền nhờ ngươi. Lý Phi Tuyết là tai nan thiên kiếm kiếm linh, tự nhiên không cho sơ thất, chỉ cần cứu sống nàng, sẽ cùng tai nan thiên kiếm dung hợp, thanh kiếm này mũi nhọn, có thể ngay tức thì bộc phát ra, uy lực to lớn. Yên tâm đi, đời này tai nạn ma nữ, là con gái ta tử sẽ dốc lòng chăm sóc. Xích Huyên Thánh Vương nhận quan tài băng, nhìn xem quan tài băng bên trong Lý Phi Tuyết, lại nhìn xem Lý Thanh Sơn, trong mắt mang một chút phụ thân hiền hòa và trìu mến. Đại ca, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta và cha ta đi. Lý Thanh Sơn hơi có điểm lo âu nhìn Diệp Thần. Mặc dù hắn cũng muốn và Diệp Thần tiến vào bí cảnh, thế nhưng bí cảnh tràn đầy tâm ma nguyền rủa, hiển nhiên không phải hắn có thể bước vào. Hơn nữa, hiện tại Xích Huyên Thánh Vương xuất hiện, tỷ tỷ hắn lập tức có cứu trị cơ hội, hắn vậy muốn lưu lại bầu bạn. Ừ, người đi đi, ta không có chuyện gì. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lần này đi cướp lấy tai nan thiên kiếm, cát hung thiên cơ mê mang, sống chết khó liệu, nhưng Diệp Thần đối với tự thân thực lực, vẫn có nhất định lòng tin. Coi như không lấy được tai nan thiên kiếm, chí ít có thể trở lui toàn thân. Xích Huyên Thánh Vương nghe được Lý Thanh Sơn mới vừa kêu hắn một tiếng cha, thật là vô cùng kích động, ngay cả hô hấp cũng dồn dập, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, vậy ngươi chú ý làm trọng, có vấn đề gì, tùy thời có thể liên lạc ta đi trước một bước. Dừng một chút, lại nói, đúng rồi, ngươi muốn chú ý vợ ta, nàng ngày hôm nay cử hành thọ điển, dùng trận bàn tàn cuộc làm mồi dụ. Phía trên cố ý lưu lại tai nan thiên kiếm một chút nhân quả, chính là vì dẫn ngươi điều động, trực tiếp giết chết ngươi, thật may ngươi thực lực cường đại, cuối cùng tránh thoát một kiếp. Nhưng là, vợ ta công vu tâm kế, lần này ngươi muốn cướp lấy tai nan thiên kiếm, nàng khẳng định sẽ dùng mọi cách ngăn trở, ngươi nhất định phải chú ý. Nói xong, Xích Huyên Thánh Vương mang Lý Thanh Sơn, bay đến Thánh Thiên Phủ bên trong đi, chuẩn bị an bài Lý Thanh Sơn thân phận chuyện. Diệp Thần nhìn hai người thân ảnh đi xa, ánh mắt hơi chăm chú, xem ra ngày hôm nay muốn cướp lấy tai nan thiên kiếm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần hướng bí cảnh bay đi. Niêm phong tai nan thiên kiếm bí cảnh, là Thái Thượng Thiên Nữ tự tay bố trí, ở Thánh Thiên Phủ phía Tây, bên trong có vô cùng đại trận vần quanh, ở trận pháp đạo lý trên, phía Tây là Bạch Hổ Tinh Vị, chủ canh kim giết người, đang cùng thiên kiếm mũi nhọn tương chiếu cần phải. Vậy thiên kiếm bí cảnh bên trong, trừ tâm ma nguyền rủa hơi thở, khẳng định còn có thiên kiếm sát phạt, hơi có bất ngờ, liền có thể bị kiếm khí chém chết, hài cốt không còn. Diệp Thần chấn định tâm thần, một đường hướng thiên kiếm bí cảnh bay đi. Dọc theo đường đi, Diệp Thần nhưng cũng đụng phải rất nhiều Thánh Thiên Phủ bên trong cường giả, trong đó không thiếu Thiên Tàm nương nương dưới quyền người. To gan, người tên tiểu bối này, mạo phạm nương nương, lại còn dám trở về. Thật là vô cùng gan dạ, lại vẫn hồi đi tìm cái chết. Giết hắn, cầm đầu hắn cắt đi, hiến tặng cho nương nương. Rất nhiều cường giả, vừa nhìn thấy Diệp Thần bóng người, nhất thời mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí, liền muốn động thủ. Diệp Thần thong thả, trực tiếp móc ra Xích Huyên Thánh Vương lệnh bài, nói, Xích Huyên thủ lệnh ở chỗ này, như Thánh Vương đích thân tới, ai dám tổn thương ta. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường một phiến yên lặng như tờ. Tất cả cường giả kinh ngạc nhìn Diệp Thần lệnh bài trong tay,
nhất thời cảm thấy Xích Huyên Thánh Vương lớn nhân quả, rối rít sợ hãi rung động. Bái kiến Xích Huyên Thánh Vương. Rất nhiều cường giả, đồng loạt quỳ xuống, vô cùng cung kính. Xích Huyên Thánh Vương là Thánh Thiên Phủ phủ chủ, coi như bọn họ lén lút thuộc về Thiên Tàm Nương Nương, thấy Xích Huyên Thánh Vương thủ lệnh, cũng phải quỳ xuống, nếu không thì là đại bất kính. Diệp Thần nhìn quỳ thành một mảnh các cường giả, gật đầu một cái, xem ra Thiên Tàm Nương Nương tuy mạnh, nhưng Thánh Thiên Phủ dẫu sao vẫn là Xích Huyên Thánh Vương nắm giữ, chỉ cần hắn cầm Xích Huyên Thánh Vương lệnh bài, liền không ai dám tổn thương hắn. Lập tức Diệp Thần bay khỏi đi, tiếp tục đi Thiên Kiếm Bí Cảnh. Mọi người thấy Diệp Thần viễn đi hình bóng, quỳ sát hồi lâu, mới dám đứng lên, đều là trố mắt nhìn nhau. Mới vừa Diệp Thần còn bị Thiên Tàm Nương Nương đuổi giết, nhưng trong thoáng qua liền được Xích Huyên Thánh Vương che chở, thật sự là chuyện lạ. Bất quá, Xích Huyên Thánh Vương và Thiên Tàm Nương Nương, xưa nay không cùng, hai vợ chồng có to lớn ngăn cách, một điểm này, Thánh Thiên Phủ trên dưới cũng biết. Cho nên, Thiên Tàm Nương Nương muốn giết người, Xích Huyên Thánh Vương ngược lại muốn che chở, đám người tuy giác kinh ngạc, nhưng cũng có loại tình lý bên trong cảm giác. Bất quá, chuyện này sự quan trọng đại, Thiên Tàm Nương Nương thuộc hạ người, vậy không dám thờ ơ, vội vàng trở về bẩm báo. Lúc này Thiên Tàm Nương Nương đang đao kiếm thiên tinh trên. Diệp Thần và Lý Thanh Sơn chạy khỏi, Thiên Tàm Nương Nương có vẻ tức giận, đã không tâm tình lại cử hành thọ điển. Thọ điển tiệc trước thời hạn kết thúc, đám người tân khách đã tản đi, toàn bộ đao kiếm thiên tinh, chỉ còn lại Thiên Tàm Nương Nương một người, chừng đứng linh kiếm tiên, phách đao thần hai cái tinh linh. Còn như Ngọa Long thần tôn, Thiên Tàm Nương Nương đã thả, dẫu sao là Thái Thượng Thiên Nữ người làm, nàng không dám nháo được quá mức. Đúng trận thọ điển tiệc xuống, Thiên Tàm Nương Nương một không chỗ nào được, nội tâm dĩ nhiên là vô cùng tức giận căm hận. Vốn là nàng còn mai phục phách đao thần cái này hậu thủ, chuẩn bị chặn đánh Diệp Thần, nhưng không nghĩ tới, Xích Huyên Thánh Vương hạ xuống, nhưng là vỡ vụn nàng kế hoạch, hiện tại hết thảy đều được bọt nước. Nương nương, dưới mắt như thế nào cho phải, vậy dã chủng đã trở về. Phách đao thần xuôi tay đứng ở Thiên Tàm Nương Nương bên người, cẩn thận hỏi. Hắn mới vừa nhưng mà chính mắt nhìn thấy, Lý Thanh Sơn ngay tại Diệp Thần bên người, hiện tại Xích Huyên Thánh Vương đã hạ xuống, hai phụ tử nhất định là nhẫn nhau. Thiên Tàm Nương Nương sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng, nói, là ta thất sách, còn đánh giá thấp luân hồi chi chủ khí vận, không nghĩ tới cái này cũng giết không chết hắn, thôi, hôm nay chỉ có mời Cơ Nguyệt tỷ tỷ, tương trợ một hai, chèn ép Lý Thanh Sơn vậy dã chủng. Phách đao thần một hồi chấn động phố, nói, Nương Nương. Người muốn mời nữ hoàng tương trợ. Thiên Tàm Nương Nương và Huyền Cơ Nguyệt, hai người giao tình thâm hậu, thậm chí là tỉ muội tương xứng, nhưng Huyền Cơ Nguyệt lòng dạ cực sâu, muốn gọi nàng ra tay tương trợ, chân thực không phải chuyện dễ dàng, thậm chí còn có thể bị cắn ngược một cái. Thiên Tàm Nương Nương gật đầu một cái, nói tình hình bây giờ, cũng chỉ tốt như vậy, nghe nói Cơ Nguyệt tỷ tỷ thiên cung, trước đó vài ngày bị Ngọa Long thần tôn và Bay Lôi thần tôn tập kích, bị tổn thương to lớn. Nàng hẳn muốn mở cuối cùng bí mật, mở chỗ đó, đem tất cả tài nguyên lấy ra, mới có thể trọng trấn nữ hoàng thiên cung thanh thế, nàng uy nghiêm sắp lần nữa cuộn sạch vực ngoại, có nàng tương trợ, Lý Thanh Sơn vậy dã chủng hẳn phải chết. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nghe được Thiên Tàm Nương Nương lời nói, khẳng định vô cùng khiếp sợ. Bởi vì trước kia Diệp Thần đi Huyền Thiên Kiếm một phần, phát hiện bên trong đại năng, đều bị Huyền Cơ Nguyệt rời đi. Lúc ấy Diệp Thần cũng biết Huyền Cơ Nguyệt sau lưng cất giấu một cái đại bí mật động trời bí mật, nhưng là, hắn cũng không biết điều bí mật này là cái gì. Hiện tại, nghe Thiên Tàm Nương Nương lời nói, nàng hiển nhiên biết Huyền Cơ Nguyệt bí mật, hơn nữa biết điều bí mật này đặc biệt khủng bố. Một khi mở, Huyền Cơ Nguyệt thanh thế nhất định bạo tăng, muốn uy sắp vực ngoại, hùng bá chín tầng trời, không người có thể tương đương. Thời khắc này Thiên Tàm Nương Nương cũng muốn mời Huyền Cơ Nguyệt tương trợ, giúp nàng diệt trừ Lý Thanh Sơn. Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần nhìn nhau, sắc mặt đều là ngưng trọng, cũng không tán thành tìm kiếm Huyền Cơ Nguyệt trợ giúp. Dẫu sao, Huyền Cơ Nguyệt ở vực ngoại nhưng mà nổi danh tàn bạo cay độc, Thiên Tàm Nương Nương hành động này, không thể nghi ngờ bảo hổ lột ra. Bất quá, nếu là Thiên Tàm Nương Nương quyết định, bọn họ cũng không tốt nói thêm cái gì. Báo! Ngay tại lúc này, một người học trò vội vàng bay vào, quỳ xuống Thiên Tàm Nương Nương trước mặt, nói. Nương nương, không xong, xảy ra chuyện lớn. Thiên Tàm Nương Nương sắc mặt trầm xuống, nói, hoảng cái gì, đã xảy ra chuyện gì?
Đệ tử kia nói, cái đó giết chết Liêm Trinh đại đế hung thủ, cầm phủ chủ đại nhân lệnh bài, đi mà trở lại, chuẩn bị đi phía tây cấm địa bí cảnh, tựa hồ muốn xông vào bí cảnh, cướp lấy bên trong thánh vật. Cấm địa bí cảnh bên trong, Niêm Phong tai nan thiên kiếm, chuyện này, thánh thiên phủ đệ tử bình thường, cũng không biết chuyện. Dẫu sao, tai nan thiên kiếm liên lụy nhân quả, chân thực quá to lớn, ở thánh thiên phủ bên trong, chỉ có le que mấy người biết. Giống vậy đệ tử, chỉ biết là bí cảnh bên trong, Niêm Phong một kiện thánh vật, còn như cái này kiện thánh vật là cái gì, nhưng không người biết, càng không ai dám hỏi. Cái gì? Thiên Tàm nương nương nghe lời này, nhất thời thất kinh. Nàng nguyên lấy là, Xích Huyền Thánh Vương hạ xuống, cứu Diệp Thần, chuyện này lúc này bỏ qua, nàng thất bại, Diệp Thần vậy rời đi Thánh Thiên Phủ. Nhưng là, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể đi mà trở lại, thậm chí cầm Xích Huyền Thánh Vương lệnh bài. Ngươi lùi xuống trước đi. Thiên Tàm nương nương ánh mắt lóe lên, chỉ cảm thấy sự việc không đơn giản. Ừ. Đệ tử kia khom người lui về phía sau, rời đi đao kiếm thiên tinh. Thiên Tàm nương nương bấm ngón tay tính toán, không ngừng thôi diễn thiên cơ. Ở Thánh Thiên Phủ bên trong, phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng không gạt được nàng pháp nhãn. Cái này một tí, thiên cơ suy diễn dưới, Thiên Tàm nương nương nhất thời dòm ngó thấy tất cả bí mật. Đáng chết, Xích Huyên Thánh Vương lão này, lại muốn kêu luân hồi chi chủ, cướp lấy tai nan thiên kiếm. Một khi tai nan thiên kiếm, rơi vào luân hồi chi chủ trong tay, vậy còn có. Thiên Tàm nương nương dòm ngó thấy sau lưng nhân quả, nhất thời tức giận không dứt. Cái này cầm tai nan thiên kiếm, có thể nói là thánh thiên phủ thần bí nhất bí mật, nàng cũng muốn cướp lấy. Lý Thanh Sơn tỷ tỷ Lý Phi Tuyết, người bị thương nặng, rơi vào ngủ say, chính là Thiên Tàm nương nương bút tích. Nàng muốn giết Lý Phi Tuyết, chiếm đoạt huyết mạch, mượn kiếm linh này máu, chấp trưởng tai nan thiên kiếm. Một khi nàng bắt được tai nan thiên kiếm, là có thể thống trị toàn bộ thánh thiên phủ. Ngày hôm nay Lý Thanh Sơn trở về, Thiên Tàm nương nương kế hoạch, vốn chính là giết chết Lý Thanh Sơn và Diệp Thần, lại cướp lấy Lý Phi Tuyết quan tài băng, đem người cùng nhau giết chết, như vậy thứ nhất, tai nan thiên kiếm dễ như trở bàn tay. Chỉ là, hiện ở xảy ra ngoài ý muốn, Thiên Tàm nương nương kế hoạch thất bại, cướp lấy tai nan thiên kiếm chuyện, nàng vốn là muốn chậm một chút rồi quyết định. Nhưng Xích Huyên Thánh Vương, nhưng sẽ không cho nàng cái này cơ hội. Hiện tại Diệp Thần chuẩn bị ra tay, cướp đoạt tai nan thiên kiếm. Nương nương, làm thế nào? Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần, đều có điểm kinh hoàng, không nghĩ tới Xích Huyên Thánh Vương như thế quả quyết, lại có thể trực tiếp mời Diệp Thần ra tay. Phải biết, vậy bí cảnh bên trong, hiện đầy tâm ma nguyền rủa hơi thở, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tùy tiện ra tay, vạn nhất phát sinh chuyện gì bất ngờ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như tâm ma nguyền rủa lan tràn đến Thánh Thiên Phủ bên trong đi, toàn bộ Thánh Thiên Phủ, đều phải bị chiếm đoạt, tất cả mọi người đều phải đổi thành đế thích thiên con rối. Xích Huyên Thánh Vương lão này, đúng là điên, hắn cứ như vậy tin tưởng luân hồi chi chủ. Không được, ta tuyệt không thể ngồi chờ chết. Thiên Tàm nương nương trong ánh mắt thoáng qua một chút tàn bạo. Linh Kiếm Tiên nói, nương nương, vậy ý của ngươi là? Thiên Tàm nương nương nói, các ngươi hai cái, cũng cho ta tiến vào thiên kiếm bí cảnh, chờ cơ hội cướp lấy tai nan thiên kiếm. Nghe vậy, Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần, đều là sợ hết hồn. Linh Kiếm Tiên nói, nương nương, vậy thiên kiếm bí cảnh bên trong, phủ đầy phức tạp trận pháp, ta hai người chúng ta căn bản không có thể phá trận, liền tính vào, vậy không có biện pháp đến gần tai nan thiên kiếm à? Thiên Tàm nương nương nói, không sao, các ngươi đi theo luân hồi chi chủ, cùng hắn phá trận chính là, hắn trận pháp thủ đoạn như vậy lợi hại, cái này bí cảnh, lại là Thái Thượng Thiên Nữ tự tay bố trí, hắn nhất định là có phá trận biện pháp, đến lúc đó, các ngươi tìm lại cơ hội giết liền hắn, cướp đoạt tai nan thiên kiếm chính là. Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần chố mắt nhìn nhau, nhưng cảm thấy áp lực to lớn. Thiên Tàm nương nương nói đơn giản dễ dàng, nhưng muốn từ luân hồi chi chủ trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, nơi nào có như thế dễ dàng. Thiên Tàm nương nương nói, đáng tiếc vậy bí cảnh bên trong, phủ đầy tâm ma, ta không thể tự mình đi vào, nếu không có bị tâm ma xâm nhập nguy hiểm, nhưng các ngươi hai cái, đều là tinh linh, tâm ma rất khó thương tổn tới các ngươi, chỉ muốn giải quyết Thái Thượng Thiên Nữ lưu lại trận pháp, vậy tai nan thiên kiếm chính là của chúng ta. Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần yên lặng một hồi, cuối cùng khẽ cắn răng, chắp tay đồng nói.
cần tuân nương nương phân phó. Thiên Tàm nương nương hài lòng gật đầu một cái, nói, rất tốt, viên này đao kiếm thiên tinh, các ngươi thật tốt lợi dụng, ta chờ ngươi cửa tin tức tốt. Nói xong, Thiên Tàm nương nương bóng người thoáng một cái, hóa thành mây khói, phiêu tán đi. Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần nhìn nhau, hai người cưỡi đao kiếm thiên tinh, hướng thiên kiếm bí cảnh bay đi. Cùng lúc đó, Diệp Thần đã tới thiên kiếm bí cảnh, cái này bí cảnh vào miệng, nhưng là một cái màu xanh biếc màn sáng, tựa hồ nối liền dị giới không gian, có phiến phiến phủ văn lóe lên. Ở vào miệng chung quanh, có mấy cái cường đại trưởng lão bảo vệ, thấy Diệp Thần bay gần, tất cả trưởng lão nhất thời lộ ra một chút phòng bị thần sắc. Diệp Thần không chờ bọn họ đặt câu hỏi, trực tiếp sử dụng Xích Huyên Thánh Vương lệnh bài. Tất cả trưởng lão thấy vậy, nhất thời kinh hãi, rối rít quỳ xuống nghênh đón. Diệp Thần nói, phụng Xích Huyên Thánh Vương mệnh lệnh, ta chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Đại nhân mời. Tất cả trưởng lão lập tức nhường đường, không dám thở ơ. Diệp Thần gật đầu một cái, đang muốn tiến vào bí cảnh, bỗng nhiên tới giữa, sau lưng mưa gió dâng lên, thiên địa ùng ùng chấn động. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, nhưng thấy một viên ngôi sao to lớn, lướt qua bầu trời, nhanh chóng ép tới gần. Chính là đao kiếm thiên tinh. Diệp Thần mặt liền biến sắc, xem ra Xích Huyên Thánh Vương nói không sai, Thiên Tàm nương nương quả nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Xem ra lần này cướp lấy tai nan thiên kiếm, sẽ gặp phải Thiên Tàm nương nương dùng mọi cách cản đường. Xuy xuy xuy, ánh đao kiếm ảnh cổn đáng, mưa gió gào thét, vậy đao kiếm thiên tinh trên, liền xuất hiện hai đạo cường đại bóng người, tu vi đều ở đây hoàn chân cảnh bảy tầng thiên, một cái quần áo trắng bội kiếm, cả người hình to lớn, sách chiến đao. Chính là đao kiếm thiên tinh hai cái tinh linh, Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần. Phụng nương nương pháp dụ, chúng ta chuẩn bị tiến vào bí cảnh, thu lấy thánh vật. Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần đồng loạt mở miệng, thanh âm hòa lẫn đao kiếm sát phạt tiếng gió, từ chân trời cuồn cuộn truyền xuống, chấn triệt thiên sơn vạn hác. Tất cả trưởng lão một hồi kinh hãi, bọn họ mặc dù không biết tai nan thiên kiếm sự việc, nhưng đều biết bí cảnh bên trong, niêm phong một kiện thánh vật. Nghe nói nếu như lấy được rồi, đủ để một bước lên trời. Chỉ là, muốn nhận lấy cái này kiện thánh vật, đặc biệt khó khăn, mấy chục ngàn năm qua, vô luận là Xích Huyên Thánh Vương, vẫn là Thiên Tàm nương nương, cũng không có thành công. Chẳng lẽ ngày hôm nay, Xích Huyên Thánh Vương và Thiên Tàm nương nương, muốn xé rách ra mặt, mỗi người phái người cướp lấy thánh vật. Tất cả trưởng lão âm thầm suy đoán, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ cảm thấy hôm nay tranh đấu. Liên quan đến Thánh Thiên Phủ sau này đại cuộc. Ai có thể bắt được thánh vật, ai liền có thể đoạt được Thánh Thiên Phủ quyền hành. Mời vào. Tất cả trưởng lão cũng không dám hỏi nhiều, rối rít tránh ra. Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần, lại không có lập tức đi vào, mắt lạnh nhìn Diệp Thần, nói, thằng nhóc, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi đi vào trước. Hai người đều biết, bí cảnh bên trong tràn đầy hung hiểm, cũng không dám đi vào trước. Muốn Diệp Thần trước dò đường, bọn họ ngồi nữa thu mưu lợi bất chính. Ha ha! Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tự nhiên cũng biết bọn họ tâm tư. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau trò lừa bịp, hắn xem nhiều, cái này hai người muốn làm chim sẻ, cũng không như vậy dễ dàng. Thiên Tàm nương nương dưới quyền không người sao, bọn ngươi hai cái. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng, mắt lạnh nhìn đao kiếm hai người. Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi không cần nói nhảm, nhanh lên một chút cút vào đi thôi, nếu không làm trễ nãi nương nương việc lớn, ta muốn ngươi để mạng lại đền bù. Thiên kiếm bí cảnh bên trong, tràn đầy tâm ma hơi thở, Thiên Tàm nương nương dưới quyền tuy có rất nhiều cường giả, nhưng cũng không có thể đối kháng tâm ma tồn tại. Chỉ có bọn họ hai cái, bởi vì là tinh linh, có thể miễn dịch bộ phận tâm ma xâm nhập, cho nên chỉ có thể là bọn họ hai cái ra tay. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần đều là hoàn chân cảnh bảy tầng thiên cao thủ, hơn nữa có đao kiếm thiên tinh, nếu như ở chỗ này chiến đấu, hắn không có nắm chắc tất thắng. Nhưng nếu như tiến vào bí cảnh, vậy thì ung dung nhiều. Cái này thiên kiếm bí cảnh, là Thái Thượng Thiên Nữ tự tay bố trí, đối với Diệp Thần tuyệt đối có lợi, chỉ cần bước vào đi, Diệp Thần có nắm chắc chém chết cái này hai người. Nếu như giết chết bọn họ, đao kiếm thiên tinh chính là của ta. Diệp Thần liếm môi một cái, đối với Thiên Tàm nương nương món pháp bảo này, vậy là cảm thấy hứng thú vô cùng. Dẫu sao, đao kiếm thiên tinh giá trị,
so Hoang Long Thiên Tinh còn lớn hơn, nếu như có thể đạt được, hắn thực lực, cũng có thể một người nữa lên tầng thứ. Lập tức Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp xuyên qua không gian màn sáng, tiến vào trong bí cảnh. Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần, vậy lật đật thúc giục đao kiếm thiên tinh, để cho ngôi sao này, thu nhỏ lại thu nhỏ lại thu nhỏ hơn nữa, biến thành một viên bụi bậm vậy nhỏ xíu, vậy xuyên qua màn sáng. Bọn họ xúc ngôi sao nhỏ, hóa thành một viên bụi bậm, là vì phòng ngừa Diệp Thần đánh lén. Dẫu sao, Diệp Thần trước một bước tiến vào bí cảnh, nếu như ở bên trong bố trí thủ đoạn gì, bọn họ liền nguy hiểm. Giao. Diệp Thần trước một bước xuyên qua màn sáng, đi tới thiên kiếm bí cảnh thế giới. Cái này bí cảnh, không gian hơi thở đặc biệt, hiển nhiên là tự thành một khối thế giới, độc lập với vực ngoại, cũng không phải là thiên nhân vực lãnh thổ, hiển nhiên là Thái Thượng Thiên Nữ dùng đại thần thông, tự tay mở ra thế giới, chuyên môn dùng để niêm phong tai nan thiên kiếm. Cái thế giới này, bầu trời là mờ mịt màu sắc, mơ hồ nổi lên thiên tai sấm chớp mưa bão, hiển nhiên là tai nan thiên kiếm hơi thở biến thành. Tai nan thiên kiếm, bị niêm phong ở nơi này bí cảnh trong thế giới, không biết đã bao nhiêu năm, đã thật sâu ảnh hưởng đến cái thế giới này hiện tượng thiên văn địa mạch. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, chung quanh là từng mảnh dãy núi, không thấy được cuối, vậy không thấy được tai nan thiên kiếm bóng dáng. Những thứ này dãy núi, có rất nhiều chiến đấu phá hủy dấu vết, kéo ra mảng lớn núi rừng cây cối, hóa thành phế tích, một mảnh hỗn độn. Xem những thứ này dấu vết chiến đấu, còn đặc biệt mới tinh. Không nghi ngờ chút nào, Xích Huyền Thánh Vương trước đây không lâu đã tới, hơn nữa và tâm ma quái vật chiến đấu qua, áp chế tâm ma lan tràn, không để cho tâm ma xâm hại đến Thánh Thiên Phủ. Cho nên Diệp Thần hiện tại, cũng không nhìn thấy tâm ma hơi thở. Dưới mắt Diệp Thần vị trí chi địa, là bí cảnh thế giới vòng ngoài, còn chưa đi đến vùng trung tâm, nhìn như giống như là thông thường thiên địa thế giới, cũng không có gì đặc biệt tồn tại. Thằng nhóc, vậy hai cái đao kiếm tinh linh, lập tức phải tiến vào, không bằng trước bố trí một tay sát trận. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần, đều là hoàn chân cảnh 7 tầng thiên cao thủ, lại có đao kiếm thiên tinh, tốt nhất là dùng trận pháp thủ đoạn đối phó bọn họ. Được. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, vậy rõ ràng liền Thái Huyền Trận Hoàng ý. Muốn thuận lợi cướp lấy tai nan thiên kiếm, trước hết giải quyết hết cái này hai cái đao kiếm tinh linh. Nếu bị bọn họ rình rập ở phía sau, thủy chung là một cái tai họa ngầm. Kịch độc sát trận, rơi. Diệp Thần động tác thật nhanh, lập tức sử dụng kịch độc nguyên phù và độc bia, lúc này bố trí một cái kịch độc sát trận. Cái phim này độc sát trận, ban đầu ở Hồng Mông Phúc Địa thời điểm, hắn thử qua dùng để đối phó Minh Long thần tộc, hiệu quả tốt vô cùng. Bất quá, cái phim này độc sát trận, muốn giết chết Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần, là tuyệt đối không khả năng. Dẫu sao cái này hai người thực lực quá mạnh mẽ. Diệp Thần dĩ nhiên muốn bố trí lợi hại hơn trận pháp, nhưng dưới mắt thời gian vội vàng, Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần lập tức phải đi vào, Diệp Thần không thời gian, chỉ có thể bố trí một cái kịch độc sát trận. Một cái kịch độc sát trận, cũng đủ rồi, Diệp Thần chỉ muốn áp chế vậy hai cái đao kiếm tinh linh nhuệ khí, cho bọn họ một chút màu sắc nhìn một chút. Vù vù, kịch độc nguyên phù lóe lên. Chôn thật sâu tới đất để bên trong đi, một tầng kịch độc trận văn, nhất thời hiện lên, hình thành một cái kinh khủng trận pháp, ti ti lũ lũ khí độc, vậy đi theo lan tràn ra. Diệp Thần bàn tay bắt pháp quyết, trực tiếp ẩn núp tốt trận pháp, không có bại lộ chút nào dấu vết. Nói đến phức tạp, nhưng trong thực tế, từ Diệp Thần đi vào, rồi đến kịch độc sát trận bố trí xong, trước sau vậy chỉ một cái hô hấp thời gian, đặc biệt nhanh. Hiện tại Diệp Thần thừa kế Tu La Ma Thần Đạo Thống, trận pháp tu vi đột nhiên tăng mạnh, muốn bố trí cái loại này đơn giản trận pháp, là đặc biệt chuyện dễ dàng, ngay chớp mắt liền có thể hoàn thành. Bá! Diệp Thần trận pháp mới vừa bố trí xong, một viên nhỏ xíu bụi bẩm, liền từ ngoại giới bay vào. Viên này bụi bẩm, đặc biệt thật nhỏ, mắt thường không thể gặp. Nhưng Diệp Thần cảm giác lực bén nhạy, lập tức liền phát giác, cái này bụi bẩm. Chính là rút nhỏ dù sao cũng lần đao kiếm thiên tinh. Tới, Diệp Thần vừa phát hiện đao kiếm thiên tinh, thần niệm lập tức động một cái, trực tiếp mở kịch độc sát trận. Oanh, một tiếng núi lửa phun ra vậy vang lớn. Vô số khói độc, khí độc, khói độc, trong nháy mắt tại chỗ trên nổ tung đi ra. Một cái kinh khủng kịch độc đại trận, trên mặt đất hoàn toàn lộ vẻ hiện ra.
vô cùng vô tận khí độc, điên cuồng bơm vào nhập viên kia đao kiếm thiên tinh bên trong đi. Thằng nhóc thúi, thật là ác độc thủ đoạn. Lại dám mai phục chúng ta. Đao kiếm thiên tinh bên trong, truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết, chính là linh kiếm tiên và phách đao thần thanh âm. Đúng viên đao kiếm thiên tinh, lập tức tạo ra, từ một viên bụi bậm vậy lớn nhỏ, bành trướng thành một viên sáng chói tinh thần. Mà giờ khắc này, nghiêm ngặt khí độc, đã vọt tới ngôi sao này trên. Đao kiếm thiên tinh bên trên, từng chuôi cắm to lớn đao kiếm, gặp phải tí ti khí độc quấn quanh, nhất thời toát ra loang lổ tím đen màu sắc, một ít yếu ớt đao kiếm, trực tiếp bị khí độc ăn mòn, mình đầy thương tích, trở thành sắt vụn, thậm chí còn có đao kiếm, trực tiếp bị kịch độc hòa tan, trở thành một bãi nước thép. Diệp Thần cái phim này độc sát trận, một bộc phát ra, thật là độc khí cuồn cuộn. Cổ độc thần mạch, mở. Diệp Thần mắt gặp trận pháp có hiệu lực, liền cổ độc thần mạch vậy mở đi ra, vô số khí độc từ trong cơ thể cuồn cuộn xông ra, điên cuồng bay tới vậy đao kiếm thiên tinh trên. Thằng nhóc, đủ rồi. Đao kiếm thiên tinh trên, hai đạo thân ảnh tức giận giết ra, chính là Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần, bọn họ đột nhiên gặp phải Diệp Thần kịch độc tập sát, đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đã đủ cẩn thận, nhưng chẳng ai nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy, Diệp Thần lại có thể thật bố trí một cái giết hại đại trận, mặc dù uy lực giết người không chết, nhưng khí độc cuồn cuộn, cũng để cho người cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nắm giữ kiếm pháp, Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần cùng kêu lên gầm thét, dưới cơn thịnh nộ, một trái một phải, huy động binh khí, hướng Diệp Thần mãnh giết đi. Bọn họ xử chiêu số, lại là nắm giữ kiếm pháp. Ha ha, các ngươi lại có thể vậy sẽ một chiêu này. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hơi có điểm bất ngờ. Nắm giữ kiếm pháp, là kiếp trước Luân Hồi Chi Chủ, và Huyền Cơ Nguyệt liên thủ sáng chế, cũng không phải là Luân Hồi Chi Chủ dành riêng. Hiện tại, Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần, lại có thể sử xuất nắm giữ kiếm pháp, muốn đến là Huyền Cơ Nguyệt truyền thụ cho. Xem ra Huyền Cơ Nguyệt và Thiên Tàm Nương Nương, giao tình cực kỳ thâm hậu, lẫn nhau kiểm chứng đạo pháp, Huyền Cơ Nguyệt tiện nhân kia, lại có thể liền nắm giữ kiếm pháp cái loại này vũ kỹ đứng đầu, cũng truyền thụ đi ra ngoài. Diệp Thần ánh mắt lướt qua một chút dùng mình, ngay tức thì muốn rõ ràng liền tất cả khớp xương. Nắm giữ kiếm pháp, phân chia tiên đạo nắm giữ, ma đạo nắm giữ hai loại nghĩa sâu xa. Cái này một tí, Linh Kiếm Tiên một kiếm hóa thân tiên đạo nắm giữ, thân thể đột nhiên dương cao, đỉnh thiên lập địa, quần áo trắng tung bay, quanh thân tiên quang vần quanh, hà thải nhô lên, hiển nhiên lấy được tiên làm thịt nghĩa sâu xa tinh túy. Mà Phách Đao Thần, lấy chiến đao sử kiếm pháp, một đao nhập ma, thân thể hóa thành vạn trượng cao, cả người ma diễm cuồn cuộn, hơi thở nổ tung, giống như muốn cuộn sạch vô cùng thời không, ánh mắt đằng đằng sát khí. Ở phía sau hai người, đao kiếm thiên tinh vậy đang không ngừng bành trướng, thậm chí muốn tăng đến mặt trời vậy to lớn, phía trên tiên khí ma khí không ngừng lưu chuyển, lẫn nhau xen lẫn, ngăn cản Diệp Thần khí độc xâm nhập. Vô luận là Linh Kiếm Tiên, vẫn là Phách Đao Thần, đều là hoàn chân cảnh bảy tầng thiên cao thủ, lâm nguy không loạn, chúng Diệp Thần độc trận, cũng không có kinh hoàng, mà là nhanh chóng phản kích. Hai người một cái kiếm tiên, một cái đao ma, một tiên một ma, lẫn nhau kết hợp với nhau, hung hăng giết hướng Diệp Thần. Ha ha ha, các ngươi quên ta là ai, lại dám múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban, ở ta trước mặt dùng nắm giữ kiếm pháp. Diệp Thần cảm nhận được tiên ma chúa tể hơi thở tấn công tới, nhưng là chút nào không hoảng hốt, ngược lại ngửa mặt lên trời cười lớn. Nếu như Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần, dùng cái khác võ kỹ thần thông, Diệp Thần có thể còn muốn kiêng kỵ, nhưng hai người hết lần này tới lần khác dùng nắm giữ kiếm pháp. Phải biết, kiếp trước Diệp Thần, chính là nắm giữ kiếm pháp một trong người sáng lập, không người so hắn càng hiểu cái này môn kiếm pháp. Hiện tại vừa nhìn thấy Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần kiếm chiêu, Diệp Thần ngay tức thì bắt được sơ hở, kiếm pháp nghĩa sâu xa tất cả pháp môn, vậy ở trong lòng lướt qua. Tinh hồn chém, phá cho ta. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, mãnh liệt rút ra sát kiếm, kịch độc nguyên phù nổ tung, bơm vào đến trên thân kiếm, điều động toàn bộ kịch độc sát trận năng lượng, đúng thanh kiếm đổi được đen nhánh không rõ ràng, khói độc lượn lờ. Ở vô cùng khí độc bên trong, lau một cái sáng chói ánh sao, nhưng là bỗng nhiên tách thả ra ra. Còn có kinh khủng hồn lực chập chờn cũng ở đây nổ tung. Diệp Thần trực tiếp sử dụng tinh hồn chém, mạnh mẽ tinh hồn kiếm khí, xen lẫn cuồn cuộn khói độc, hung hăng chém về phía Linh Kiếm Tiên. Cái gì?
Linh kiếm tiên thất kinh, chỉ cảm thấy Diệp Thần một kiếm này, vừa vặn nhắm ngay kiếm pháp của mình nhược điểm, thế khó khăn chống đỡ. Hắn tuy có hoàn chân cảnh 7 tầng thiên thực lực, nhưng sơ hở bị bắt, cả người tu vi cũng không phát huy ra được, muốn rút kiếm lui về phía sau, nhưng nơi nào tới kịp. Chanh! Diệp Thần một kiếm hung hăng đánh xuống, tinh hồn chém trình độ cao nhất bùng nổ, một kiếm chém ra dù sao cũng ánh sao, xuyên qua vô số thời không. Rào! Linh kiếm tiên tiên làm thịt thân thể, lập tức tan vỡ, tất cả nắm giữ tiên khí, ngay tức thì tán loạn, cả người khí cơ hỗn loạn, liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa phun ra hai búng máu tươi. Đáng chết, khinh thường. Linh kiếm tiên khẽ cắn răng, rốt cuộc phát hiện thi triển nắm giữ kiếm pháp, là một cái sai lầm chí mạng. Môn chủ này làm thịt kiếm pháp, uy lực to lớn, hắn trước kia đối mặt cường địch, vậy thói quen thi triển, nhưng hiện tại vội vàng tới giữa. Nhưng bỏ quên Diệp Thần là luân hồi chi chủ thân phận, lại dùng nắm giữ kiếm pháp, thuần túy là múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Linh kiếm tiên. Phách đao thần thấy linh kiếm tiên bị một kiếm đánh tan, nhất thời hoảng hốt. Nhưng là, hắn dẫu sao cũng là hoàn chân cảnh 7 tầng thiên cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng trong tay chiến đao không loạn, xen lẫn mênh mông ma khí nắm giữ một đao, như cũ chém về phía Diệp Thần. Hồ đồ ngu xuẩn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tự nhiên vậy nhìn ra liền phách đao thần đao pháp sơ hở. Hắn dùng đao sử kiếm pháp, quá mức cương mãnh, mất đi nắm giữ kiếm pháp lớn nhất tinh túy, sơ hở ngược lại lớn hơn. Diệp Thần thân như phiên hồng, bước chân một sai, không ngăn lại, vừa vặn tránh thoát phách đao thần một đao. Vậy cương mãnh kinh khủng nắm giữ lưỡi đao, từ Diệp Thần lướt qua bên người, thiếu chút nữa thì phải đem Diệp Thần chém eo. Nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng liền một cái chút nào mau cũng không đụng tới. Diệp Thần xem thấu phách đao thần tất cả sơ hở, cái này một tí né tránh, nhìn như hung hiểm, nhưng trong thực tế vô cùng ung dung, không phí nhiều sức. Tu La Ma Chảo. Diệp Thần ánh mắt lãnh khốc, trốn một chút qua phách đao thần lưỡi đao, lập tức vận dụng lục đạo luân hồi pháp bên trong A Tu La Đạo, cả người nổ lên ngập trời Tu La sát khí, bàn tay hóa thành vô cùng khổng lồ ma chảo. Như muốn chân áp vạn giới hư không, uy nghiêm vô địch. Doạt! Diệp Thần hung hăng một móng vuốt, mãnh lấy xuống đi, nhất thời cạo bên trong phách đao thần cánh tay, sắc bén Tu La năm ngón tay, so đao kiếm còn muốn ác liệt, lập tức phá vỡ phách đao thần ra, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Phách đao thần phát ra một tiếng hét thảm, đau đớn kịch liệt, trong tay đao rớt xuống đất, mà đạo chúa tể khí tượng, vậy hoàn toàn tan vỡ tiêu tán, ý cảnh hết thảy khôi phục. Diệp Thần vừa đối mặt gian, dễ dàng lại có thể đánh tan cái này hai người cao thủ. Mặc dù Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần, cũng chỉ là bị thương nhẹ, cũng không có bị tổn thương quá nhiều, nhưng hai người đường đường hoàn chân cảnh 7 tầng thiên cường giả, lại có thể làm như vậy giòn, liền thua ở Diệp Thần dưới quyền, cái này tâm lý đánh vào thực sự quá lớn, hai người khó mà chịu đựng. Hu hu hu, theo hai người tâm cảnh dao động, Diệp Thần kịch độc sát trận, khí độc lan tràn được nhanh hơn. Đã hiện đầy toàn bộ đao kiếm thiên tinh, ăn mòn mỗi một vùng núi sông, mỗi một chỗ mặt đất, mỗi một thanh đao kiếm. Linh kiếm tiên và phách đao thần trên hai người, vậy dây dưa cuồn cuộn khí độc, hình dáng khá là khủng bố. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Phách đao thần giận dữ, lại có thể cố nén khí độc tập kích, lần nữa nhắc tới lưỡi đao, chuẩn bị tái chiến. Rút lui. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có ham chiến ý niệm, gặp tốt hãy thu. Lập tức rút người ra bay ngược, đi bí cảnh chỗ sâu chạy cướp đi. Diệp Thần rất rõ ràng, mình có thể như thế ung dung, đánh tan đao kiếm hai người, thật sự là may mắn. Nếu như cái này hai người, không phải thi triển nắm giữ kiếm pháp nói, Diệp Thần chiến đấu, có thể sẽ khá là cố hết sức. Cho nên, Diệp Thần cũng không có tiếp tục chiến đấu tiếp dự định, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút cướp được tai nan thiên kiếm mà thôi, có thể đánh bại linh kiếm tiên và phách đao thần nhuệ khí. Thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ, đã đủ rồi. Thấy Diệp Thần muốn rời đi, phách đao thần nổi nóng không dứt, chỉ muốn đuổi giết đi lên. Đừng đuổi theo, mau khu độc muốn chặt. Linh kiếm tiên lên tiếng ngăn cản, giọng nhưng là mang điểm như đưa đám và không biết làm sao. Nếu như không phải là bị Diệp Thần đánh lén, chúng kịch độc sát trận mà nói, hắn có thể sẽ có nhiều hơn sự việc, suy tính chiến đấu sách lược, mà không phải là vừa lên tới liền vận dụng nắm giữ kiếm pháp. Kết quả nhưng thành múa rìu trước cửa nhà lỗ ban, khắp nơi lộ ra sơ hở. Bất quá, hiện đang nói gì cũng vô ích,
vẫn là mau sớm khu độc muốn chặt. Đúng viên đao kiếm thiên tinh, đều bị khí độc rót đầy, nếu như kéo dài nữa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, có thể sẽ ảnh hưởng đến ngôi sao này địa mạch khí vận. Đáng chết! Phách đao thần nhìn Diệp thần rời đi bóng người, nhưng là vô cùng oán hận. Nếu như đỉnh cấp tỷ thí, hắn và Linh Kiếm Tiên chưa chắc thất bại. Dẫu sao, bọn họ đều là hoàn chân cảnh 7 tầng thiên cường giả, mà Diệp thần chỉ có càn khôn cảnh 6 tầng thiên mà thôi. Nếu như toàn bộ tinh thần chăm chú, nghiêm túc chiến đấu, bọn họ phần thắng lớn vô cùng, quả quyết sẽ không giống hôm nay như vậy chật vật. Đáng tiếc, đánh bại chính là đánh bại. Bất đắc dĩ, phách đao thần cũng chỉ tốt thu hồi chiến đao, và Linh Kiếm Tiên liên thủ, người dẫn đường tán đao kiếm thiên tinh lên khí độc, lại xua tan trên người mình khí độc. Mà ở hai người khu độc thời điểm, Diệp thần đã nhanh chóng tiến về trước, chạy về phía bí cảnh chỗ sâu. Ô hu hu! Càng đi sâu vào, Diệp thần càng nghe đến trước mặt truyền tới từng cơn gào khóc thanh âm, đó là đại trận vận chuyển, làm động tới thiên địa đại thế thanh âm. Xem ra Thái Thượng Thiên Nữ, ở nơi này bí cảnh bên trong, bố trí rất nhiều đại trận, thứ nhất là bảo vệ tai nan thiên kiếm, thứ hai là khảo nghiệm Diệp thần. Nếu như Diệp thần, liền nàng lưu lại trận pháp đều không cách nào phá giải, vậy cũng không tư cách lại đi khiêu chiến nàng. Diệp thần không ngừng đi tới trước, trong phảng phất đã ngửi được tâm ma hơi thở, bí cảnh vòng ngoài tâm ma nguyền rủa, phần lớn bị Xích Huyên Thánh Vương áp chế, nhưng còn không hoàn toàn thanh trừ. Theo Diệp thần đi sâu vào, hắn rốt cuộc cảm ứng được như có như không tâm ma chập chờn. Cái này tâm ma, hỗn hợp nguyền rủa hơi thở, năm đó Đế Thích Thiên, rõ ràng vận dụng tám nguyền rủa long cốt khóa, dùng cái này kiện nguyền rủa pháp bảo, tới thúc dục tâm ma thần thông, tăng lên tâm ma uy lực. Bá! Một đầu màu xám đen quái vật hình người, đột nhiên từ một bên trong rừng cây thoát ra, trong miệng ô ô kêu to, như một đầu mãnh quỷ vậy, hướng Diệp thần đạp chết tới. Tâm ma quái vật sao? Diệp thần ánh mắt đông lại một cái, biết đây là tâm ma và nguyền rủa hỗn hợp mà thành quái vật. Đế Thích Thiên ở tai nan thiên kiếm trên, gieo tâm ma nguyền rủa, thanh kiếm này niêm phong ở bí cảnh bên trong, dần dần và hiện tượng thiên văn địa mạch dung hợp, thiên địa biến hóa, sản sinh ra vô cùng yêu quái. Diệp thần quái vật trước mắt, bóng người mơ hồ, như thật như ảo, chính là do tâm ma nguyền rủa ra đời ra. Hồng mông đại tinh không, lên. Diệp thần quát lên một tiếng lớn, lập tức mở ra hồng mông đại tinh không. Mặc dù trước mắt tâm ma quái vật, chỉ có đơn độc một đầu, thực lực khá hơi yếu nhỏ, nhưng tâm ma sát phạt, quỷ dị tới cực điểm, không thể dùng lẽ thường đo lường được, cho nên Diệp thần đặc biệt cẩn thận, trực tiếp mở ra hồng mông đại tinh không, để tránh gặp phải tâm ma tập kích, nhất kiếm nữa vung chém ra đi. Suy! Diệp thần kiếm phong rơi xuống, nhất thời đem vậy tâm ma quái vật, hoàn toàn tiêu diệt. Người sau hóa thành một món đen nhánh khói mù, theo gió tiêu tán ở giữa trời đất. Mà Diệp thần, có hồng mông đại tinh không bảo vệ, phổ thông tâm ma tàn niệm không đả thương được hắn. Lại hướng đi tới trước vào, Diệp thần cũng gặp phải không thiếu tâm ma quái vật, nhưng thực lực đều không coi là mạnh, hắn có thể ung dung đối phó, cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Dần dần, Diệp thần đi tới trong dãy núi ương, nơi này nhưng là một mảng lớn bình nguyên. Tựa hồ là bị người san bằng liền tòa ngọn núi lớn, rất miễn cưỡng mở ra đi ra ngoài bình nguyên. Phiến bình nguyên này trên, nhưng bố trí hàng ngàn hàng vạn tòa đại trận, rậm rạp chằng chịt đại trận, lẫn nhau xen lẫn chồng lên, ùm ùm vận chuyển, làm động tới thiên địa đại thế, phát ra từng cơn chấn động vang lớn. Tại đại trận trung ương, là một tòa cổ xưa cung điện, so với tầm thường cung điện lớn hơn mấy phần, ở cung điện đỉnh, nhưng nạm một hạt châu, tản mát ra vô cùng lạnh lùng khí lạnh. Để cho đúng tòa cung điện, cũng bảo bọc một tầng hàn băng sương mù, khói mù lượn lờ, như trời thượng tiên cung. Cửa cung điện, đóng thật chặt, trên đỉnh treo một tấm bảng, phía trên in băng phách kiếm phủ bốn chữ. Đến, tai nan thiên kiếm niêm phong chi địa. Diệp thần ánh mắt co rúm một cái, nhìn về phía tòa cung điện kia, mơ hồ tới giữa, bắt được nồng nặc thiên cơ, trong truyền thuyết tai nan thiên kiếm, liền niêm phong ở cung điện bên trong. Không nghi ngờ chút nào. Đây là Thái Thượng Thiên Nữ tự mình bố trí danh tác, muốn đến tòa cung điện kia, trước hết xông qua cung điện bốn phía dù sao cũng tòa đại trận. Từng cái đại trận, năm hỏa thần lôi trận, băng xương lạc tuyết trận, tử mẫu truy hồn trận, đại lộ chiếm đoạt trận, mưa gió nghịch sát trận vân. Vân, nhiều vô số kể, rậm rạp chằng chịt, lẫn nhau hỗn hợp mà không hỗn loạn, như vũ trụ tinh thần,
tuân theo một cổ đặc biệt quỹ tích vận chuyển, lẫn nhau không xâm phạm. Những thứ này đại trận, hiển nhiên là Thái Thượng Thiên Nữ tự tay bố trí, là cho Diệp Thần khảo nghiệm. Diệp Thần chỉ có xông qua cái này từng ngọn đại trận, mới có thể chân tránh đến cung điện. Tòa cung điện kia, tên là Băng Phách Kiếm Phủ, là phòng ấn tai nan thiên kiếm chỗ. Nóc cung điện lên hạt châu kia, cũng không phải vật bình thường, mà là một kiện hỗn độn linh bảo, kêu Băng Phách Thiên Tinh, chính là hỗn độn cửu tinh một trong, là rút nhỏ vô số lần tinh thần. Viên này Băng Phách Thiên Tinh, tràn đầy nồng nặc khí lạnh, trên ngôi sao khắp nơi đều là sông băng, sương tuyết, đông đất, vạn năm không thay đổi. Băng Phách Thiên Tinh tồn tại, thật to phong bế tai nan thiên kiếm hơi thở, cho nên Diệp Thần không cảm ứng được tai nan thiên kiếm kiếm khí, nhưng đã bắt được thiên cơ nhân quả, tai nan thiên kiếm đang ở bên trong, không có sai. Thằng nhóc, mau lên đường, đừng chậm trễ thời gian. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng thúc giục, phải mau sớm phá trận, tiến vào Băng Phách Kiếm Phủ, cướp lấy tai nan thiên kiếm. Nếu không, cùng Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần giết tới, vậy thì không dễ làm. Diệp Thần chuyến này mục đích là cướp lấy thiên kiếm, không phải muốn giết người, nếu như bởi vì hai người kia, chuyện gì xảy ra bất ngờ, vậy cũng phiền toái. Diệp Thần cùng gật đầu, vậy cảm thấy Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần là một cái tai họa ngầm, muốn ung dung giải quyết bọn họ, cơ hồ không thể nào, coi như có thể giết chết, vậy muốn trả một cái giá thật là lớn. Đến lúc đó, hắn hao hết linh khí, lại đối mặt tai nan thiên kiếm, không những không thể cướp lấy, còn khả năng bị kiếm khí cắn trả. Lập tức Diệp Thần càng không chậm trễ, sải bước xông vào trong đại trận. Oanh! Diệp Thần một xông vào, hàng ngàn hàng vạn tòa đại trận, điên cuồng vận chuyển, khắp nơi nổ âm, vô số sấm sét, gió bão, phệ hồn, sát phạt vân. Vân hơi thở, tại đại trận bên trong tràn ra tới, thậm chí còn có từng đạo hư ảo bóng người, vậy liều chết xung phong đi ra. Đây là rất nhiều đại trận trận linh. Thái Thượng Thiên Nữ bố trí trận pháp, vô cùng tuyệt diệu, lại còn sản sinh ra trận linh. Diệp Thần tinh thông trận pháp chi đạo, ở muôn vàn đại trận chuyển động ngay tức thì, hắn vậy bắt được rất nhiều trận pháp vận chuyển bí ẩn, chân đạp bảy sao, không ngừng di động, tại đại trận khe hở gian tiến về phía trước, mỗi một bước cũng đạp trúng mấu chốt nhất tâm trận, bảo đảm tự thân sẽ không bị trận pháp tổn thương. Từng ngọn đại trận gầm thét, Diệp Thần thân thể nhưng giống như con bướm, ở gió lớn sóng lớn gian qua lại, phiến lá không dính thân, tiêu vẩy tới cực điểm, nhanh chóng hướng cung điện ép tới gần. Thằng nhóc, người trận pháp tu vi, đã kém không nhiều đạt tới cảnh giới của ta. Thái Huyền Trận Hoàng một hồi khen ngợi và vui vẻ yên tâm, dưới mắt Diệp Thần trận pháp tiêu chuẩn, so với hắn vậy không xê xích bao nhiêu. Coi như không có hắn phụ trợ, Diệp Thần một thân một mình, cũng có thể ở vô số đại trận vờn quanh hạ, như cá gặp nước. Hống! Mắt xem Diệp Thần thì phải đến Băng Phách Kiếm Phủ, vậy tất cả trận linh, tựa hồ cảm giác được không ổn, tất cả trận linh ngửa mặt lên trời gầm hét lên, hợp thành một chi quân đội vậy, vội vàng chặn đánh Diệp Thần. Hu hu hu! Tất cả trận linh, mơ hồ tới giữa, và Băng Phách Kiếm trong phủ Băng Phách Thiên Tinh, lấy được câu thông liên lạc, cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh khí. Mỗi một tuyến đầu khéo léo trên thân thể, dâng lên khí lạnh băng sương mù, từng luồng khí lạnh băng sương mù ngưng tụ, cuối cùng lại có thể hóa thành một biện pháp băng sương chiến giáp, bao trùm ở rất nhiều trận linh trên thân thể. Cái gì? Diệp Thần thất kinh, những cái kia trận linh lấy được băng sương chiến giáp bao trùm, nhất thời sức chiến đấu bạo tăng, kiêu căng hừng hực, điên cuồng chèn ép tới đây. Hiển nhiên, viên kia Băng Phách Thiên Tinh, vẫn là rất nhiều đại trận nhiên liệu một trong. Phía trên có Thái Thượng Thiên Nữ tự tay quán chú linh khí, năng lượng đặc biệt dư thừa. Đơn thuần là Băng Phách Thiên Tinh, ở hỗn độn cửu tinh bên trong, có thể xếp hàng thứ 5, so độn giáp thiên tinh lợi hại hơn, nhưng kém hơn Hoang Long Thiên Tinh, càng kém hơn Thiên Tàm Nương Nương Đao Kiếm Thiên Tinh, không thể nói thật lợi hại. Nhưng ngôi sao này, đi qua Thái Thượng Thiên Nữ đặc thù rèn luyện, năng lượng nhưng nghịch thiên vậy phong phú, đơn giản là cuồn cuộn không ngừng. Cái này một tí. Vậy tất cả trận linh, lấy được Băng Phách Thiên Tinh năng lượng, băng xương chiến giáp bao trùm, chiến ý dọn ra, làm thành một cái thùng sắt, tàn bạo hướng Diệp Thần đánh tới. Thuần túy là trận pháp khảo nghiệm, Diệp Thần tự nhiên không sợ, hắn trận pháp thành tựu cực cao, nhưng vô số trận linh vây giết, cái này nhưng là muốn chết sát phạt, không phải bất kỳ kỹ xảo có thể đối phó, chỉ có thể cứng đối cứng. Phần thiên tinh không,
vạn thú lao nhanh, phá. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hồng mông đại tinh không ngay tức thì bạo tăng, hơn nữa hắn còn thi triển ra phần thiên tự tại thiên. Phần thiên thế giới, và hồng mông đại tinh không kết hợp, biến thành phần thiên tinh không, khắp nơi thiêu đốt lửa cháy mạnh, hừng hực không ngừng, ở trên tinh không, thì treo một viên vạn thú thiên tinh, vô số đầu hung hãn bá đạo yêu thú, gầm thét reo hò, từ trên ngôi sao chạy giết xuống. Một màn nguy nga xuất hiện, ở phần thiên tinh không lửa cháy mạnh dưới sự xung kích, tất cả băng giáp trận linh nổ tung tan vỡ, trở thành bổn nguyên nhất linh khí, tiêu tán ở trong gió. Mà một ít cường đại băng giáp trận linh, chặn lại phần thiên liệt diễm sát phạt, muốn ép tới gần Diệp Thần, nhưng lập tức bị vô số đầu yêu thú hung tàn, sống sờ sờ xé thành mảnh vỡ. Diệp Thần mở phần thiên tinh không, kết hợp với vạn thú thiên tinh, thật là do như tinh không đứng đầu, vạn thú đứng đầu, vô địch vậy tồn tại, lập tức càn quét toàn trường. Hô! Ngay chớp mắt, Diệp Thần xóa bỏ tất cả kẻ địch, nhưng tự thân linh khí, vậy nghiêm trọng hao tổn, không khỏi thở dốc một tiếng. Đi mau! Thái Huyền Trận Hoàng tiếp tục thúc giục, e sợ cho Diệp Thần bị đao kiếm tinh linh chiếm tiện nghi. Vậy linh kiếm tiên và phách đao thần, đều không thông trận pháp chi đạo, nếu như gọi bọn họ tới phá giải Thái Thượng Thiên Nữ lưu lại trận pháp, đó là tuyệt đối không thể nào. Bọn họ muốn an ổn tiến vào băng phách kiếm phủ, cướp lấy thiên kiếm, chỉ có thể là đi theo Diệp Thần bước chân, cùng Diệp Thần phá trận, bọn họ lại ở phía sau chiếm tiện nghi, cái gì cũng không cần làm, ngồi thu mưu lợi bất chính. Đây cũng là Thiên Tàm nương nương kế hoạch. Nhưng là, Diệp Thần tự nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy, để cho người khác trắng trắng chiếm tiện nghi. Hắn trực tiếp lợi dụng kịch độc đại trận giết ngược, hiện tại Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần, đều ở đây khu độc, không thời gian chạy tới. Bất quá, Diệp Thần rất rõ ràng, bọn họ rất nhanh thì phải giết tới. Lập tức Diệp Thần hít sâu một hơi, phần thiên tinh không như cũ trôi lơ lửng ở đỉnh đầu, hoành xông qua muôn vàn đại trận. Rốt cuộc đã tới trận pháp nồng cốt cung điện, băng phách kiếm phủ. Đứng ở băng phách kiếm phủ trước mặt, Diệp Thần chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lùng dùng mình, thấu xương vậy dùng mình, sát phạt ra thịt, từng cơn đau đớn. Còn nữa, Diệp Thần từ đóng chặt cung điện trong cửa, vậy mơ hồ bắt được một chút tâm ma hơi thở. Tòa cung điện này, liền Xích Huyên Thánh Vương và Thiên Tàm Nương Nương, đều không từng đi vào. Bởi vì bên trong, tràn đầy kinh khủng tâm ma nguyền rủa hơi thở. Tai nan thiên kiếm, đã bị Đế Thích Thiên gieo tâm ma, mấy chục ngàn năm nổi lên, cái này tâm ma hơi thở, đã đạt tới vô cùng kinh khủng bước, thậm chí có lan tràn đến Thánh Thiên Phủ nguy hiểm. Mở ra cánh cửa này, bước vào trong đó, Diệp Thần thì phải trực tiếp đối mặt ngút trời tâm ma sát phạt, vô cùng nguy hiểm, hơi có bất ngờ, lập tức sẽ bị tâm ma xâm nhập, mất đi ý thức, lâm vào là Đế Thích Thiên nô lệ. Hơn nữa, coi như xông qua tâm ma tập kích, còn phải đối mặt tai nan thiên kiếm bản thân kiếm khí sát phạt, hung hiểm trùng trùng. Ở bên ngoài, không cảm giác được tai nan thiên kiếm hơi thở, nhưng đứng ở cửa cung điện, Diệp Thần nhưng là cảm ứng rõ ràng đến, thỉnh thoảng có từng tia nhỏ xíu tai nạn kiếm khí, từ trong khe cửa lộ ra, bể tan tành hư không, phát ra nhọn gào thét. Trước đây không lâu ở thọ điển trên, Thiên Tàm nương nương tế đi ra ngoài trận bàn, phía trên có tai nan thiên kiếm nhân quả. Thậm chí mai phục một đạo tai nan thiên kiếm kiếm khí, muốn đến chính là Thiên Tàm nương nương ở chỗ này thu thập. Diệp Thần trong lòng một hồi xúc động, rốt cuộc sắp tiếp xúc tới tai nan thiên kiếm, coi như phía trước là đầm rồng hang hổ, đều không thể rút lui. Ngay tại lúc này, Diệp Thần lại nghe được sau lưng xa xa truyền tới tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy, nhưng gặp Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần, đang nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Phách Đao Thần lớn tiếng gào thét, ánh mắt trợn to, nhưng cảm thấy không ổn. Không tốt, chúng ta tới trễ một bước. Linh Kiếm Tiên thần sắc đại biến, bọn họ có thể thấy Diệp Thần bóng người, nhưng không cách nào đến gần, giống như cách vũ trụ thiên hà. Bởi vì, ở bọn họ và Diệp Thần tới giữa, có hàng ngàn hàng vạn tòa đại trận, vô cùng đại trận chuyển động, phong lôi gầm thét, sát phạt nhân tâm. Diệp Thần phá trận thành công, thuận lợi đến bờ bên kia. Nhưng những trận pháp này, cũng không có bị phá xấu xa, hiện tại đã khôi phục vận chuyển, thậm chí liền mới trận linh, cũng sắp sản sinh ra tới. Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần hai người, muốn đến gần băng phách kiếm phủ, trừ phi là trước phá trận. Nhưng bọn họ cũng không có phá trận thực lực, một bước tới chậm, chỉ có thể làm trợn mắt. Ha ha, xin lỗi, các ngươi tới trễ.
Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cũng không để ý hai người, trực tiếp phịch đích một tiếng, đẩy ra cung điện cửa, sải bước xông vào. Cung điện cổng vừa mở ra, vạn trượng ánh sáng vung vẩy ra, sáng chói được đao kiếm hai người hoa mắt, đến khi bọn họ phục hồi tinh thần lại, Diệp Thần đã hoàn toàn bước vào cung điện. Mà cửa cung điện, vậy phịch đích một tiếng, hoàn toàn khóa lại. Xong rồi, thằng nhóc kia tiến vào. Linh kiếm tiên, chúng ta nên làm như thế nào? Phách đao thần nhất thời luống cuống, bọn họ vì khu độc, làm trễ nãi bước chân, hiện tại tới trễ một bước, nhất thời gây thành đại họa. Thằng nhóc kia, thật không hổ là luân hồi chi chủ. Lại có thể nhanh như vậy phá trận. Linh kiếm tiên cắn răng, bọn họ khu độc tốc độ, đã là thật nhanh, có thể nói chớp mắt, vốn là lấy là đuổi được đạt tới, không nghĩ tới Diệp Thần phá trận vô cùng là nhanh chóng, bọn họ vẫn là tới trễ. Cái này một tí, không có Diệp Thần dẫn đường, bọn họ căn bản không có thể phá trận, càng không cách nào đến gần băng phách kiếm phủ. Nếu như tay không trở về, sợ rằng nương nương sẽ làm thịt chúng ta. Phách đao thần cả người một hồi run run, chỉ cảm thấy một hồi sợ hãi. Linh kiếm tiên ánh mắt chuyển động, tựa hồ nghĩ tới điều gì kế sách, nói, phách đao thần, ta có một kế, có thể phá rõ ràng trước mắt nguy cục. Nghe vậy, phách đao thần ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, ngươi có mưu kế gì? Linh kiếm tiên thần bí hề hề nói, ngươi kê vào lỗ tai tới đây. Phách đao thần ừ một tiếng, không kịp chờ đợi tiến tới linh kiếm tiên bên người, kê vào lỗ tai đi qua. Nhưng không ngờ, linh kiếm tiên đột nhiên một kiếm rút ra, đâm vào phách đao thần đan điền chỗ hiểm. Ngươi làm gì? Phách đao thần cả kinh thất sắc, chỉ cảm thấy bụng đau nhức, một kiếm này xuyên thủng hắn đan điền khí hải, biến dạng thần hồn, kiếm khí vô cùng là tàn bạo. Đạp đạp đạp, phách đao thần liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đã là một phiến trắng bệch, tim đập bịch bịch, kinh hoàng không dứt, cái này một tí nổi lên biến cố. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới linh kiếm tiên lại đột nhiên đánh lén hắn, thống hạ sát thủ. Linh kiếm tiên cười lạnh một tiếng, nói, muốn phá trận, chỉ có thể hy sinh một người, ta dự định cầm tính mạng ngươi tế trời, như vậy là được phá trận, nếu không chúng ta tay không mà quay về, đều phải bị nương nương giết chết, huynh đệ, ngươi an tâm lên đường. Lúc đầu linh kiếm tiên mắt gặp thế cục nguy cấp, lại muốn hiến tế phách đao thần tánh mạng, dùng để phá trận. Phách đao thần chút nào không phòng bị dưới, rốt cuộc bị hắn một kiếm đánh lén trọng thương, mất đi năng lực phản kháng. Ngươi không phải người. Phách đao thần kích động tức giận, phun một ngụm máu tươi đi ra. Ta là một cái tinh linh, dĩ nhiên không phải người. Linh kiếm tiên ha ha cười một tiếng, ánh mắt cũng không so tàn bạo, lập tức cũng không nói nhảm, chậm rãi thấp giọng niệm chú, pháp quyết bóp động, một cái đơn giản hiến tế trận pháp rơi xuống. Phúc đắp lên phách đao thần. Vù vù. Hiến tế trận pháp vận chuyển, phách đao thần chỉ cảm thấy cả người sức sống khí huyết, bị không ngừng trừ ly đi ra ngoài. Linh kiếm tiên, người chết không được tử tế. Người liền ta cũng giết, người đã có tâm ma. Coi như người bước vào băng phách kiếm phủ, người cũng phải bị tâm ma ăn mòn. Biến thành đế thích thiên con rối. Ta hôm nay chết đi, liền làm nằm mộng một chàng. Nhưng người tâm tư thay đổi. Ngươi tuyệt đối phải bị tâm ma khống chế, trở thành đế thích thiên nô lệ. Ngươi kết quả, so chết còn muốn bi thảm. Phách đao thần liền liền gầm thét, không cam lòng lúc này chết. Ha ha, ta đối với nương nương trung thành cảnh cảnh, ra hạ sách này, hy sinh ngươi tánh mạng, cũng là vạn bất đắc dĩ, ta tại sao có thể có tâm ma. Linh kiếm tiên khinh thường cười một tiếng, cũng không để ý phách đao thần gầm thét, tiếp tục thúc giục hiến tế trận pháp. Phách đao thần gầm thét. Dần dần thành kêu thảm thiết, cuối cùng liền tiếng kêu thảm thiết, cũng yếu ớt đi xuống, sức sống hoàn toàn mất đi. Rào! Mà hiến tế phách đao thần tánh mạng, một cổ năng lượng bàng bạc, từ thiên hạ xuống, hung hăng đánh thẳng vào trận pháp. Hàng ngàn hàng vạn tòa đại trận, khắp nơi sụp đổ, khắp nơi than xúc, không ngừng tán loạn hủy diệt, mới vừa đản sanh ra trận linh, bị sống sờ sờ xé nát. Phách đao thần là hoàn chân cảnh 7 tầng thiên cường giả. Cái này một tí bị hiến tế, hiệu quả rõ rệt, nhìn rất nhiều đại trận bể tan tành, linh kiếm tiên quần áo trắng tung bay, trong ánh mắt mang mừng như điên. Rất tốt, phá trận thành công. Tai nan thiên kiếm, là của ta. Linh kiếm tiên mắt lộ ra hung quang, ngang nhiên hướng kiếm phủ cung điện bay đi. Mà lúc này Diệp Thần, đã sớm bước vào băng phách kiếm phủ. Chỗ tòa này kiếm phủ, là một tòa khổng lồ cung điện,
Diệp Thần tiến vào trong đó, liền xuất hiện ở một cái trống trải to lớn cung điện bên trong. Cái này cung điện, rộng vô cùng hào phóng, khoáng đạt thở mạnh. Từng cây một đại bàng long trụ tử, trắng tinh hoa đồng hồ, khắp nơi đứng vững. Một tầng môn hộ, phảng phất là mê cung vậy, không biết kéo dài đi nơi nào. Nhưng mà, ở nơi này khoáng đạt trong cung điện, nhưng là một phiến vắng lặng, khắp nơi hiện đầy tang thương dấu vết, hoang phế thềm đá, cũ nát ghế ngồi, còn có đống đống. Hài cốt, khô cằn hài cốt, không sai, ở cung điện này bên trong, lại có thật mệt mỏi xương trắng, tầng tầng chồng lên nhau, mục nát không chịu nổi. Những hài cốt này, mang theo Thái Thượng Thiên Nữ ý chí, xem ra ngày xưa, Thái Thượng Thiên Nữ vì bảo vệ tai nan thiên kiếm, thậm chí phái không thiếu cao thủ điều động, bảo vệ kiếm này. Nhưng là, nàng lậu tính đế thích thiên. Ngày xưa nàng sai phái cao thủ, hôm nay toàn bộ trở thành xương trắng, toàn bộ bị đế thích thiên tâm ma nguyền rủa giết chết. Diệp Thần chỉ cảm thấy hoang vu cung điện trên, tràn ngập từng tia khí tức quỷ dị, những thứ này hơi thở mắt thường không thể gặp, nhưng tinh thần có thể cảm ứng được. Đó là thuần túy nhất, ác độc nhất tâm ma hơi thở, đặc biệt câu nhân tâm ma, để cho người rơi vào điên cuồng, hoàn toàn đánh mất lý trí mà chết. Thái Thượng Thiên Nữ vì bảo vệ tai nan thiên kiếm, có thể nói sát phí khổ tâm, những cao thủ này đều là âm thầm sai phái, là bí mật tồn tại, liền Xích Huyên Thánh Vương và Thiên Tàm Nương Nương cũng không biết. Diệp Thần nhìn những hài cốt này, tựa như xuyên thấu vô số năm tháng, cảm nhận được Thái Thượng Thiên Nữ lương khổ để tâm. Thái Thượng Thiên Nữ bảy ngón này, là sợ Xích Huyên Thánh Vương và Thiên Tàm Nương Nương sinh lòng tham niệm, cướp lấy tai nan thiên kiếm, nhiễu loạn nàng bố trí. Có những thứ này thần bí cao thủ, mai phục ở nơi này, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng tiếc là, Thái Thượng Thiên Nữ nghìn tính vạn tính, hết lần này tới lần khác lậu tính đế thích thiên. Những cao thủ này, thật ra thì không là người ngoài giết chết, mà là sống sờ sờ bị tự thân tâm ma hành hạ mà chết, hài cốt để bụng ma oán niệm cực lớn. Diệp Thần rung động không dứt, xem ra thiên cơ bí ẩn, uyên thâm khó lường. Liền Thái Thượng Thiên Nữ đều không cách nào hoàn toàn coi là thanh, cũng có lậu coi là thời điểm, cũng sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Vô luận là ai, đều không thể hoàn toàn nắm trong tay bàn cờ này cục, từ đầu đến cuối sẽ có không thể tránh khỏi dị số xuất hiện. Diệp Lạc Nhi là một cái dị số, Đế Thích Thiên cũng là một cái dị số. Đế Thích Thiên sắp tới, ta làm sao cảm nhận được liền hắn nhân quả. Diệp Thần cả người dùng mình nóng rực, trong sâu thẳm. Nhưng bắt được đáng sợ nhân quả. Mơ hồ tới giữa, hắn biết trước được tương lai, Đế Thích Thiên muốn hạ xuống, tự mình cướp lấy tai nan thiên kiếm. Cái này không thể nào, Đế Thích Thiên làm sao có thể sẽ đến Thánh Thiên Phủ. Thương thế hắn còn không hết bệnh, không thể nào địch nổi Xích Huyên Thánh Vương, hắn làm sao sẽ tới nơi này. Diệp Thần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ lấy vì mình coi là sai rồi, muốn lại cẩn thận suy diễn một tí. Nhưng thiên cơ nhân quả lập tức bị nơi này kinh khủng hơi thở cắt đứt, cái gì cũng coi là không rõ. Bên trong điện đường hơi thở, đặc biệt kinh khủng, không chỉ là tâm ma, còn có cực kỳ lạnh lùng khí lạnh. Hàn khí này, xuất xứ từ băng phách thiên tinh, ở cung điện bên trong tích lũy lắng đọng liền mấy chục ngàn năm, đạt tới kinh khủng bước, hàng loạt gió lớn, hòa lẫn băng xương tuyết sương mù, từ cung điện không biết cái góc nào bên trong cạo đi vào, may là Diệp Thần sinh mệnh lực và thể xác cường hãn. Cũng không chịu nổi, thân thể liều mạng lạnh run, hàm răng cách cách vang dội. Lạnh quá, viên kia băng phách thiên tinh, đạt được Thái Thượng Thiên Nữ năng lượng bơm vào, khí lạnh lại có thể như vậy nồng nặc. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, chỉ cảm thấy khí lạnh không ngừng đánh tới, tựa hồ phải đem mình đông thành một pho tượng đá. Hắn mở ra phần thiên tinh không, thế nhưng khí lạnh, nhưng liền tinh không đều phải ăn mòn, mọi chỗ lửa cháy mạnh, rất miễn cưỡng bị gió lạnh dập tắt. Liền liền treo ở thiên vạn thú thiên tinh, đều có bị đóng băng dấu hiệu. Chú ý, người chớ để cho đông chết ở chỗ này. Thái Huyền Trận Hoàng thanh âm ngưng trọng, vẫn nhìn cung điện các nơi, tìm kiếm tai nan thiên kiếm chỗ. Bất quá, cung điện này lớn vô cùng, một tầng lại một tầng, không biết có nhiều ít nhà cửa, căn bản đếm không hết, cũng không biết tai nan thiên kiếm ở nơi nào. Yên tâm, ta còn chưa đến nỗi như vậy chật vật. Diệp Thần cười khổ một tí, tâm niệm vừa động, lúc này thả ra viêm bia, hơn nữa để cho Nhan Tuyển Nhi ra tay. Công tử, Nhan Tuyển Nhi hiển nhiên rõ ràng Diệp Thần dụng ý. Viêm bia một thả ra ngoài, nhất thời chung quanh khí lạnh, nhanh chóng tan đi,
đều bị viêm bia năng lượng xua tan đi ra ngoài. Có viêm bia và Nhan Tuyền Nhi bảo vệ, Diệp Thần cuối cùng không có lại bị khí lạnh đánh vào. Tiếp theo, nên đi tìm Tai Nan Thiên Kiếm. Diệp Thần khí lạnh xua tan, tinh thần nhất thời rung lên, cẩn thận cảm ứng, nhưng phát hiện Tai Nan Thiên Kiếm hơi thở, mơ hồ, nhìn không rõ lắm, bị tầng tầng tâm ma nguyền rủa bao trùm ở, không biết cụ thể ở nơi nào. Diệp Thần nhướng mày một cái, lúc này dùng viêm bia bảo vệ được thân thể, đi về trước lên đường, tìm Tai Nan Thiên Kiếm. Ra chỗ tòa này cung điện, đi ra bên ngoài, là từng ngọn hòn non bộ giả nước, đình đài lầu các, giống như hoàng gia cung điện khí tượng, nhưng Diệp Thần nhưng cảm thấy nửa đêm vậy nặng nề. Không khí bên trong, từ đầu đến cuối tràn ngập từng tia tâm ma hơi thở, hơn nữa cung điện bên ngoài tâm ma, hơn nữa quỷ dị bá đạo, và nguyền rủa hơi thở kết hợp, hình thành mắt thường có thể thấy được hắc khí. Từng luồng hắc khí, phảng phất là khinh yên sương mù, khắp nơi vần quanh. Diệp Thần bị những thứ này tâm ma hắc khí, khiêu khích một tí, tim đều là đập bịch bịch, phảng phất có vô cùng mặt trái tâm trạng, ác độc oán niệm, muốn lật dọn ra. Hồng Mông Đại Tinh Không, bảo vệ. Diệp Thần lần nữa mở ra Hồng Mông Đại Tinh Không, bảo vệ tự thân. Một phiến ánh sao tràn đầy giật xuống, bao phủ ở Diệp Thần thân thể, ngăn cản tâm ma tập kích. Nếu như kết hợp với phần thiên tự tại thiên mà nói, bảo vệ năng lực sẽ càng cường đại hơn, bất quá. Cứ như vậy, linh khí tiêu hao quá kịch liệt, Diệp Thần không chịu nổi. Hiện tại mở Hồng Mông Đại Tinh Không, Diệp Thần linh khí vậy đang nhanh chóng trôi qua, tiêu hao lớn vô cùng. Ừng ực, Diệp Thần từ Hoàng Tuyền Đồ bên trong, móc ra một ít thuần long đan, trực tiếp ăn vào, khôi phục linh khí, nhưng vẫn là không theo kịp tiêu hao tốc độ. Tâm ma nồng đậm nhất địa phương, chắc là Tai Nan Thiên Kiếm địa điểm căn cứ. Diệp Thần suy nghĩ, vậy nhìn thấu một ít mặt mũi. Tất cả tâm ma nguyền rủa hơi thở, cũng đến từ Tai Nan Thiên Kiếm, chỉ cần dọc theo tâm ma chập chờn tìm một chút đi, tự nhiên có thể tìm được Tai Nan Thiên Kiếm chỗ. Diệp Thần hít sâu một hơi, chấn định tâm thần, lúc này dọc theo tâm ma sôi trào kịch liệt nhất phương hướng, chậm rãi xuất phát. Diệp Thần rất rõ ràng, mình mỗi tiến lên trước một bước, tâm ma liền nồng nặc một phần, đợi đến cuối cùng, tâm ma nguyền rủa hơi thở, sợ rằng liền Hồng Mông Đại Tinh Không cũng không ngăn nổi. Nhưng vì cướp lấy Tai Nan Thiên Kiếm, Diệp Thần cũng chỉ có thể mạo hiểm đi. Diệp Thần chú ý đề phòng, Hồng Mông Đại Tinh Không vững vàng bảo vệ tự thân, từng bước tiến về trước. Tâm ma nguyền rủa hơi thở, càng ngày càng đậm hơn, dần dần, từng luồng tâm ma nguyền rủa hắc khí, thậm chí diễn hóa thành sương mù, hòa lẫn băng phách thiên tinh khí lạnh, hóa thành đầy trời đen nhánh gió tuyết, hô hô lay động. Diệp Thần từ lúc sanh ra tới nay, vẫn là lần đầu tiên thấy đen nhánh gió tuyết. Không phải trắng tinh màu sắc, nhưng khí lạnh như cũ nồng nặc, chợt cảm thấy vô cùng nguy nga. Ở Hồng Mông Đại Tinh Không, Nhan Tuyền Nhi và Viêm Bia hơn đồng thời dưới sự bảo vệ, Diệp Thần tạm thời còn chưa có xuất hiện nguy hiểm, từng bước tiến về trước dưới, rốt cuộc, Diệp Thần thấy ở đầy trời đen nhánh gió tuyết bên trong, phía trước trên vùng đất, hiện ra một tòa tế đàn. Tế đàn kia, bùng nổ thông thiên chùm tia sáng. Chùm tia sáng bên trong, là một thanh kiếm. Thanh kiếm kia, vô số tai nạn hơi thở, cuồn cuộn vần quanh, thậm chí tóe ra tai nạn bài hát buồn, trong không khí tựa như truyền ra vô số sinh linh kêu rên, khóc lóc, rên rỉ, gầm thét, rung động người tâm thần. Trên thân kiếm, còn có sấm sét, gió bão, băng sương, lửa cháy bừng bừng vân. Vân các loại tai họa khí tượng, di thiên không tiêu tan, đặc biệt đồ sộ. Đó chính là, Tai Nan Thiên Kiếm. Diệp Thần thấy thanh kiếm kia. Nhất thời con người có giúp một cái, tim mãnh liệt nhảy lên. Rốt cuộc tìm được, trong truyền thuyết Tai Nan Thiên Kiếm, ngay tại Diệp Thần trước mắt. Cái này cầm Tai Nan Thiên Kiếm, uy năng quá bàng bạc, coi như mất đi kiếm linh, như cũ long trời lở đất, tai nạn vô cùng hơi thở, đơn giản là muốn hủy diệt thế giới vậy, vô cùng khủng bố. Diệp Thần đứng ngơ ngác, kinh ngạc được không nói ra lời. Chỉ là đơn thuần một thanh kiếm, hơi thở liền bá đạo như vậy. Nếu như lại dung hợp kiếm linh, vậy còn có, mũi nhọn sợ rằng phải càn quét hết thảy. Đáng sợ hơn phải, ở Tai Nan Thiên Kiếm trên, còn có nồng nặc tâm ma nguyền rủa hơi thở. Đáng sợ tâm ma nguyền rủa, ngừng hóa thành đen nhánh khói mù, thậm chí huyễn hóa ra từng cái xiềng xích, còn quấn Tai Nan Thiên Kiếm, bá lạp lạp vang dội. Thiên kiếm tế đàn bốn phía, tâm ma sát khí, đã đậm đà phải hơn nhỏ ra nước, khói mù hòa hợp, hắc khí cổn đáng.
Nếu như chỉ là tâm ma, sẽ không có cái gì yêu ma ảo ảnh, nhưng cái này tâm ma, nhưng sáp nhập vào tám nguyền rủa long cốt khóa nguyền rủa, hai tướng dung dưới, ma khí nhất thời bùng nổ, mãnh liệt nguyền rủa mơ hồ phát ra thanh âm quỷ dị, tựa hồ muốn nguyền rủa người vận mệnh. Diệp Thần liền thấy từng luồng tâm ma nguyền rủa sát khí, tựa như rắn độc vậy lan tràn tới, leo đến hắn hồng mông lớn trong tinh không. Suy suy suy, Diệp Thần hồng mông đại tinh không, lại có thể phát ra bốc hơi vậy tiếng vang, tinh không thế giới tinh bích hệ bị ma khí ăn mòn, một phiến phiến ánh sao ảm đạm xuống, toàn bộ tinh không cũng có hủy diệt dấu hiệu. Thật là cường hãn tâm ma. Diệp Thần mặt liền biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Cái này thiên kiếm tế đàn, chính là tâm ma nguyên địa, tâm ma nguyền rủa nồng nặc đến kinh người bước, liền Diệp Thần hồng mông đại tinh không, cũng không đỡ được, có bị ăn mòn dấu hiệu hòa tan. Một khi hồng mông đại tinh không bị ăn mòn, Diệp Thần vậy sẽ gặp bị tai họa ngập đầu, ngay tức thì bị tâm ma rửa đi tinh thần, lâm vào là đế thích thiên con rối. Loài người hèn mọn, vì sao phải quấy rầy bổn tọa thanh tịnh? Một hồi mờ mịt mù mịt, tung bay thấm thoát, lại có mang uy nghiêm vô thượng thanh âm, từ tế đàn chỗ vang lên. Hô hô hô, gió lớn cổn đáng, ma khí gào thét. Chỉ gặp một tôn mờ mịt bóng người, từ tai nan thiên kiếm trên nổi lên. Đạo thân ảnh này, cả người còn quấn nguyền rủa xiềng xích, sát khí đằng đằng, hai tròng mắt một phiến đỏ tươi, hơi thở bá đạo hung ác, như ma đạo quân vương, tùy ý đứng ở đó bên, đều có một cổ ma thôn nhật nguyệt khí thế. Chú ý, đây là tâm ma nguyền rủa ngưng tụ thành quái vật, chớ chú chi vương. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng lớn tiếng nhắc nhở, sắc mặt nhưng là vô cùng ngưng trọng. Diệp Thần trước mắt đạo thân ảnh này, cũng không phải là người sống, mà là tâm ma nguyền rủa hơi thở, tích góp mấy chục ngàn năm, ngưng tụ ra ma đạo quái vật, gọi là chớ chú chi vương, có vô cùng kinh khủng nguyền rủa tu vi. Cái này chớ chú chi vương, hơi thở đã đến rất gần viên mãn. Một khi hắn bước vào cảnh giới đại viên mãn, chính là tâm ma hoàn toàn bùng nổ thời điểm. Đến lúc đó, đúng cầm tai nan thiên kiếm, cũng sẽ bị tâm ma khống chế. Cái này chớ chú chi vương, đem sẽ trở thành là tai nan thiên kiếm mới kiếm linh, cuối cùng quy thuận đế thích thiên. Chớ chú chi vương. Diệp Thần nhìn trước mắt cái này ma đạo quân vương bóng người, con người nhất thời co rúc lại. Nếu như chỉ là thông thường cường giả, hắn có lòng tin chiến thắng, nhưng cái này cái chớ chú chi vương, cả người tràn đầy tâm ma cùng nguyền rủa hơi thở, đặc biệt kinh khủng. Thực lực không thể dùng lẽ thường đo lường được, một khi chiến đấu, Diệp Thần cũng không có nắm chắc tất thắng. Tâm ma đại chú kiếm, cho ta trấn áp. Chớ chú chi vương ánh mắt lãnh khốc, cũng không cùng Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, dẫn đầu xuất thủ, một cái tâm ma đại chú kiếm, liền từ sau lưng hắn trôi lơ lửng ra. Cái này cầm tâm ma đại chú kiếm, đen nhánh cuồn cuộn, sương mù dày đặc tràn ngập, trên thân kiếm có từng tầng một kinh khủng nguyền rủa hơi thở, biến ảo thành rồng rắn. Quấn vòng quanh thân kiếm, rất là khủng bố. Nguyên bản tâm ma đại chú kiếm, là vô cùng tinh khiết một thanh kiếm, không mang theo sát khí, cũng không dính máu, nhưng hiện tại, thanh kiếm này và nguyền rủa dung hợp, nhất thời biến thành thông thiên ma kiếm, uy nghiêm vô địch, phá không chém chết tới đây, nhắm thẳng vào Diệp Thần đầu. Suy suy suy, kiếm chưa tới, nồng nặc tâm ma kiếm khí, đã bắt đầu điên cuồng đánh vào Diệp Thần hồng mông đại tinh không. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, một khi hồng mông đại tinh không bị phá hủy, vậy hắn liền nguy hiểm. Phần thiên, mở. Diệp Thần móc ra một bó to thuần long đan, trực tiếp cháy, là tự thân cung cấp năng lượng, mạnh nữa như vậy mở phần thiên tự tại thiên. Một tiếng nổ, phần thiên tự tại thiên, ngay tức thì và hồng mông đại tinh không dung hợp vào một chỗ, hóa thành khoáng đạt phần thiên tinh không, khắp nơi thiêu đốt ánh lửa, đem ăn mòn tiến vào tâm ma sát khí, toàn bộ đốt thành hư không. Tinh hồn chém, phá. Cùng lúc đó, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, một kiếm ánh sao nổ tung, hồn lực cổn đáng, trực tiếp thi triển ra tinh hồn chém, cuồn cuộn khoáng đạt kiếm khí, thế như phá trời, chém về phía chớ chú chi vương. Ồ, chớ chú chi vương có hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Thần kiếm thế, lại có thể sẽ ác liệt như vậy. Hắn không có nghênh đón, mà là rút người ra bay ngược, thân hình một cái lóe lên, tránh ra Diệp Thần một kiếm. Suy, Diệp Thần kiếm khí phá không, hoành lướt qua đi, hư không làm chấn động, thiên địa tựa hồ cũng phải bị chém ra, kiếm thế đặc biệt thật lớn, từng tầng một không gian đều ở đây sụp đổ nổ tung. Loài người hèn mọn,
người võ đạo rất cường hãn, chính là càn khôn cảnh 6 tầng thiên, lại có thể như vậy lợi hại, nếu như võ đạo tỉ thí, bổn tọa cũng chưa chắc có thể giết chết ngươi. Chớ chú chi vương thấy Diệp Thần một kiếm này, liền cảm thấy Diệp Thần võ đạo mạnh mẽ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn cũng không có gì thần sắc kinh hoàng, mà là lộ ra thương tiếc, than thở một tiếng, lạnh ngắt nói, đáng tiếc, tâm ma sát phạt, coi thường võ đạo, nguyền rủa oán nghiệp, không người nào có thể ngăn cản, tâm ma nguyền rủa, vạn kiếm hướng tông. Chớ chú chi vương liền ngâm sướng, ánh mắt ngửa mặt trông lên bầu trời, hai tay giơ lên thật cao, vậy một cái tâm ma đại chú kiếm, phân quang hóa ảnh, lại có thể biến hóa ra vạn đạo kiếm ảnh, nghịch sông lên thương khung, giống như vạn kiếm hướng tông. Diệp Thần trong mắt co rúm một cái, chỉ cảm thấy tâm ma sát khí, đã nồng nặc đến muốn nổ bước, cả người lông tơ cũng dựng ngược. Giết! Chớ chú chi vương ánh mắt sắc bén, vung tay lên, vậy vạn đạo tâm ma kiếm ảnh, như đầy trời sao băng rơi xuống, điên cuồng từ chân trời bạo giết xuống, nhưng cũng không phải là nhằm vào Diệp Thần, mà là không khác biệt rơi xuống bạo giết, muốn cho thiên địa mỗi một xó xỉnh, cũng tràn ngập tâm ma oán khí, để cho Diệp Thần không thể tránh né. Diệp Thần sắc mặt nhất thời đổi được vô cùng khó khăn xem, chớ chú chi vương nói không sai, nếu như đơn thuần so đấu võ đạo, Diệp Thần chưa chắc thất bại. Nhưng là, tâm ma sát phạt, coi thường võ đạo chiến lực chênh lệch, chỉ cần trong lòng có dục vọng, liền có thể bị vuốt tâm ma, cũng không ai có thể ngoại lệ. Thí dụ như ban đầu đồ sát thánh đại hội, Huyền Cơ Nguyệt như thế mạnh mẽ, dính liền một chút tâm ma, đều phải lập tức tan vỡ, thiếu chút nữa thì bị tâm ma giết chết. Này cùng quỷ dị sát phạt, cực kỳ khủng bố, hơi lơ là, gặp phải tâm ma tập kích, sẽ có tan vỡ rơi xuống nguy hiểm. Vạn đạo tâm ma kiếm ảnh, điên cuồng đánh xuống nổ ra một đoàn đoàn hỗn độn tựa như tâm ma sương mù, cuồn cuộn gào thét, di thiên không tiêu tan. Ở vô cùng tâm ma sương mù dưới sự xung kích, Diệp Thần phần thiên hồng mông đại tinh không, suy suy vang dội, cuối cùng bị ăn mòn hầu như không còn, hoàn toàn tan vỡ tiêu tán. Không tốt! Diệp Thần thần sắc đại biến, hộ thân tinh không một tán loạn, kinh khủng tâm ma sát khí, liền điên cuồng tràn vào, muốn ăn mòn Diệp Thần tâm thần. Chớ chú chi vương nheo mắt lại, nhìn về phía Diệp Thần, tựa như đang nhìn một cổ thi thể. Gặp phải tâm ma tập kích, coi như Diệp Thần may mắn không chết, cũng phải bị rửa đi thần hồn, lâm vào là con rối, sống không bằng chết. Loài người hèn mọn, đây chính là ngươi xông vào nơi này giá phải trả. Chớ chú chi vương cười lạnh, đứng chắp tay, yên tĩnh chờ đợi Diệp Thần tử vong. Oanh! Vậy ngập trời tâm ma sát khí, cuồn cuộn nổ tung, lập tức lan tràn Diệp Thần toàn thân, khói mù lượn lờ gian, như từng cái rắn độc vệ cắn, đặc biệt khủng bố, muốn chui vào Diệp Thần trong ra đi, sát phạt hắn tâm thần. Diệp Thần tim đập bịch bịch, chợt cảm thấy có vô cùng oán niệm tâm trạng, sôi trào, mình cả người, tựa hồ sắp phải bị tâm ma khống chế. Thằng nhóc! Người mau luân hãm vào tâm ma trong, mau dùng hoang ma thiên kiếm, giết phá tâm ma. Trong lúc nguy cấp, Thái Huyền Trận Hoàng một tiếng gầm thét, như thể hồ quán đỉnh vậy, cảnh tỉnh Diệp Thần. Diệp Thần đối mặt công kích, là tâm ma sát phạt, chỉ có thể tự đối phó, Thái Huyền Trận Hoàng coi như nhập vào người, vậy không giúp được cái gì, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Nghe được Thái Huyền Trận Hoàng gầm thét, Diệp Thần nhất thời tinh thần chấn động, hiện tại hồng mông đại tinh không đã tán loạn. Muốn đối kháng tâm ma, chỉ có thể là vận dụng hoang ma thiên kiếm. Hoang ma thiên kiếm, là trong truyền thuyết cao nhất nguyên binh, mũi nhọn cực kỳ ác liệt, liền tâm ma đều có thể chém chết. Chỉ là này cùng thần binh lợi khí, không thể tùy tiện vận dụng, bởi vì mỗi lần vận dụng, cũng sẽ làm động tới thiên địa đại thế, đối với tương lai vận mệnh, tạo thành đủ loại khó lường ảnh hưởng. Bất quá, hiện tại đối mặt tâm ma tập sát, thế cục đã đến thời điểm nguy hiểm nhất. Hoang ma thiên kiếm, ra! Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, quyết đoán cực nhanh, lập tức đem hoang ma thiên kiếm, từ hoàng tuyển đổ bên trong rút ra. Vù vù! Hoang ma thiên kiếm vừa ra, nhất thời gian, đậm đà khoáng đạt ma đạo mũi nhọn, cuồn cuộn nổ tung ra, đúng thanh kiếm nhấp nhô ma khí đen nhánh, hừng hực mũi nhọn bùng nổ, lập tức đem vần quanh Diệp Thần quanh thân tâm ma nguyền rủa, toàn bộ đánh vào được tan vỡ. Ồ, đây là hoang ma thiên kiếm. Ngươi tại sao có thể có này cùng thần binh? Chớ chú chi vương thấy vậy, nhất thời thất kinh, vô cùng kinh hoàng lui về phía sau một bước, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần kiếm trong tay, chính là hoang ma thiên kiếm,
tám đại thiên kiếm một trong, và tai nan thiên kiếm cùng nổi danh tồn tại. Đế Thích Thiên sát phí khổ tâm, chính là vì cướp đoạt một cái thiên kiếm mà thôi, mà Diệp Thần trong tay, đã có thiên kiếm tồn tại, một kiếm nơi tay, như ma đạo chí tôn, uy năng vô lượng, sát khí ngất trời. Không đúng, cái này là non kiếm, nhưng coi như là non kiếm, cũng không phải người bình thường có thể chấp chưởng, người bình thường không có cái này khí vận, người rốt cuộc là ai? Người lại có tư cách chấp chưởng thiên kiếm, người rốt cuộc là ai? Chớ chú Chi Vương liền liền gầm thét, suy đoán Diệp Thần thân phận. Hắn nhìn ra được, Diệp Thần trong tay hoang ma thiên kiếm, còn xa xa không đạt tới đỉnh cấp cảnh giới, chỉ là một cái non kiếm, nhưng cho dù là non kiếm, muốn chấp chưởng, cũng phải ngập trời đại khí vận. Diệp Thần, tuyệt đối không phải người bình thường. Chớ chú Chi Vương thân thể run rẩy, chỉ cảm thấy Diệp Thần thân phận phi phàm, cả ngày kiếm cũng có thể nắm giữ. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, cái này cầm hoang ma thiên kiếm, mặc dù vẫn là non kiếm, nhưng trước kia hắn đã cho ăn 10 triệu viên tuần long đan, kiếm khí năng lượng tăng lên rất nhiều, lần này vừa rút kiếm đi ra, nhất thời ma đạo mũi nhọn cuồn cuộn, cứ như muốn giết phá trời. Thanh kiếm này, có thể nói là Diệp Thần lá bài tẩy, hắn vốn còn muốn dùng để đối phó Linh Kiếm Tiên, Phách Đao Thần các người, nhưng dưới mắt đối mặt chớ chú Chi Vương công kích, Diệp Thần không có lựa chọn nào khác, trực tiếp sử dụng thanh kiếm này. Bát Quái Thiên Đan Thuật, cháy. Diệp Thần nắm chặt chuôi kiếm, gầm thét một tiếng, trong nháy mắt tự nhiên ra trên 1 triệu viên thuần long đan, vận dụng Bát Quái Thiên Đan Thuật, toàn bộ cháy hiến tế. Vù vù. Hiến tế trên 1 triệu viên thuần long đan, nhất thời hào hùng hoang long năng lượng, từ trên trời hạ xuống, bơm vào ở hoang ma thiên kiếm bên trên. Hống. Hoang ma thiên kiếm bên trong, bạo phát ra long ngâm, tất cả cổ xưa thiên long, nổi lên, một phiến phiến vảy rồng kim quang sáng chói, lại ngay tức thì bị hoang ma khí tức nhuộm thành liền đen nhánh, hóa thành từng cái đen nhánh ma long. Diệp Thần ánh mắt tao nhã, vô cùng cẩn thận, vì tiêu diệt chớ chú Chi Vương, hắn thậm chí không tiếc hiến tế trên 1 triệu viên thuần long đan, có thể nói là ngập trời danh tác. Đạt được đan dược bơm vào, hoang ma thiên kiếm bộc phát ra trước đó chưa từng có khủng bố kiếm khí, từng cái ma long ở trên thân kiếm quanh quẩn. Diệp Thần bàn tay, ở thuần long đan hơi thở dính xuống, vậy hóa thành long chảo, uy nghiêm cuồn cuộn, nắm hoang ma thiên kiếm, như thái cổ kiếm thần, thái cổ long vương, thái cổ ma chủ, khí thế hoàn toàn đè qua chớ chú Chi Vương. Hoang ma thiên long, thông thiên kiếm khí, phá. Diệp Thần giận quát một tiếng, một kiếm hung hăng chém chết ra, hoang ma thiên kiếm kiếm khí, bùng nổ đến trình độ cao nhất, từng cái ma long ngẩng đầu gầm thét. Ở kiếm khí cuộn sạch hạ bạo giết ra, khủng bố như sao sông vậy hoang ma kiếm long, trực tiếp hướng chớ chú Chi Vương chém tới. Không, tâm ma thế giới, cho ta chặn lại. Chớ chú Chi Vương con người co rúm lại, mắt gặp Diệp Thần ma kiếm đánh tới, vội vàng mở ra tự tại thiên, nhưng là một cái tâm ma thế giới, trong thế giới có hàng tỷ tâm ma con rối, ở cầu nguyện ngâm sướng, phát ra quỷ dị thanh âm thê lương. Sống chết trước mắt. Chớ chú Chi Vương lại có thể vung ra mảnh thế giới này, phải dùng hàng tỷ tâm ma khôi lỗi tánh mạng, ngăn trở Diệp Thần kiếm. Những thứ này tâm ma con rối, đều là từng cái người, có mừng, giận, buồn, vui, thấy Diệp Thần kiếm khi đánh tới, nhất thời phát ra kêu thảm thiết gào khóc, giống như thấy ngày tận thế hạ xuống, bôn tẩu khắp nơi trốn tránh. Hừ, Diệp Thần không có động tĩnh, võ đạo tâm cảnh như cũ vững chắc, kiếm khí không chần chờ chút nào, trực tiếp chém đi giết. Hắn rất rõ ràng, cái này hàng tỷ tâm ma con rối sinh linh, đều là ảo tưởng, không hề là chân thực tồn tại. Chớ chú Chi Vương muốn lợi dụng những thứ này ảo ảnh, điều động Diệp Thần lòng trắc ẩn. Một khi Diệp Thần có nhân từ, hắn liền có thể trốn bay lên trời. Nhưng tiếc là, Diệp Thần tâm tư hạng bén nhạy, liếc mắt một cái thấy ngay kế hoạch của hắn. Ở nơi này thiên kiếm bí cảnh bên trong, thế giới khép kín, chớ chú Chi Vương từ đâu tới tâm ma tín đồ. Khẳng định đều là giả, ảo ảnh thôi, căn bản không lừa được Diệp Thần. Oanh! Diệp Thần một kiếm chém đi giết, nhất thời vậy tâm ma tự tại thiên thế giới tinh bích trướng, ầm ầm nổ tung nghiền, căn bản không ngăn được Diệp Thần kiếm khí. Vậy hàng tỷ tâm ma khôi lỗi ảo ảnh, cũng ở đây Diệp Thần kiếm khí hạ, mây khói vậy tiêu tán, lập tức chém được tan vỡ, hóa thành hư không. Không! Chớ chú Chi Vương hoàn toàn thử ra, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trong truyền thuyết hoang ma thiên kiếm, mũi nhọn quả nhiên là ác liệt vô cùng, sát phạt ngút trời, căn bản không phải bất kỳ đồ có thể ngăn cản.
Suy. Diệp Thần kiếm khí như điện, hoa phá trường không, hung hăng chém ở Chớ Chú Chi Vương trên thân thể, trực tiếp đem Chớ Chú Chi Vương chém chết. Chớ Chú Chi Vương thân thể bị một kiếm chém thành hai đoạn, tiện tay văng tung tóe tán loạn, hoàn toàn hóa thành từng luồng tâm ma nguyền rủa khí, chui trở về Tai Nan Thiên kiếm bên trong. Hụ, hụ hụ. Một kiếm chém giết Chớ Chú Chi Vương, Diệp Thần nhưng là ho khan kịch liệt, gương mặt một hồi trắng bệch, hiển nhiên là dây dưa lực cự lớn, vội vàng thu hồi Hoang Ma Thiên kiếm. Cái này Hoang Ma Thiên kiếm, mặc dù mũi nhọn bá đạo, nhưng muốn vận dụng, đối với linh khí tiêu hao, vậy là đặc biệt to lớn. Lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, trong vòng một ngày, tối đa chỉ có thể toàn lực bùng nổ Hoang Ma Thiên kiếm một lần, rất khó duy trì tiếp. Muốn chân chính chấp trưởng cao nhất nguyên binh, còn có rất rất dài đường xá phải đi. Thằng nhóc, có chút không ổn, mặc dù đánh chết Chớ Chú Chi Vương, nhưng tâm ma nguyền rủa cũng không có tản đi, người muốn cướp lấy Tai Nan Thiên kiếm, vẫn là khó hơn lên trời. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền Trận Hoàng thấy Chớ Chú Chi Vương bị giết chết, cũng không có gì thần sắc cao hứng, gương mặt như cũ ngưng trọng. Bởi vì, Thái Huyền Trận Hoàng cảm nhận được, chung quanh tâm ma nguyền rủa hơi thở, chỉ là hơi giảm bớt, cũng không có chân chính tản đi. Vậy Tai Nan Thiên kiếm trên, như cũ hiện đầy kinh khủng tâm ma sát khí, tầng tầng nguyền rủa tựa như xiềng xích vậy, không ngừng còn quấn. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời con người có giúp một cái. Hắn còn lấy là giết chết Chớ Chú Chi Vương, là có thể hoàn toàn phá hỏng tâm ma, không nghĩ tới tâm ma như cũ tồn tại. Thái Huyền Trận Hoàng nói, những thứ này tâm ma nguyền rủa tích lũy mấy chục ngàn năm, muốn hoàn toàn trừ bỏ, cơ hồ không có có thể, vậy Chớ Chú Chi Vương, chỉ là tâm ma ngưng tụ ra một đạo linh thể, coi như giết chết hắn, cũng không thể chân chính giải quyết tâm ma. Nghe vậy, Diệp Thần sắc mặt nhất thời trầm xuống, đế thích thiên thủ đoạn quả nhiên đáng sợ. Mấy chục ngàn năm bố trí tâm ma, đến ngày hôm nay còn lưu độc vô cùng. Ánh mắt lóe lên một hồi, Diệp Thần trầm giọng nói, tình hình bây giờ, chỉ có trước rút ra Tai Nan Thiên kiếm, còn như tâm ma lưu độc, chỉ có thể chờ đi ra ngoài sẽ giải quyết. Diệp Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn tòa kia tế đàn, rất nhanh làm xong quyết định. Tòa cung điện này bên trong, tâm ma tích lũy mấy chục ngàn năm, cả ngày voi địa mạch cũng thay đổi, là tâm ma tuyệt đối sân nhà. Muốn ở chỗ này hoàn toàn trừ bỏ tâm ma, cơ hồ là chuyện không thể nào. Duy nhất biện pháp, chính là mạo hiểm rút ra Tai Nan Thiên kiếm, đem thanh kiếm này mang đi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp giải quyết. Thằng nhóc, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, vậy cầm Tai Nan Thiên kiếm, còn hiện đầy tâm ma, nếu như lại bị tâm ma tập kích, ngươi không có vận khí tốt như vậy, có thể tránh thoát. Thái Huyền Trận Hoàng thanh âm ngưng trọng, cũng không tán thành rút kiếm, bởi vì quá nguy hiểm. Diệp Thần trầm mặc xuống, suy nghĩ biện pháp khác, nhưng tựa hồ cũng không có những biện pháp khác, có thể giải quyết cục diện trước mắt. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng cười lớn vang lên. Bá! Chỉ gặp một cái quần áo trắng bội kiếm nam tử, từ đàng xa bay vút tới, chính là Linh Kiếm Tiên. Ở Linh Kiếm Tiên quanh người, một viên nho nhỏ hạt châu, xoay tròn, nhưng là đao kiếm thiên tinh. Linh Kiếm Tiên, ngươi vào bằng cách nào? Diệp Thần con ngươi híp lại, có chút bất ngờ, phải biết, cung điện bên ngoài có dù sao cũng tòa đại trận, tầng tầng chồng lên nhau, Linh Kiếm Tiên và Phách Đao Thần, đều không thông phá trận chi đạo, bọn họ căn bản không có thể có thể đi vào. Nhưng hiện tại, Linh Kiếm Tiên vẫn đứng ở liền Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần tất nhiên vô cùng khiếp sợ. Ngưng thần xem chút dưới, Diệp Thần chỉ thấy Linh Kiếm Tiên, không phát hiện Phách Đao Thần bóng người. Hơi một suy đoán, Diệp Thần nhất thời nghĩ tới một cái đáng sợ sự việc. Ngươi hiến tế Phách Đao Thần, rất miễn cưỡng xông tới. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhất thời đoán được nhân quả. Linh Kiếm Tiên đôi thu chắp sau lưng, nhàn nhạt nói ta sẽ giết ngươi, thay hắn trả thù. Ngươi hơi thở, đặc biệt suy yếu, ngươi chết chắc. Nói xong lời cuối cùng, Linh Kiếm Tiên tuét miệng cười một tiếng, nhưng là nhìn ra Diệp Thần tiêu hao to lớn. Linh khí đã kế cận khô kiệt, hiển nhiên mới vừa trải qua đại chiến, chính là hắn xuất thủ lớn thời cơ tốt. Tam thanh linh vận kiếm. Linh Kiếm Tiên ánh mắt như điện, bỗng nhiên một kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào Diệp Thần tim, kiếm quang một phiến thanh u, đạo ra hai uẩn đậm đà, như có bát quái lực nổ tung. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhìn Linh Kiếm Tiên trường kiếm đâm tới, đang muốn né tránh.
Nhưng bỗng nhiên lúc này, linh kiếm tiên kiếm đến nửa đường, thân kiếm nhưng lay động, hô hấp ngưng động chất, tựa hồ gặp phải đả kích gì, thậm chí phát ra một tiếng kêu đau, một kiếm này lại cũng gai không đi ra. Ngươi trúng tâm ma. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời ánh mắt sáng lên. Thiên kiếm tế đàn vùng lân cận, tràn đầy nồng nặc tâm ma nguyền rủa khí, Diệp Thần đã thích ứng, chỉ cần không đúng đang đến gần tế đàn, thông thường tâm ma không đả thương được hắn. Nhưng linh kiếm tiên, lại bị tâm ma ảnh hưởng, bị to lớn đánh vào, tinh thần lập tức uể oải, cả người cũng đang phát run. Ta là kiếm đạo tinh linh, tâm cảnh thuần túy, tại sao có thể có tâm ma nảy sinh? Tiểu tử, chịu chết đi. Linh kiếm tiên cắn răng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đao kiếm thiên tinh ánh sáng bùng nổ, thần hy sáng chói, hình thành từng luồng hộ thân kiếm khí, bảo vệ được linh kiếm tiên, chống đỡ tâm ma đánh vào. Sau đó, linh kiếm tiên lần nữa một kiếm, hung hăng chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần sử dụng một bó to thuần long đan, bốc cháy, thoáng khôi phục linh khí, tránh linh kiếm tiên một kiếm. Linh kiếm tiên kiếm ra như điện, một vòng tiếp một vòng, điên cuồng giết hướng Diệp Thần, nhưng kiếm chiêu nối tiếp tới giữa, khí cơ không yên, sơ hở lớn vô cùng. Diệp Thần tuy tiêu hao to lớn, nhưng cũng có thể ung dung né tránh, ở linh kiếm tiên kiếm quang hạ, con bướm vậy qua lại bay lượn, tư thái tự nhiên hết sức, linh khí đang không ngừng khôi phục. Người ngay cả đồng bạn cũng giết, tâm cảnh còn nói thế nào thuần túy. Người có lòng ma nghiệt, ắt gặp tâm ma sát phạt. Diệp Thần né tránh, cũng không có ra tay đánh trả, hơn nữa hiện tại cũng không có đánh trả khí lực, nhưng Diệp Thần nhưng dùng lời nói, hung hăng kích thích linh kiếm tiên. Linh kiếm tiên là kiếm đạo tinh linh, tâm tư ở lúc trước, có thể xác thực là thuần túy. Nhưng là, từ hắn hiến tế phách đao thần, giết chết đồng bạn một khắc kia bắt đầu, lòng hắn bên trong thì có ma chướng, rất dễ dàng bị tâm ma xâm nhập. Diệp Thần chỉ cần trì hoãn nữa, linh kiếm tiên chỉ sợ cũng muốn tâm ma triển thân, kêu rên mà chết, cũng không cần Diệp Thần động thủ. Linh kiếm tiên sắc mặt đại biến, vậy cảm thấy tầng tầng tâm ma, không ngừng tập kích qua tới, vô luận hắn làm sao đối kháng quét dọn, lại không thể hoàn toàn xóa bỏ, tiếp tục như vậy nữa, hắn sớm muộn có bị tâm ma cắn nuốt nguy hiểm. Đáng chết, ta lại có thể thật nảy sanh ma chướng. Linh kiếm tiên cắn răng. Lại không nghĩ rằng hiến tế phách đao thần tác dụng phụ lớn như vậy, lại như thế kéo dài, hắn sợ rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cũng không để bụng sống chết, nhưng nếu như làm trễ nãi thiên tàm nương nương nhiệm vụ, vậy thì thật là lỗi sâu nặng. Đế thích thiên tâm ma thủ đoạn, quả nhiên quỷ dị khó lường, tí ti nhập trừ, người một khi có tà niệm, lập tức thì phải gặp phải tâm ma sát phạt, lên trời xuống đất cũng chạy khỏi bất quá. Luân hồi mộ địa bên trong. Thái Huyền Trận Hoàng thấy linh kiếm tiên sắp hỏng mất cảnh tượng, cũng là khen ngợi. Đế Thích Thiên đích xác là kinh thiên động địa nhân vật lớn, hắn tâm ma sát phạt, chân thực quá kinh khủng, người cũng không phải là thánh nhân, chỉ cần sản sinh ra một chút tà niệm, đều có bị tâm ma xâm lấn nguy hiểm. Linh kiếm tiên ánh mắt hỗn loạn, vậy cảm thấy thế cục nguy hiểm, hắn vốn là còn muốn đánh đau chó rớt xuống nước, thừa dịp Diệp Thần yếu ớt, cướp lấy Diệp Thần tánh mạng. Nhưng không nghĩ tới. Ở tâm ma dưới sự xung kích, hắn ngược lại trước được chiếm đoạt. Tâm ma sát phạt, coi thường cảnh giới võ đạo, coi như linh kiếm tiên là hoàn chân cảnh 7 tầng thiên cao thủ, nhưng chỉ cần có lòng tà niệm, cũng chạy khỏi bất quá tâm ma truy kích. Thái thượng thiên phán đạo, thẩm phán chi kiếm, hạ xuống. Nguy hiểm giây phút, linh kiếm tiên đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, cả người kiếm quang cuồn cuộn, đạo khí bạo phát, loáng thoáng tới giữa, một chuôi to lớn trường kiếm. Xuất hiện ở 9 tầng trời bầu trời trung ương. Cái này cầm to lớn trường kiếm, mang kinh khủng thẩm phán hơi thở, tựa như vũ trụ tinh hà, thoáng chấn động một cái đãng, thiên địa làm rung động, vô số thế giới sinh linh, tựa như cũng phải bị thẩm phán, nghênh đón chung kết ngày tận thế. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, mũi kiếm lập tức nhắm ngay Diệp Thần thân thể, một cổ ào ào, đến từ mãi mãi xét xử hơi thở, nhất thời để cho Diệp Thần ra đầu tê dại. Thẩm phán chi kiếm. Lại là thái thượng 36 đạo lý thẩm phán chi kiếm. Tiểu tử, mau tránh, nếu không một kiếm này chém xuống, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thái Huyền Trận Hoàng thanh âm, từ luân hồi mộ địa bên trong truyền tới, hắn cũng nhìn thấy vắt ngang ở trên trời thẩm phán chi kiếm. Ở thái thượng 36 đạo lý, có một môn đạo pháp, kêu thái thượng thiên phán đạo, truyền thuyết có thể thẩm phán trời, uy lực to lớn. Môn đạo pháp này, một thả ra ngoài.
lập tức có thể ký kết ra một cái thẩm phán chi kiếm, để cho trong thiên địa hàng tỷ sinh linh, vô cùng thế giới, cũng tiếp nhận ngày tận thế thẩm phán, đặc biệt khủng bố. Bàn về uy lực, ở Thái Thượng 36 đạo lý, Thái Thượng Thiên Phán đạo có thể bước lên trước năm, hạng thậm chí so Huyền Cơ Nguyệt Thái Thượng Thiên Phù, cao hơn. Hiển nhiên, đây là Thiên Tàm Nương Nương đè đáy dương tuyệt kỹ, một khi uy lực hoàn toàn bùng nổ, đủ để thẩm phán vạn giới. Linh Kiếm Tiên là Thiên Tàm Nương Nương tuyệt đối tâm phúc, cũng là tu luyện môn đạo pháp này. Diệp Thần nhìn vậy thẩm phán chi kiếm, mơ hồ tới giữa, tựa hồ trở lại Đồ Sát Thánh Đại Hội, lần nữa trở lại ban đầu đối mặt Đế Thích Thiên Tâm Ma xét xử thời điểm, có loại cảm giác hít thở không thông. Cái này cầm thẩm phán chi kiếm, bàn về xét xử ngày tận thế sát phạt, uy nghiêm khí tượng, kém không nhiều có thể cùng Đế Thích Thiên Tâm Ma thẩm phán sánh bằng, ngập trời kiếm khí bao phủ xuống, Diệp Thần liền cảm thấy tự thân tánh mạng, phải bị thẩm phán chung kết, lại cũng không thấy được ngày mai mặt trời. Ngu muội người, xét xử quy luật, không cho cãi lại, Thiên Tàm Nương Nương uy nghiêm, không cho xúc phạm, ta lấy thiên đạo tên, thẩm phán tội lỗi của ngươi, rửa ngươi linh hồn. Theo thẩm phán chi kiếm hạ xuống, Linh Kiếm Tiên gương mặt, cũng thay đổi được vô cùng nghiêm túc trang nặng, trong miệng phát ra ngập trời tuyên án, muốn chung kết Diệp Thần tánh mạng. Vào giờ khắc này, Diệp Thần cảm giác được, mình sinh mạng, tiền đồ, tương lai, ở một kiếm này hạ tựa hồ cũng muốn tan vỡ tiêu tán, không có bất kỳ tồn tại dấu vết. Khủng bố, chân thực quá kinh khủng. Cái này thẩm phán chi kiếm, là thật thẩm phán người vận mệnh, muốn hoàn toàn chung kết người tánh mạng. Hiển nhiên, Linh Kiếm Tiên hiện tại đem tất cả hy vọng, cũng ký thác vào một kiếm này trên. Hắn không thời gian trì hoãn, phải tốc chiến tốc thắng. Một kiếm này, phải giết chết Diệp Thần, hắn mới có thể chiếm đoạt Diệp Thần huyết mạch, lại đi chống lại tâm ma. Nếu như thẩm phán thất bại, hắn linh khí hao hết, lập tức sẽ bị tâm ma chiếm đoạt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là đánh cuộc tính mạng hắn một kiếm. Oanh! Ở thẩm phán chi kiếm uy nghiêm hạ, chung quanh tâm ma hơi thở, vậy hoàn toàn bị áp chế xuống, tạm thời sôi trào không đứng lên. Liền tâm ma đều có thể áp chế, có thể tưởng tượng được, cái này cầm thẩm phán chi kiếm, có lợi hại dường nào. Diệp Thần ở thẩm phán chi kiếm bao phủ hạ, cả người lại có thể cứng ngắc, nhúc nhích không được, tựa như khí cơ bị hoàn toàn phong tỏa, không có thoát thân chỗ trống, nhất định phải gặp thẩm phán. Mạt Nhật thẩm phán, cho ta trấn áp. Linh Kiếm Tiên gầm thét một tiếng, không biết có nhiều ít vạn cầm thẩm phán chi kiếm, từ chân trời bạo rơi xuống, kiếm phong thoáng động một cái, lập tức xuyên qua dù sao cũng nặng thời không, vô số thế giới sinh linh, tựa như ở chân trời gào khóc, phải tiếp nhận ngày tận thế thẩm phán, hết thảy đều phải đi về phía chung kết. Diệp Thần rung động không dứt, không nghĩ tới cái này thẩm phán chi kiếm bùng nổ khí tượng, lại có thể như vậy khổng lồ, đơn giản là nghịch thiên. Rắc rắc, thẩm phán chi kiếm đáp xuống, trong cung điện kiến trúc, từng ngọn đình đài lầu các, hòn non bộ giả nước, toàn bộ sụp đổ, trở thành một mảnh phế tích. Chỉ có vậy tai nan thiên kiếm tế đàn, còn duy trì hoàn hảo. Diệp Thần con người có giúp lại, cho dù hắn khỏe hẳn dưới trạng thái đối mặt cái này Mạt Nhật thẩm phán một kiếm, sợ rằng đều phải vô cùng khó giải quyết, chớ nói chi là hiện ở đây sao yếu ớt. Mới vừa cùng chớ chú Chi Vương đánh một trận, Diệp Thần tiêu hao quá khổng lồ, bây giờ còn chưa khôi phục, giờ phút này đối mặt thẩm phán chi kiếm sát phạt, nhất thời rơi vào vô cùng tình cảnh nguy hiểm. Thái Huyền tiền bối, giúp ta giúp một tay. Diệp Thần trong lòng chợt quát, đương thời giây phút, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có thể thỉnh cầu Thái Huyền Trận Hoàng tương trợ. Chú ý! Thái Huyền Trận Hoàng cũng không nói nhảm, lập tức nhập vào người Diệp Thần, đem tự thân linh khí năng lượng, toàn bộ bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Hắn rất rõ ràng, một khi Diệp Thần bị thẩm phán chung kết, vậy hết thảy đều muốn lâm vào là bọt nước, luân hồi mộ địa là tuyệt đối không giữ được. Ung ung! Diệp Thần một đạt được Thái Huyền Trận Hoàng năng lượng bơm vào, hao tổn linh khí lập tức khôi phục, cả người như núi lửa phun ra, uy thế nổ tung, kinh mạch chỗ sâu có từng mảnh thần hy, từng mảnh sáng mờ, không ngừng tràn ra tới. Huyền Tiên Tử, vậy mượn ta lực lượng. Mặc dù Huyền Hàn Ngọc vẫn không có lên tiếng, nhưng Diệp Thần biết, nguy cấp như vậy, nàng tất nhiên sẽ xuất thủ. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần hơi thở càng kinh khủng hơn. Cái gì? Linh Kiếm Tiên thấy một màn này, nhất thời cả kinh thất sắc, không nghĩ tới Diệp Thần hơi thở lại đột nhiên khôi phục, thậm chí bùng nổ, so với trước còn lợi hại hơn. Thẩm phán nếu như thiên thẩm phán,
vậy ta Diệp Thần hôm nay thuận tiện lấy huyết nguyệt đồ sát thiên. Phá hết thảy. Diệp Thần ánh mắt như điện, lập tức rút ra dáng Trần Hàng Long kiếm, sử xuất chí cường nhất kích. Ước chừng 5 vòng huyết nguyệt, từ bầu trời bay lên. Diệp Thần trường kiếm trong tay, huyết quang lững lờ, nổ lên sáng chói hung mang. Ở Thái Huyền trận hoàng năng lượng bơm vào hạ, Diệp Thần mũi nhọn bùng nổ đến trình độ cao nhất, huyết nguyệt đồ sát thiên một kiếm, giống như mang giết phá thế giới hơi thở, hung hăng hướng linh kiếm tiên thẩm phán chi kiếm chém tới. Diệp Thần rất sợ không địch lại, lại là một triệu viên thuần long đan, không muốn tiền vốn tự như tự nhiên đi ra ngoài, hoàn toàn cháy, hóa thành cuồn cuộn màu vàng kim đan dược nước lũ, hội tụ nhập thân kiếm bên trong. Bát quái thiên đan thuật một nổ, tất cả đan dược hơi thở, nổ thành từng cái hoang cổ thiên long, ngửa mặt lên trời gầm thét. Một chiêu này huyết nguyệt đồ sát thiên trảm, nhất thời nổ lên long ngâm, năm vòng huyết nguyệt đều có thiên long vần quanh, đặc biệt đồ sộ. Oanh! Cuối cùng, khoáng đạt tới cực điểm huyết nguyệt kiếm khí, ở đầy trời long dọn ra gầm thét hạ, hung hăng và linh kiếm tiên thẩm phán chi kiếm, đụng vào nhau, nổ ra động trời đợt khí, chấn động được thiên địa hư không, khắp nơi đều là âm bạo. Phốc xích! Linh kiếm tiên tại chỗ phun ra một búng máu, ở Diệp Thần một kiếm đổ sát thiên dưới, vậy thẩm phán chi kiếm, trực tiếp nổ tung tan giã bể, hắn vậy được nghiêm trọng đánh vào. Diệp Thần mượn Thái Huyền Trận Hoàng và Huyền Hàn Ngọc năng lượng, lại hiến tế triệu viên thuần long đan, kinh thiên một kiếm, hạng lợi hại, liền linh kiếm tiên cũng không đỡ được. Nếu như thiên tàm nương nương ở chỗ này, tự mình phóng thích thẩm phán chi kiếm, vậy Diệp Thần có thể liền chết. Bất quá, linh kiếm tiên tu vi, hiển nhiên xa xa kém hơn thiên tàm nương nương, thẩm phán chi kiếm sức lửa có hạn, rốt cuộc bị Diệp Thần một kiếm đánh nát. Thằng nhóc, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Tiếp theo liền dựa vào chính ngươi. Mau sớm giải cứu ta chân thân, Huyền Cơ Nguyệt rời đi trận địa, có thể có âm mưu kinh thiên, không thể trì hoãn được nữa. Thái Huyền Trận Hoàng thân thể, trở lại luân hồi mộ địa bên trong đi, phát ra cười khổ một tiếng. Sau đó, hắn thân thể cũng đang không ngừng nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Tiền bối. Diệp Thần cả kinh thất sắc, mất đi Thái Huyền Trận Hoàng năng lượng bơm vào, chợt cảm thấy đầu một hồi choáng váng. Cả người thoát khỏi, thiếu chút nữa ngã quỵ. Thái Huyền Trận Hoàng ngày hôm nay, ước chừng phụ thân Diệp Thần hai lần, một lần là ở thiên tàm nương nương thọ điển trên, một lần là nơi này. Hiện tại mặc dù phá hư linh kiếm tiên thẩm phán chi kiếm, nhưng Thái Huyền Trận Hoàng vậy đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, hiện tại hoàn toàn tiêu tán đi. Thằng nhóc, người chết không được tử tế. Linh kiếm tiên cắn răng nghiến lợi, thấy Diệp Thần đột nhiên rơi vào yếu ớt, trong mắt lộ ra hung quang. Vùng vẫy nâng kiếm đi tới, muốn phải thừa dịp giải quyết Diệp Thần. Nhưng là, vừa đi chưa được mấy bước, linh kiếm tiên nhưng cả người run rẩy, từng luồng tâm ma sương mù, tựa như rắn độc vậy leo lên hắn thân thể, cũng dọc theo ra chui vào tạng phủ, hoàn toàn sát phạt hắn tâm thần. À! Linh kiếm tiên tại chỗ phát ra kêu thảm thiết, trực tiếp gặp phải tâm ma xâm lược, ánh mắt đổi được một phiến cho đen, trực tiếp rớt đến trên đất, không ngừng gầm thét kêu gào, tựa hồ được to lớn gì hành hạ. Hình dáng thê thảm vô cùng chật vật. Vậy đao kiếm thiên tinh, vậy rớt xuống đất. Diệp Thần trong lòng run lên, vội vàng sau lui ra. Hiển nhiên, linh kiếm tiên gặp phải tâm ma xâm lược, đã sắp mất lý trí, hoàn toàn bị tâm ma của mình giết chết. Hắn thẩm phán chi kiếm, chém chết Diệp Thần thất bại, hiện tại lại cũng không có năng lực, đi ngăn cản tâm ma, cách cái chết cũng không xa. Diệp Thần rợn cả tóc gáy. Đường đường hoàn chân cảnh 7 tầng thiên cường giả, bị tâm ma dính, lập tức lăn lộn đầy đất kêu rên, không có hình tượng chút nào có thể nói, có thể gặp cái này tâm ma sát phạt, có kinh khủng dường nào. Thật may, Diệp Thần võ tổ đạo tâm vững chắc, hơn nữa nhiều lần chống lại qua tâm ma, hiện bình thường tâm ma, hắn cơ hồ là miễn dịch, sẽ không phải chịu đánh vào. Nhưng là, Diệp Thần nhìn về tế đàn phương hướng, ánh mắt nhưng là ngưng trọng. Hắn rất rõ ràng. Nếu như mình đến gần tế đàn kia, tiếp xúc tới tai nan thiên kiếm lên tâm ma nguyền rủa căn nguyên, vẫn là có bị ăn mòn nguy hiểm, liền hồng mông đại tinh không cũng không thể ngăn trở. Nhưng tai nan thiên kiếm đang ở trước mắt, muốn Diệp Thần buông tha, lại làm sao có thể? Huyền tiên tử, ta nên làm như thế nào? Diệp Thần trầm giọng hỏi, dưới mắt Thái Huyền Trận Hoàng đã biến mất, hắn chỉ có thể hỏi thăm Huyền Hàn Ngọc ý kiến. Muốn cướp lấy tai nan thiên kiếm, chân thực quá nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị tâm ma ăn mòn.
Huyền Hàn Ngọc thấy cục diện trước mắt, vậy cảm thấy vô cùng khó giải quyết, nói, ngươi thử một chút lục đạo luân hồi pháp, và ngắn ngủi cực hạn mở luân hồi huyết mạch, hẳn có thể ngăn cản tâm ma, nhưng sau khi chuyện thành công, ngươi ít nhất phải rơi vào yếu ớt thời gian rất dài, ngắn thì mấy ngày, lâu thì 1-2 tháng. Yếu ớt 1-2 tháng. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, lục đạo luân hồi pháp và luân hồi huyết mạch, toàn lực một tí bùng nổ nói, đích xác có thể ngăn cản tâm ma một cái chớp mắt, nhưng giá quá lớn, muốn yếu ớt như vậy dáng dấp thời gian. Trời mới biết đoạn thời gian này, sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Coi như rút ra tai nan thiên kiếm, đoạn thời gian này, chỉ sợ cũng rất khó giữ được, dẫu sao thiên tàm nương nương bên kia, không thể nào như thế tùy tiện thì tùy để cho Diệp Thần an ổn bắt được thanh kiếm này. Nhưng nếu như, không làm như vậy, liền không lấy được tai nan thiên kiếm, tay không mà quay về, lại là không được. Diệp Thần chợt cảm thấy vô cùng khó giải quyết, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ô hu hu, chung quanh chỉ có tiếng gió, còn có khói mù sôi trào thanh âm, cùng với linh kiếm tiên sắp chết kêu rên. Diệp Thần trầm mặc, lặp đi lặp lại suy tư cân nhắc, nhưng từ đầu đến cuối không nắm được chủ ý. Hắn không phải cái gì không quả quyết người, nhưng cục diện trước mắt, chân thực quá khó lựa chọn. Nếu như dây dưa đem hết toàn lực, cưỡng ép rút ra tai nan thiên kiếm, tiếp theo muốn rơi vào yếu ớt, vô cùng nguy hiểm, nhưng không rút kiếm, lại là tuyệt đối không thể. Luân hồi chi chủ, thật ra thì chúng ta có thể hợp tác. Ngay tại Diệp Thần lưỡng nan thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc, dửng dưng mãi mãi lạnh nhạt chững chạc, ở hắn vang lên bên tai. Là Đế Thích Thiên thanh âm. Đế Thích Thiên. Diệp Thần nghe được cái này thanh âm, nhất thời ra đầu tê dại, cả người lông tơ đảo thụ, theo tiếng nhìn. Chỉ gặp Linh Kiếm Tiên thân thể, lảo đảo lắc lư đứng lên. Thời khắc này Linh Kiếm Tiên, bởi vì bị tâm ma hành hạ, gương mặt ngũ quan, cả người ra, đều bị mình móng tay bắt phá biến dạng. Hình dáng đặc biệt khủng bố, tựa như một đầu ác quỷ. Thật lâu không gặp, luân hồi chi chủ, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng phải ngươi. Linh Kiếm Tiên khóe miệng kéo động, ngũ quan vặn vẹo dưới, lộ ra một cái vô cùng nụ cười quỷ dị. Mà hắn thanh âm, lại là Đế Thích Thiên thanh âm. Giờ khắc này, Linh Kiếm Tiên tựa như bị Đế Thích Thiên bám vào người. Xa xôi ở vạn kiếp vực sâu Đế Thích Thiên, ý chí tựa như xuyên qua vạn nặng thời không. Hạ xuống ở nơi này. Đế Thích Thiên, ngươi. Diệp Thần vô cùng kinh hãi, liên tiếp lui về phía sau, tựa như thấy được trên đời nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tại mới vừa bước vào kiếm phủ cung điện thời điểm, Diệp Thần thì có một loại dự cảm, tựa như biết trước được tương lai, thấy Đế Thích Thiên hạ xuống. Hiện tại, Đế Thích Thiên thanh âm, ngay tại mình bên tai, hắn vẫn bị rung động được tột đỉnh. Bất quá, Diệp Thần võ đạo tâm cảnh chứng trạc, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhanh chóng muốn công khai. Hiển nhiên, đây là tâm ma thần thông diệu pháp. Thiên địa vạn giới, phàm là bị tâm ma khống chế con rối, đều có thể và Đế Thích Thiên câu thông. Cái này Linh Kiếm Tiên, đã bị tâm ma rửa đi thần hồn, rất xa Đế Thích Thiên, cảm ứng được cái này cái khôi lỗi hơi thở, thậm chí gián tiếp bắt được Diệp Thần và tai nan thiên kiếm nhân quả, lập tức hạ xuống. Dĩ nhiên, Đế Thích Thiên phủ xuống chỉ có một chút nông cạn ý chí. Lật không dậy nổi cái gì sóng. Hiện tại coi như là một người bình thường, cầm một cái đao đi lên, đều có thể giết chết Linh Kiếm Tiên, từ đó để cho Đế Thích Thiên ý chí, mất đi theo nhờ. Đế Thích Thiên tâm ma tu vi, còn không luyện đến đỉnh cấp cảnh giới, hạ xuống ý chí, không có sức chiến đấu, không thể chiến đấu. Diệp Thần vậy cảm thấy được một điểm này, căng thẳng tinh thần, thoáng thanh tĩnh lại. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Đế Thích Thiên nhìn khắp bốn phía, trong nháy mắt thấy rõ rõ ràng nơi này nhân quả, biết chuyện tất cả đi qua. Hắn nhìn về phía thiên kiếm tế đàn, nhìn vậy cầm thiên kiếm, nhìn trời trên thân kiếm tâm ma nguyền rủa, ánh mắt mang theo vô tận lưu luyến, còn có thở dài bất đắc dĩ. Ngươi muốn hợp tác, ta sẽ không đem tai nan thiên kiếm giao cho ngươi. Diệp Thần cắn răng, tự nhiên không thể nào đem tai nan thiên kiếm đưa đi. Không, đừng hiểu lầm, ta hạ xuống nơi này. Chỉ là một chút yếu ớt ý chí, không thể nào cùng ngươi cướp đoạt tai nan thiên kiếm. Đế Thích Thiên ánh mắt khôi phục rửng rưng, hắn rất rõ ràng, mình trước mắt cũng không có tranh đoạt tai nan thiên kiếm tư cách. Diệp Thần trầm giọng hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn cùng ngươi làm một khoản giao dịch, ta xóa đi tai nan thiên kiếm lên nguyền rủa, để cho ngươi ung dung bắt được kiếm này,
mà ngươi, cầm viên này đao kiếm thiên tinh đưa cho ta. Đế Thích Thiên trong mắt vừa chuyển, ánh mắt rơi vào viên kia đao kiếm thiên tinh trên. Đao kiếm thiên tinh. Diệp Thần ngẩn người, ánh mắt vậy nhìn đao kiếm thiên tinh, ngôi sao này, là Thiên Tàm nương nương bổn mệnh pháp bảo, giá trị xác thực không rẻ, Diệp Thần cũng có chiếm đoạt đao kiếm thiên tinh, lớn mạnh thực lực bản thân ý tưởng. Nhưng cùng tai nan thiên kiếm so sánh, chính là một viên đao kiếm thiên tinh, hoàn toàn không đáng giá để ra. Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới, Đế Thích Thiên lại có thể sẽ xách lên giao dịch này. Đế Thích Thiên nói, không sai, ban đầu đồ sát thánh đại hội, ta bị Huyền Cơ Nguyệt gây thương tích, đến ngày hôm nay cũng không có hoàn toàn hết bệnh, nhưng là, nếu như ta có thể chiếm đoạt viên này đao kiếm thiên tinh mà nói, mượn ngôi sao này linh khí, còn có Thiên Tàm nương nương lưu ở phía trên bổn mạng máu tươi, ta đủ để ngay tức thì phục hồi như cũ. Nghe vậy, Diệp Thần con ngươi có giúp một cái, nếu như Đế Thích Thiên hoàn toàn phục hồi như cũ, đó chính là hắn Đông Sơn tái khởi thời điểm. Một khi Đế Thích Thiên thương thế khôi phục, hắn đem từ vạn kiếp trong vực sâu quật khởi, trong truyền thuyết tâm ma thẩm phán, sắp lần nữa trở thành bao phủ thiên hạ bóng mờ. Không được, ta cự tuyệt, ngôi sao này, tuyệt không thể cho ngươi. Diệp Thần bàn tay một nhiếp, đem đao kiếm thiên tinh chộp vào trong tay. Bây giờ Diệp Thần, linh khí còn không khôi phục, nhưng Đế Thích Thiên chỉ có một món nông cạn ý chí, lật không dậy nổi cái gì sóng, căn bản không có thể từ Diệp Thần trong tay cướp đi bất kỳ đồ. Đế Thích Thiên ha ha cười một tiếng, nụ cười không thay đổi, nói, nếu như ngươi không làm khoản giao dịch này, vậy ngươi lấy cái gì đi rút ra tai nan thiên kiếm? Ngươi có thể ngăn cản ta tâm ma nguyền rủa sát phạt. Coi như ngươi có thể chống đỡ, vậy muốn trả một cái giá thật là lớn chứ. Diệp Thần nghe đến lời này, trong lòng nhất thời một hồi ngưng trọng. Đế Thích Thiên nói không sai, tai nan thiên kiếm lên tâm ma nguyền rủa, hơi thở chân thực quá nồng nặc, nếu như Diệp Thần muốn rút ra, trừ phi là toàn lực mở luân hồi huyết mạch, cũng phối hợp lục đạo luân hồi pháp, mới có thể ngăn cản một cái chớp mắt tâm ma tập sát. Hơn nữa, cùng rút ra tai nan thiên kiếm sau đó, Diệp Thần sẽ rơi vào tuyệt đối yếu ớt, ít nhất phải yếu ớt 1-2 tháng thời gian, đoạn thời gian này, một khi phát sinh cái gì bất ngờ, Diệp Thần cũng không có thực lực đối phó. Đế Thích Thiên nói, ta thương thế sớm muộn cũng phải khôi phục, hiện tại chỉ bất quá muốn trước thời hạn một chút thôi, cùng ta giao dịch, mọi người đều có chỗ tốt, ta giúp người xóa đi tai nan thiên kiếm lên nguyền rủa, người có thể thuận thuận lợi lợi, dễ dàng bắt được thanh kiếm này, thế nào mà không là. Diệp Thần trầm giọng nói, tại sao phải giúp ta? Ngươi không phải nằm mộng cũng nhớ bắt được thanh kiếm này sao? Đế Thích Thiên nói, này tạm thời, người tạm thời, ta mấy chục ngàn năm bố trí, cuối cùng vẫn bị ngươi nhiễu loạn, hiện tại vô luận như thế nào, ta cũng không thể đạt được kiếm này, ngược lại không như cùng ngươi làm khoản giao dịch, cầm tổn thất xuống đến thấp nhất, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Đế Thích Thiên lúc nói lời này, mang một chút thương tiếc, nhưng giọng vẫn là bình tĩnh lãnh đạm. Gió khói không dậy nổi, hiển nhiên là lòng dạ sâu tới cực điểm, mấy vạn năm khổ tâm, hủy ở Diệp Thần trong tay, hắn cũng có thể nhịn được nóng này. Huyền tiên tử, người thấy thế nào? Diệp Thần nhỏ giọng hướng Huyền Hàn Ngọc đặt câu hỏi, giao dịch này, đúng là để cho hắn vô cùng động tâm, nếu như Đế Thích Thiên, chịu xóa sạch tai nan thiên kiếm lên nguyền rủa, vậy hắn liền có thể ung dung đạt được thanh kiếm này. Coi như Đế Thích Thiên quật khởi, Diệp Thần cũng có chống lại tư cách. Chuyện riêng thể lớn, chính ngươi quyết đoán, ta cũng không nhìn thấu con đường phía trước Họa Phúc. Huyền Hàn Ngọc cũng không dám loạn đề nghị, khoản giao dịch này, Họa Phúc rất khó coi là thanh. Một khi Đế Thích Thiên quật khởi, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Dẫu sao, trong truyền thuyết tâm ma thẩm phán, là liền cấp trên đều phải kiêng kỵ tồn tại. Diệp Thần ánh mắt không ngừng lóe lên, cân nhắc sau lưng hơn thiệt. Đế Thích Thiên nhàn nhạt nói, luân hồi chi chủ. Ta cũng có đại khí vận người, coi như ngày hôm nay không ngươi hỗ trợ, ta sớm muộn cũng có thể khôi phục thương thế, chỉ bất quá sắp tối lần trước chút thôi, nhưng nếu như ngươi không ta hỗ trợ, ngươi rất khó rút ra kiếm này. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Đế Thích Thiên lời này mặc dù chói tai, lại nói được đặc biệt có đạo lý. Nếu như Diệp Thần cưỡng ép rút kiếm, giá quá lớn. Được, ta đáp ứng ngươi, giao dịch liền giao dịch, ngươi động thủ đi. Diệp Thần cắn răng, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đế Thích Thiên, chỉ là trên bàn cờ này, một cái tương đối cường đại kẻ địch, cũng không phải là cuối cùng cường địch. Diệp Thần phải đối mặt trung cực kẻ địch, là Hồng Thiên Kinh,
là cấp trên, là vạn khư thần điện những cái kia bàn tay đen sau màn cửa. Tai nan thiên kiếm, quan hệ đến bàn cờ này trung cực, là lấy sau Diệp Thần đối kháng cấp trên một đại lợi khí, không cho sơ thất. Cho nên, cho dù phải trả giá thật lớn, đưa ra đao kiếm thiên tinh, để cho Đế Thích Thiên trước thời hạn khôi phục thương thế, Diệp Thần đều không thể mất đi kiếm này. Rất tốt, thật sảng khoái. Đế Thích Thiên nghe được Diệp Thần rốt cuộc đáp ứng, nhất thời ánh mắt sáng lên. Dừng một chút, Đế Thích Thiên chính là đi tới bên tế đàn trên, chung quanh xôi trào tàn phá bừa bãi tâm ma nguyền rủa, vừa cảm thụ đến hắn hơi thở, lập tức ngừng rối loạn, tựa như thần phục vậy, như từng cái xiềng xích, vờn quanh ở Đế Thích Thiên trên thân thể. Diệp Thần nhất thời cảnh giác, rất sợ Đế Thích Thiên sẽ động thủ. Thật may, Đế Thích Thiên tâm ma cảnh giới tu vi, cuối cùng cũng không có đạt đến tột cùng nhất tầng thứ, hạ xuống ở chỗ này ý chí, mặc dù có thể hấp thu tâm ma, nhưng cũng không thể dùng để giết người. Xem tự tại lớn tâm ma thiên uy, chiếu gặp ngũ uẩn đều là không, bị muốn được thức, nhắm thẳng vào chủ tâm, thậm chí còn cao nhất đại lộ, là thật lý nguyền rủa, là thánh nhân nói, là lớn phạm quang minh đạo, tỏ rõ thế gian tội ác, thấy rõ mọi người tội nghiệt, là tâm ma đại chú kiếm, xóa bỏ thiên hạ, lọc sạch vũ trụ. Đế Thích Thiên nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngâm sướng cổ xưa tâm ma thần chú, đây là xưa nhất, nhất hào hùng tâm ma pháp chú. Diệp Thần nghe Đế Thích Thiên thanh âm, chỉ cảm thấy tâm thần nghiêm túc, như có bữa người thánh âm vần quanh, hoàn toàn bị Đế Thích Thiên ý chí rung động. Đế Thích Thiên ý chí, đặc biệt thuần túy, chính là muốn phát động tâm ma thẩm phán, rửa toàn bộ chư thiên vũ trụ, thành lập một cái tuyệt đối quang minh lý tưởng thế giới. Diệp Thần yên lặng nghe Đế Thích Thiên ngâm sướng, tựa như chạm tới Đế Thích Thiên quyết tâm, vậy cổ là đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào, nguyện ý hy sinh hết thảy, thậm chí bỏ ra sinh mạng chiến ý, thật là làm người ta rung động. Không nghi ngờ chút nào, nếu như Đế Thích Thiên tâm ma đại chú kiếm, có thể luyện đến tột cùng nhất cảnh giới, hắn có tư cách xưng hùng, có tư cách dung chuyển vạn khư, có tư cách trở thành chân chính cấp trên. Bất quá, muốn đạt tới bước này, cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì liền ngày xưa tâm ma đứng đầu Yến Trường Ca, cũng không làm được. Nếu như Đế Thích Thiên có quật khởi đầu mối, cấp trên là tuyệt đối không thể nào thả qua hắn, dẫu sao tâm ma xét xử sát phạt, liền vạn khư cũng phải sợ. Đế Thích Thiên muốn thẩm phán thiên hạ, đơn giản là một cái người điên, mặc dù Diệp Thần và cấp trên là địch thủ cũ, nhưng ở át chế tâm ma, đối kháng Đế Thích Thiên trong hành động, nhưng là đặc biệt ăn ý đạt thành nhất trí. Theo Đế Thích Thiên ngâm sướng thần chú rơi xuống, tai nan thiên kiếm lên tâm ma nguyền rủa, một hồi kịch liệt chấn động, chợt giống như dưới ánh nắng chứa chan tuyết động, nhanh chóng làm tan dã biến mất đi. Ngay chớp mắt, tất cả tâm ma nguyền rủa toàn bộ biến mất, đúng cầm tai nan thiên kiếm, khôi phục nguyên dạng, phía trên tầng tầng tai nạn hơi thở, chậm rãi chuyển động. Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, nhìn Diệp Thần nói, tốt lắm, luân hồi chi chủ, ta đã giúp ngươi xóa sạch tất cả tâm ma nguyền rủa, ngươi có thể ung dung rút ra kiếm này, dựa theo ước định, ngươi hẳn cầm đao kiếm thiên tinh cho ta. Diệp Thần thấy tai nan thiên kiếm lên nguyền rủa đã biến mất, do dự một chút, vẫn là nói, cầm đi. Nói xong, liền hất tay đem đao kiếm thiên tinh ném cho Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên vững vàng tiếp lấy, nhưng là ngửa mặt lên trời thở dài một cái. Cái này cầm tai nan thiên kiếm, hắn khổ tâm mưu đồ mấy chục ngàn năm, dưới mắt nhưng là chắp tay nhường cho Diệp Thần, dĩ nhiên là tràn đầy không cam lòng và không biết làm sao. Nhưng là, Đế Thích Thiên cũng biết, nếu như mình không làm khoản giao dịch này, tổn thất đem sẽ lớn hơn, Diệp Thần coi như hợp lại hết tất cả, cũng sẽ rút ra tai nan thiên kiếm, đến lúc đó, hắn thứ gì cũng không có được. Bây giờ được một viên đao kiếm thiên tinh, mượn ngôi sao này linh khí, còn có thiên tàm nương nương bổn mạng máu tươi, hắn thương thế đủ để khôi phục. Đơn thuần là một viên đao kiếm thiên tinh, dĩ nhiên không chỉ hết Đế Thích Thiên thương thế, nhưng cái này là thiên tàm nương nương bổn mệnh pháp bảo, phía trên có thiên tàm nương nương bổn mạng máu tươi, linh khí đặc biệt đậm đà. Phải biết, thiên tàm nương nương tu vi, nhưng mà sâu không lường được, có thể chiếm đoạt nàng bổn mạng máu tươi, Đế Thích Thiên đủ để hết bệnh. Luân hồi chi chủ, cáo từ, chờ lần sau gặp lại, chính là chúng ta đỉnh cấp tỷ thí thời điểm. Đế Thích Thiên hướng Diệp Thần chắp tay một cái, trực tiếp mang đao kiếm thiên tinh rời đi. Đế Thích Thiên hiện tại nhập vào người linh kiếm tiên, người ngoài cũng không biết hắn thân phận, còn lấy là hắn chính là linh kiếm tiên. Ra thiên kiếm bí cảnh, canh giữ ở bí cảnh xuất khẩu mấy trưởng lão,
thấy được Linh Kiếm Tiên, nhất thời kinh hãi. Linh Kiếm Tiên đại nhân, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Bí cảnh bên trong, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ như vậy trọng thương? Tất cả trưởng lão kinh ngạc đặt câu hỏi. Thời khắc này Linh Kiếm Tiên, bởi vì bị tâm ma hành hạ, cả người vết thương chồng chất, một chút linh khí cũng không phục tồn tại, gương mặt ngũ quan cũng bị bắt phá, hình dáng đặc biệt khủng bố, giống như quỷ quái. Tất cả trưởng lão nhưng không biết, cái này Linh Kiếm Tiên đã bị Đế Thích Thiên bám vào người, hiện tại chỉ là một cái con rối thôi, rất nhanh thì phải mất tất cả sinh cơ. Đáng chết, bí cảnh bên trong xảy ra chuyện lớn, ta muốn đuổi hướng đi nương nương bẩm báo, các ngươi mau cút ngay cho ta. Đế Thích Thiên bắt trước Linh Kiếm Tiên lời nói, một mặt thô bạo, đẩy ra tất cả trưởng lão, lảo đảo đi bên ngoài bay đi. Tất cả trưởng lão trố mắt nhìn nhau, cũng không dám cản trở đoạn. Dọc theo đường đi, Đế Thích Thiên không có gặp phải bất kỳ trở ngại, tất cả người thấy hắn, đều phải kêu một tiếng Linh Kiếm Tiên đại nhân. Chỉ như vậy, hắn nghênh ngang rời đi Thánh Thiên Phủ, đi Đế Uyên Điện bay đi. Tai nan thiên kiếm, ta mấy chục ngàn năm mưu đồ, cuối cùng hủy trong chốc lát. Bàn về khí vận, vẫn là luân hồi chi chủ so ta cao một nước. Đế Thích Thiên ánh mắt nhìn lại một mắt Thánh Thiên Phủ, mang vô tận lưu luyến thương tiếc. Không cam lòng không biết làm sao, cuối cùng tất cả tâm trạng tất cả thuộc về yên lặng, hắn lại khôi phục lạnh nhạt hình dáng, trong lòng yên lặng thầm nói. Chờ ta thương thế khôi phục, phải mau sớm mở mới tâm ma thẩm phán kế hoạch. Bí cảnh bên trong, Diệp Thần nhất đẳng Đế Thích Thiên rời đi, liền đi tới thiên kiếm cạnh tế đàn. Viên kia đao kiếm thiên tinh, mặc dù Diệp Thần vậy rất không muốn cho Đế Thích Thiên, nhưng giao dịch ước định, không thể trái gánh, nếu không sẽ có lớn nhân quả thêm thân. Diệp Thần tự nhiên vậy phải tuân thủ ước định. Tai nan thiên kiếm, rốt cục thì của ta. Diệp Thần thu hồi trong lòng nghĩ bậy, nhìn trước mắt tai nan thiên kiếm, trong lòng một hồi nhiệt huyết dâng trào. Vốn là, hắn muốn rút ra tai nan thiên kiếm, chứ muốn kiêng kỵ tâm ma nguyền rủa bên ngoài, còn phải phòng bị tai nan thiên kiếm bản thân kiếm khí sát phạt. Nhưng hiện tại, Đế Thích Thiên tự tay xóa sạch tâm ma nguyền rủa, tai nan thiên kiếm mới từ nguyền rủa trong trạng thái khôi phục. Kiếm khí vẫn còn nổi lên trạng thái, tạm thời sẽ không nổ lên giết người. Đây là Diệp Thần rút kiếm lớn thời cơ tốt. Tai nan thiên kiếm, lên. Diệp Thần càng không chậm trễ, trực tiếp ra tay bắt tai nan thiên kiếm chuôi kiếm, dùng sức đi lên rút ra một cái. Sắc sắc, đặc biệt thuận lợi. Diệp Thần một tay đem tai nan thiên kiếm, trực tiếp rút ra. Cả tòa tế đàn, nhất thời rắc 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 vang động lực, ngay tức thì sụp đổ tan rã bể. Thiên kiếm tới tay, mau rời đi nơi này, nếu không thiên tàm nương nương sẽ không bỏ qua ngươi. Huyền Hàn Ngọc thúc giục, muốn cướp lấy tai nan thiên kiếm người, cũng không chỉ Diệp Thần một cái, còn có thiên tàm nương nương. Hiện tại tai nan thiên kiếm bị rút ra, thiên tàm nương nương khẳng định sẽ phát hiện. Diệp Thần phải mau rời khỏi, và Xích Huyên Thánh Vương hội hợp, nếu bị thiên tàm nương nương chặn đánh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần cùng gật đầu. Đem tai nan thiên kiếm, nhận được hoàng tuyền đồ bên trong đi, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Tai nan thiên kiếm, tràn đầy thiên tai tuyệt hỏa hơi thở, đối với người khác mà nói, làm sao giữ đều là một vấn đề khó khăn. Nhưng Diệp Thần, cũng sẽ không có cái phiền toái này. Bởi vì, hoàng tuyền đồ địa mạch phong phú, dây đức trở vật, thứ gì đều có thể chịu đựng, vô luận là hoang ma thiên kiếm, vẫn là tai nan thiên kiếm, đều có thể tùy tiện bỏ vào. Không cần lo lắng bất kỳ cắn trả. Theo tai nan thiên kiếm bị rút ra, ngoại giới bầu trời, nhưng là kịch liệt chấn động đứng lên, trong phảng phất có tầng tầng thiên tai phong lôi, không ngừng nổi lên, tựa hồ có cái gì lớn nhân quả bị dính dấp đến. Đao kiếm tiên cốc, chim hót hoa thơm, nhật nguyệt siêu quang, hoàn cảnh ưu nhã, khói mù lượn lờ, mang một chút tiên khí thụy thải khí phái. Nơi này là thiên tàm nương nương cư trú chi địa. Tai nan thiên kiếm dị tượng chấn động, vậy xuất hiện ở nơi này. Tai nan thiên kiếm rốt cuộc bị rút ra, bọn họ thành công không? Thiên tàm nương nương nhìn trời lên dị tượng, trong lòng kinh nghi không chừng, vội vàng bấm ngón tay suy diễn sau lưng nhân quả. Nàng phái Linh Kiếm Tiên, phách đào thần hai cái có thể dựa nhất thuộc hạ, tự mình đi cướp lấy tai nan thiên kiếm, hiện tại tai nạn phong lôi lững lờ, nàng chỉ hy vọng cướp lấy thành công. Nhưng là, thiên cơ suy diễn dưới. Thiên tàm nương nương nhưng mãnh liệt phát hiện, đao kiếm tinh linh thất bại, đao kiếm nội đấu, phách đao thần bị tế trời,
Linh Kiếm Tiên trọng thương, cuối cùng bị Đế Thích Thiên phụ thể. Nàng bổn mệnh pháp bảo, Đao Kiếm Thiên Tinh, cũng bị Đế Thích Thiên cầm đi. Diệp Thần và Đế Thích Thiên giao dịch, tai nan thiên kiếm nguyền rủa tản đi, Diệp Thần ung dung rút ra thanh kiếm này, chuẩn bị rời đi. Thấy rõ đến một màn này Mạc, Thiên Tàm nương nương trong lòng vô cùng sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này, thậm chí liền Đế Thích Thiên đều tới, còn mang đi mình pháp bảo. Phốc xích, Thiên Tàm nương nương đột nhiên một ngụm máu tươi, mãnh liệt phun ra ngoài, sắc mặt một phiến tái mét. Lúc đầu lúc này, nàng Đao Kiếm Thiên Tinh bị Đế Thích Thiên hoàn toàn cắn nuốt, liên quan nàng bổn mạng máu tươi, cũng bị cắn nuốt hết, thành Đế Thích Thiên chữa thương chất dinh dưỡng. Ta pháp bảo, Đế Thích Thiên, người cái này vô liêm sỉ, người dám. Luân hồi chi chủ, người cái này tạp chủng, uổng gọi luân hồi số trời, lại có thể cùng một trái tim ma lớn ung thư giao dịch. Chẳng biết xấu hổ, ta muốn giết ngươi. Thiên Tàm nương nương vô cùng tức giận, cả người đều run rẩy. Đao Kiếm Tiên Cốc bên trong các cường giả, các trưởng lão, bọn thị nữ, cũng là một mặt chấn động ngạc, chố mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Luân hồi chi chủ, ta ngày hôm nay nhất định phải giết ngươi. Bỏ mặc trả giá cao gì, ngươi đừng hòng lấy đi tai nan thiên kiếm. Thiên Tàm nương nương rất rõ ràng, nếu như tai nan thiên kiếm, thật bị Diệp Thần cầm đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Thần có tai nan thiên kiếm, và Xích Huyên Thánh Vương liên hiệp, đến lúc đó, nàng ở Thánh Thiên Phủ bên trong, lại không đất đặt chân. Thẩm phán chi kiếm, mạt nhật thẩm phán, chu diệt luân hồi, sát 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 giết. Thiên Tàm nương nương dưới cơn giận dữ, cũng không để ý thân thể yếu ớt, đột nhiên vung tay lên, sử dụng Thái Thượng Thiên Phán Đạo, chư thiên tai nạn phong lôi, lại có thể ngay tức thì bị nàng xóa bỏ, hiện ra vô cùng kinh khủng thẩm phán hơi thở. Một cái vô cùng to lớn, tựa như vắt ngang toàn bộ bầu trời ngút trời cự kiếm, ở trên trời hiện lên. Bên trên cự kiếm, là tầng tầng thẩm phán thần quang, tựa như Thái Thượng chư thần đích thân tới, muốn thẩm phán chư thiên vạn giới. Thái Thượng Thiên Phán Đạo, môn đạo pháp này, ở Thái Thượng 36 đạo lý, xếp hạng trước 5, uy lực so Huyền Cơ Nguyệt Thái Thượng Thiên Phù nói, còn to lớn hơn, truyền thuyết là chư thần thẩm phán thiên hạ, lọc sạch thế giới cao nhất đại lộ. Đế Thích Thiên tâm ma thẩm phán, sở dĩ làm cấp trên như thế coi là kẻ thù, một cái phương diện chính là Đế Thích Thiên muốn chấp trưởng thẩm phán, xúc động cấp trên hạch tâm quyền lực, cái này là tuyệt đối không có thể khoan dung. Có tư cách thẩm phán người trong thiên hạ, chỉ có thể là cấp trên. Giờ khắc này, Thiên Tàm nương nương thi triển ra Thái Thượng Thiên Phán Đạo, tựa như ngay tức thì thành cấp trên người đại diện, khí thế vô cùng hung hãn, quanh thân nổ lên tầng tầng trắng tinh thần quang. Những thứ này trắng tinh thần quang bên trong, có Thái Thượng Thế Giới Thần Nữ Cửa, đang không ngừng ngâm sướng, phát ra mênh mông thần chú. Chư thần thẩm phán, muốn xóa bỏ thiên hạ. Chư thần nói muốn hủy diệt, thế giới có tội người, đều đưa quy về chôn vùi. Chư thần nói sắp tối ám, vũ trụ liền mất đi quang, vĩnh hằng xa vào ở xét xử mạt pháp bên trong. Một đoạn đoạn khoáng đạt lanh lảnh thẩm phán thần chú, đơn giản là muốn rung động thiên địa. Toàn bộ Đao Kiếm Tiên Cốc, tất cả cường giả cũng quỳ xuống. Thánh Thiên Phủ bên trong, vô số đệ tử và các cường giả, cũng là rối rít quỳ xuống, trong lòng vô cùng kinh hãi, không biết xảy ra đại sự gì, lại muốn Thiên Tàm nương nương tự mình phát động thẩm phán. Cái này Thái Thượng Thiên Phán Đạo, nhưng mà Thiên Tàm nương nương lá bài tẩy, đời thiên phát động thẩm phán, dính dấp nhân quả lớn vô cùng, tùy tiện không biết sử dụng. Tất cả mọi người là mờ mịt, cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, Thiên Tàm nương nương chỉ dùng qua một lần thẩm phán chi kiếm, chính là ngày xưa Thánh Thiên Phủ sinh tử tồn vong thời điểm. Đế Thích Thiên muốn thành lập tâm ma thẩm phán, cũng là từ Thiên Tàm nương nương nơi này lấy được linh cảm, hắn muốn tiếm quyền cấp trên quyền lực. Dựa vào mình thủ đoạn phát động thẩm phán, để cho thiên hạ hoàn toàn tuân theo mình ý chí. Đây là đối với cấp trên khiêu chiến. Vô cùng gan dạ. Hiện tại Thiên Tàm nương nương thẩm phán chi kiếm, thì có ngày xưa Đế Thích Thiên phát động tâm ma thẩm phán thời điểm khí tượng, hơn nữa không giống tâm ma thẩm phán như vậy u ám thâm trầm, mà là tràn đầy khoáng đạt minh mông thần quang, đại biểu Thái Thượng chư thần ý chí. Thiên Tàm nương nương giống nhau là cấp trên người đại diện, thẩm phán chi kiếm vừa ra. Lập tức hướng thiên kiếm bí cảnh phương hướng lướt đi. Nàng coi như vận dụng thẩm phán chi kiếm, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải chém chết Diệp Thần. Kinh khủng thẩm phán chi kiếm,
ở thánh thiên phủ trong hư không vạch qua, dọc đường người xem không không động dung, không khỏi quỳ xuống. Tất cả người, cũng cảm nhận được liền thiên tàm nương nương hừng hực sát khí. Trấn thủ ở bí cảnh cửa vào tất cả trưởng lão, thấy bạo giết mà đến thẩm phán chi kiếm, cũng là rối rít sợ hết hồn, mặt đầy kinh hãi. Nương nương muốn làm gì? Lại có thể phát động thẩm phán chi kiếm. Bí cảnh bên trong rốt cuộc xảy ra đại sự gì, lại muốn nương nương tự mình động thủ. Cái này thẩm phán chi kiếm giết đi vào, sợ rằng toàn bộ bí cảnh đều phải bị hủy diệt, thánh vương đại nhân bên kia người, còn chưa có đi ra à? Tất cả trưởng lão rung động không dứt, bọn họ đột nhiên lại nghĩ đến, Diệp Thần còn chưa có đi ra, chẳng lẽ thanh kiếm này, là nhằm vào Diệp Thần? Đây là thiên tàm nương nương một kích toàn lực, ngút trời thẩm phán, Diệp Thần như thế nào có thể ngăn cản? Oanh! Thẩm phán chi kiếm thế như bôn lôi, ngang nhiên tiến vào trong bí cảnh. Bí cảnh bên trong, Diệp Thần mới từ băng phách kiếm phủ trong cung điện đi ra, đang chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên gian, nhưng thấy cái này cầm thẩm phán chi kiếm, điên cuồng bạo giết đi vào, nhất thời một hồi kinh hãi. Xuy xuy xuy! Mạnh mẽ thẩm phán kiếm khí, điên cuồng sát phạt, chung quanh dãy núi rừng rậm, ngay tức thì trở thành phế tích, mặt đất cũng ở đây chấn động, xuất hiện từng cái vết rách, vô số nham thạch nóng chảy từ lòng đất bên trong nhô lên đi ra. Không tốt, thiên tàm nương nương lại có thể nhanh như vậy động thủ, còn trực tiếp vận dụng thẩm phán, nàng là điên rồi sao? Diệp Thần kinh ngạc không thôi, vội vàng phi thân lui về phía sau, né tránh thẩm phán kiếm khí sát phạt. Cái này thẩm phán chi kiếm, hắn tự nhiên gặp qua, trước đây không lâu Linh Kiếm Tiên liền sử dụng qua. Nhưng Linh Kiếm Tiên thẩm phán chi kiếm uy lực, xa xa không thể và thiên tàm nương nương so sánh, hai người là tiểu vu gặp đại vu, khác biệt một trời. Thiên tàm nương nương thẩm phán chi kiếm, mới thật sự là thẩm phán thiên hạ, tràn đầy cấp trên ý chí, như thái thượng chư thần đích thân tới. Diệp Thần bên tai, đã nghe được chư thần ngâm sướng, vội vàng coi giữ tâm thần, miễn được thất thủ. Xem tới nơi này sự tình phát sinh, hẳn bị thiên tàm nương nương suy tính đến. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, thiên tàm nương nương như thế tức giận, thậm chí phát động thẩm phán, hiển nhiên là biết nơi này hết thảy sự việc. Diệp Thần, chạy mau, cái này thẩm phán chi kiếm không thua Hứa Sát, ngươi tuyệt đối không đỡ được. Huyền Hàn Ngọc cũng là lớn kinh, bị cái này cầm thẩm phán chi kiếm rung động, coi như Diệp Thần thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản, chớ nói chi là hiện tại linh khí còn không khôi phục. Diệp Thần nhìn vắt ngang ở trên trời thẩm phán chi kiếm, vậy cảm thấy cả người lạnh siêu siêu, hắn muốn chạy trốn, nhưng con đường phía trước, tràn đầy xét xử kiếm khí, căn bản không cách nào tiến về trước. Nếu như hắn muốn chạy, lập tức sẽ bị kiếm khí chém bể. Đối mặt thẩm phán chi kiếm sát phạt, Diệp Thần chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Trong phút chốc, toàn bộ bí cảnh chu vi ngàn dặm núi rừng, toàn bộ bị thẩm phán chi kiếm phá hủy, hoàn toàn trở thành phế tích. Diệp Thần mắt xem cái này thẩm phán chi kiếm như thế khủng bố, liền chuẩn bị cháy huyền yêu huyết mạch, ngắn ngủi kích hoạt luân hồi huyết mạch, không tiếc bất cứ giá nào, đem hết toàn lực phòng thủ. Nhưng ngay vào lúc này, một hồi vô cùng lạnh lùng khí lạnh, từ kiếm phủ cung điện bên kia truyền tới. Băng phách kiếm trong phủ mặt, viên kia băng phách thiên tinh, đang thả ra từng cơn khí lạnh, cũng hóa thành từng luồng hàn vụ, còn quấn Diệp Thần, hình thành một cái tựa như yên vũ phúc thiên sương mù khói nước kết giới. Ở nơi này khói nước kết giới bên trong, Diệp Thần lấy được tuyệt đối bảo vệ, từng luồng đằng đằng sát khí thẩm phán kiếm khí, bạo giết đi vào, lập tức bị trùng trùng khói hơi nước khí ngăn trở. Là Thái Thượng Thiên Nữ Lưu Hậu Thủ. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nhất thời nhìn ra liền đầu mối. Viên kia băng phách thiên tinh, là Thái Thượng Thiên Nữ đồ, cũng là dù sao cũng tỏa đại trận nguồn năng lượng, phía trên có Thái Thượng Thiên Nữ lưu lại linh khí. Giờ khắc này, ngày xưa Thái Thượng Thiên Nữ lưu tồn linh khí, cũng phát tỏa ra ngoài, vô số yên vũ hơi nước, xen lẫn đậm đà băng phách khí lạnh, ở Diệp Thần quanh thân vần quanh. Trong phảng phất biến ảo thành một đạo tuyệt đẹp bóng người thiếu nữ, khua kiếm vũ cướp, tất cả băng hoàng kiếm khí sôi trào ra, tan rã thẩm phán chi kiếm sát phạt. Điều này hiển nhiên là Thái Thượng Thiên Nữ lưu hậu thủ. Nếu như Diệp Thần ban đầu xông trận thất bại, Thái Thượng Thiên Nữ vậy sẽ không thật giết chết hắn, mà là sẽ cho hắn một cái cơ hội, viên này băng phách thiên tinh, chính là sau cùng phòng ngự, có thể bảo đảm Diệp Thần không bị đại trận giết chết. Coi như thất bại, cũng có cuốn đất trở lại cơ hội. Chỉ là, Diệp Thần trận pháp tu vi,
chân thực thật lợi hại, viên này băng phách thiên tinh không dùng được, ngược lại là hiện tại Diệp Thần đối mặt Thiên Tàm nương nương thẩm phán chi kiếm, ngôi sao này phái lên công dụng. Vù vù, đúng viên băng phách thiên tinh, linh khí không ngừng bùng nổ, không ngừng phồng lớn, dần dần bay lên không, hóa thành một viên chân chính cỡ nhỏ tinh thần. Lui, Diệp Thần lập tức phóng lên cao, bay đến băng phách thiên tinh trên. Hiện tại toàn bộ bí cảnh thế giới, cũng trở thành phế tích, khắp nơi tràn đầy nồng nặc thẩm phán kiếm khí, căn bản không thể nào đặt chân. Chỉ có bước lên băng phách thiên tinh, mới có thở dốc cơ hội. Hô! Diệp Thần thở ra một ngụm chọc khí, bước chân bước lên băng phách thiên tinh, ngôi sao này bên trên, khắp nơi đều là đông đất, băng xương, tuyết nguyên, đặc biệt giá rét. Cũng may Diệp Thần có Viêm Bia và Nhan Tuyền Nhi hộ thể, ngược lại không sợ hãi. Đi tới ngôi sao này, Diệp Thần mới thoáng đạt được thở dốc. Không được, ta phải lập tức thông báo Xích Huyên Thánh Vương, kêu hắn tới đón cần phải ta. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, cũng không có khinh thường, lập tức móc ra Xích Huyên Thánh Vương lệnh bài, bơm vào một món linh khí đi vào, kêu gọi Xích Huyên Thánh Vương tới đây. Coi như Diệp Thần đi tới băng phách thiên tinh, vậy không nhất định an toàn, bởi vì Thái Thượng Thiên Nữ vốn là kế hoạch, ngôi sao này là cho Diệp Thần trận pháp phòng ngự. Căn bản không phải dùng để phòng ngự thẩm phán chi kiếm. Ngày xưa Thái Thượng Thiên Nữ, cũng không ngờ tới sự việc sẽ phát triển đến cục diện này. Thiên Tàm nương nương toàn lực ra tay, nàng phát động thẩm phán chi kiếm, coi như là băng phách thiên tinh, cũng không thể ngăn cản. Diệp Thần phỏng đoán lại chờ chốc lát, thẩm phán chi kiếm kiếm khí, thì sẽ hoàn toàn lan tràn đến nơi này. Đến lúc đó, ngôi sao này, phải bị một kiếm chảm phá. Diệp Thần cũng phải hoàn toàn gặp thẩm phán kiếm khí tiêu diệt. Cho nên, phải gọi Xích Huyên Thánh Vương tới đây, mới có thể giải quyết trước mắt nguy cục. Toàn bộ Thánh Thiên Phủ bên trong, cũng chỉ có Xích Huyên Thánh Vương, có thể đè chế ngự được Thiên Tàm nương nương. Diệp Thần mới vừa phát ra thông báo, to lớn thẩm phán chi kiếm, đã xuất hiện ở băng phách thiên tinh bầu trời. Khoáng đạt thẩm phán kiếm khí, mang chư thần ngâm sướng, cuồn cuộn bạo giết ra. Băng phách thiên tinh nổ lên một cái ngôi sao trận pháp, ngăn cản thẩm phán chi kiếm sát phạt, nhưng cái này cái tinh trận, lại cũng không có thể duy trì bao lâu, sớm muộn phải bị đánh nát. Xích Huyên tiền bối, tai nan thiên kiếm đã đến tay, mau tới đón cần phải ta. Diệp Thần cắn răng, nắm thật chặt lệnh bài, chỉ mong Xích Huyên Thánh Vương sớm một chút chạy tới. Lúc này Xích Huyên Thánh Vương, đã ở Thánh Vương trong cung điện, và Lý Thanh Sơn hoàn thành phụ tử nhận nhau nghi thức. Thánh Vương cung điện bên trong, tất cả trưởng lão các cường giả, thấy hai người phụ tử nhận nhau, đều là đại hỷ. Bởi vì đế thích thiên tâm ma nguyền rủa, Xích Huyên Thánh Vương cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, vẫn không có con cháu, nhưng hiện tại, rốt cuộc và Lý Thanh Sơn nhận nhau, Xích Huyên Thánh Vương có người nối nghiệp, Thánh Thiên Phủ Đạo Thống cũng có người thừa kế, khí vận căn cơ được kéo dài, đám người tất nhiên đại hỷ. Nhưng cái này phần vui sướng, cũng không có kéo dài bao lâu. Tai nan thiên kiếm tuyệt họa khí tượng, còn có Thiên Tàm nương nương thẩm phán chi kiếm sát phạt thần uy, đã truyền đến nơi này. Đây là chuyện gì xảy ra? Nương nương làm sao phát động thẩm phán? Tất cả trưởng lão một hồi kinh ngạc, nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Xích Huyên Thánh Vương cũng là sắc mặt trầm xuống, trong phảng phất có loại dự cảm bất tường, bấm ngón tay tính toán, hắn liền suy diễn đến Diệp Thần đã lấy được rồi tai nan thiên kiếm, nhưng sự việc cũng không có lúc này kết thúc. Thiên Tàm nương nương lại là chủ động ra tay chặn đánh. Phu nhân, người đây là không chịu thua à? Lại có thể phát động thẩm phán chi kiếm, đi tiêu diệt một tên tiểu bối, cần gì chứ? Xích Huyên Thánh Vương hừ một tiếng, chợt cảm thấy giữa eo lệnh bài chấn động, móc ra vừa thấy, nhưng bắt được Diệp Thần gửi tín hiệu tới. Hắn tấm lệnh bài này, và Diệp Thần khối kia, hơi thở là tương thông. Diệp Thần một phát tới tín hiệu, hắn lập tức cảm ứng được. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không Diệp đại ca xảy ra chuyện? Lý Thanh Sơn thấy vậy, cũng là một hồi lo âu. Hắn ngày hôm nay có thể cùng Lý Thanh Sơn phụ tử nhận nhau, hơn nữa đạt được các vị trưởng lão đồng ý, công lao lớn nhất chính là Diệp Thần. Nếu như không phải là Diệp Thần, hắn có thể liền hoang thiên hung mạc cũng không đi ra lò tới. Không có sao, người thật tốt ở chỗ này, không nên đi lung tung, ta đi một chút liền hồi. Xích Huyên Thánh Vương khoát tay một cái, thu hồi lệnh bài, chuẩn bị ra đi tiếp ứng Diệp Thần. Lý Thanh Sơn một hồi nóng nảy,
nói cha, ta cũng đi. Ngươi ở lại chỗ này là được, chăm sóc kỹ tỷ tỷ ngươi, chờ ta tin tức. Xích Huyên Thánh Vương thật sâu nhìn Lý Thanh Sơn một mắt, bọn họ mới vừa phụ tử nhận nhau, hắn cũng không muốn để cho Lý Thanh Sơn xảy ra chuyện. Vạn nhất Lý Thanh Sơn xảy ra chút gì bất ngờ, vậy Xích Huyên Thánh Vương thật là khóc đều không nước mắt. Lý Thanh Sơn còn muốn kiên trì, nhưng thấy Xích Huyên Thánh Vương thần sắc, liền bất đắc dĩ nói, được, cha, ta biết, vậy ngươi đi nhanh mau trở lại, không nên để cho Diệp đại ca xảy ra chuyện. Hắn cũng biết, phụ thân là không thể nào để cho hắn lại bốc lên bất kỳ nguy hiểm gì. Ừ, Xích Huyên Thánh Vương gật đầu một cái, lúc này sải bước xuất ngoại, ngự gió bay đi Thiên Kiếm Bí Cảnh. Thiên Kiếm Bí Cảnh lối vào, rất nhiều trưởng lão, còn có Thiên Tàm Nương Nương dưới quyền cường giả, cũng chạy tới. Bọn họ ở vào miệng chờ đợi, cùng xét xử sát phạt kết thúc, sau đó bọn họ muốn đi vào nhặt xác. Xích Huyên Thánh Vương tới chỗ này, thấy nhiều người như vậy, nhất thời nhướng mày một cái, nói các ngươi đang làm gì. Rất nhiều cường giả thấy Xích Huyên Thánh Vương tới, lật đật chắp tay, đồng nói, bái kiến Thánh Vương đại nhân. Bọn họ bên trong, phần lớn đều là Thiên Tàm Nương Nương thuộc hạ, nhưng ở Thánh Thiên Phủ bên trong, dẫu sao Xích Huyên Thánh Vương mới thật sự là ngài chúa tể, cho nên, bọn họ thấy được Xích Huyên Thánh Vương, cũng phải khom người hỏi thăm sức khỏe. Đều tránh ra, ta muốn đi vào. Xích Huyên Thánh Vương vung tay lên, tỏ ý đám người nhường đường. Nhưng là, rất nhiều cường giả và các trưởng lão, nhưng ngăn chặn vào miệng, cũng không có cho đi ý. Một vị trưởng lão nói, Thánh Vương đại nhân, nương nương phát động thẩm phán, bị thẩm vấn người còn ở bên trong, tuyệt không thể bị người ngoài quấy rầy. Một khi thẩm phán hành động kết thúc, nương nương tất bị cắn trả. Lại có một vị trưởng lão nói, Thánh Vương đại nhân, mời không để cho chúng ta khó xử, ngài hay là trở về đi thôi. Lại có người nói, đúng vậy, Thánh Vương đại nhân, không cần phải vì một cái người ngoài, và nương nương đấu khí. Thằng nhóc kia đắc tội nương nương, ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Thánh Vương đại nhân, ngài không cần phải sát phí khổ tâm đi cứu hắn. Đám người rối rít khuyên lơn, cũng khuyên Xích Huyên Thánh Vương không nên ra tay, miễn được làm rối loạn Thiên Tàm Nương Nương thẩm phán sát phạt. Ta lặp lại lần nữa, tất cả cút ra cho ta. Xích Huyên Thánh Vương ánh mắt tức giận, tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn Diệp Thần nhận lấy cái chết. Ngay lúc nói chuyện, Xích Huyên Thánh Vương thân thể nổ lên một đạo minh mông thần quang, thẳng xông lên trời cao, hiển nhiên là giận dữ tới cực điểm, nếu như lại còn người dám ngăn trở hắn, hắn tất giết không tha. Tất cả trưởng lão một hồi sợ hãi, trố mắt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào cho phải. Thiên Tàm Nương Nương và Xích Huyên Thánh Vương đánh nhau, quá làm khó bọn họ. Mà lúc này, bí cảnh bên trong, Diệp Thần đang băng phách thiên tinh trên, khắp nơi chạy cướp chạy trốn, chung quanh tuyết nguyên đông đất, toàn bộ bị thẩm phán chi kiếm kiếm khí, hoàn toàn lật ngược. Vậy bảo vệ tinh trận, đã sớm nổ tung, đúng cầm thẩm phán chi kiếm, trắng trợn vắt ngang ở Diệp Thần trên đỉnh đầu, biểu dương ra vô cùng khoáng đạt, vô cùng bá đạo sát phạt hơi thở. Diệp Thần không ngừng chạy cướp, nhưng vô luận hắn chạy tới chỗ nào, vậy thẩm phán chi kiếm liền đuổi giết được nơi nào. Giống như phụ cốt thư, căn bản không thể thoát khỏi. Đáng chết, làm sao Xích Huyên Thánh Vương còn chưa tới? Hắn không tới nữa, ta liền phải bị giết. Diệp Thần cắn răng, chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn. Diệp Thần, xem ra cuối cùng, vẫn là phải dựa vào chính ngươi lực lượng. Toàn lực mở luân hồi huyết mạch, lại dùng lục đạo luân hồi pháp, cũng có thể đối kháng cái này thẩm phán chi kiếm. Bất quá, cùng thẩm phán sau khi kết thúc, người coi như có thể sống sót, cũng phải rơi vào một đoạn trạng thái suy yếu. Huyền Hàn Ngọc thanh âm, truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai. Vẫn là chạy khỏi bất quá kết cục này sao? Diệp Thần cười khổ không thôi, hắn và Đế Thích Thiên giao dịch, liền thì không muốn để cho tự thân rơi vào yếu ớt. Nhưng không nghĩ tới, sát phí khổ tâm giao dịch, hiện tại lại muốn mất hút ở Thiên Tàm Nương Nương trong tay. Nếu như Diệp Thần cuối cùng, vì đối kháng thẩm phán chi kiếm, muốn rơi vào một đoạn thời gian trạng thái suy yếu, vậy hắn trước cùng Đế Thích Thiên giao dịch, kém không nhiều là hoàn toàn uổng phí, thậm chí còn quá giang một viên đao kiếm thiên tinh. Ô hu hu! Ngay tại Diệp Thần vô cùng chán nản thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi không gian chảy loạn khí minh tiếng. Chỉ gặp một cái cho đen thâm thúy không gian truyền tống chỗ rách, xuất hiện ở phía trước, hu hu chấn động, không biết liên thông hướng địa phương nào.
nơi này có một không gian lối ra. Diệp Thần thấy đạo không này gian chỗ rách, nhất thời tinh thần đại chấn. Xem ra Thái Thượng Thiên Nữ bố trí sâu xa, vô cùng chững chạc, biết có thể sẽ có phát sinh ngoài ý muốn, cho nên khắp nơi giữ lại hậu thủ. Cái này bí cảnh bên trong, lúc đầu còn có một cái khác lối ra, ở nơi này viên băng phách thiên tinh bên trên. Ha ha, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian, nếu có Thái Thượng Thiên Nữ để lại cho ngươi đường lui, vậy mau rời đi đi. Huyền Hàn Ngọc thấy cái này không gian lối ra, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có thể thuận lợi rời đi, không cần vận dụng luân hồi huyết mạch, cất giữ ở trạng thái, tránh rơi vào yếu ớt, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Diệp Thần cũng là lớn vui, lúc này bay đến vậy không gian chỗ rách chỗ, trực tiếp chui ra ngoài. Oanh! Làm Diệp Thần chui nhập không gian xuất khẩu đồng thời, vậy thẩm phán chi kiếm, mãnh liệt bùng nổ, hung hăng một kiếm chém điên cuồng. Đúng viên băng phách tinh thần, đều bị một kiếm chém thành hai nửa. Còn như bí cảnh thế giới, cũng là hoàn toàn hóa thành phế tích, kiếm kia phủ cung điện, vậy bị phá hủy, hàng ngàn hàng vạn ngồi đại trận, toàn bộ bị nghiền nát, một chút dấu vết cũng không có để lại. Thiên Tàm nương nương toàn lực bùng nổ thẩm phán chi kiếm, lực sát thương đích thực quá đáng sợ, toàn bộ bí cảnh thế giới, khắp nơi đều là gãy lìa dãy núi, tàn toái rừng rậm, chảy nham thạch nóng chảy, còn có băng phách thiên tinh bị chém ra sau đó, khí lạnh lưu tán, bồng bềnh khắp nơi băng gió tuyết, một phiến ngày tận thế hình ảnh. Còn có không gian quy luật, thời gian pháp tắc, tạo vật quy luật vân. Vân các loại quy luật, cũng bị phá hủy, giữa trời đất xuất hiện vô số ngày tận thế lỗ xoáy đen, đặc biệt khủng bố. Diệp Thần vô cùng sợ hãi nhìn một màn này, nếu như mình chậm một chút nữa, có thể vậy phải bị thẩm phán chi kiếm chém chết, coi như may mắn không chết, cũng phải rơi vào trọng thương yếu ớt. Trước mắt phế tích vậy ngày tận thế hình ảnh, lập tức ngay tại Diệp Thần trước mắt lướt qua, Diệp Thần rất nhanh bị truyền tống rời đi, trước mắt tất cả đều là không gian chảy loạn chập chờn, thâm thúy tối mở một phiến. Cái này không gian chỗ rách, đã tồn tại mấy chục ngàn năm, không gian quy luật chập chờn lớn vô cùng, cũng không biết muốn truyền tống đi nơi nào. Mà lúc này, Thánh Thiên Phủ vậy bí cảnh lối vào, Xích Huyên Thánh Vương thần uy như ngục, chuẩn bị đại khai sát giới, coi như giết sạch trước mắt tất cả cản đường trưởng lão, hắn cũng không thể nhìn Diệp Thần xảy ra chuyện. Ô! Nhưng ngay vào lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ gặp toàn bộ bí cảnh truyền tống vào miệng, ánh sáng cũng hoàn toàn ảm đạm xuống, sau đó hóa thành hư không, hoàn toàn biến mất. Cái gì, bí cảnh vào miệng biến mất? À, nhất định là bí cảnh bên trong, tất cả mọi thứ tồn tại đều bị nương nương phá hủy. Nương nương thần uy vô địch, một kiếm phá hủy thiên địa sơn hà, chém chết tất cả kẻ địch. Bí cảnh bên trong không gian quy luật, muốn đến vậy toàn bộ sụp đổ, cho nên liên nhập miệng đều biến mất. Không biết nương nương có hay không dự liệu được một điểm này. Tất cả trưởng lão kinh ngạc không thôi, sau đó lại bàn luận sôi nổi. Bí cảnh vào miệng biến mất, hiển nhiên là bí cảnh bên trong không gian quy luật, toàn bộ sụp đổ, tất cả tồn tại, đều bị thẩm phán chi kiếm phá hủy. Nói cách khác, bí cảnh bên trong thế giới, đã hoàn toàn lâm vào là phế tích, không thể nào có sinh linh gì còn sống. Coi như sống sót, cũng không khả năng chạy trốn ra ngoài. Bởi vì, bí cảnh vào miệng đã đóng cửa, hoàn toàn biến mất, bên trong không gian quy luật sụp đổ, ai cũng không ra được, cũng không khả năng có người có thể đủ đi vào. Thẩm phán kết thúc. Xích Huyên Thánh Vương thấy vậy, nhất thời nhướng mày một cái. Thiên Tàm nương nương thẩm phán, hiển nhiên đã kết thúc, liền liền không gian cũng sụp đổ, bí cảnh hoàn toàn bị hủy diệt. Nhưng là, Diệp Thần còn sống. Xích Huyên Thánh Vương rõ ràng cảm giác được, trên lệnh bài có Diệp Thần hơi thở, nhân quả còn không đoạn tuyệt. Diệp Thần còn chưa có chết. Ở Thiên Tàm nương nương chung kết thẩm phán hạ, thế giới cũng phá hủy, tinh thần cũng hủy diệt, Diệp Thần lại có thể không có chết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thánh Vương Đại Nhân, thẩm phán đã kết thúc, ngài xin trở về đi. Thánh Vương Đại Nhân, người và nương nương ân oán, chúng ta những thứ này làm thần hạ, vậy không chen tay được. Thánh Vương Đại Nhân, nếu như có cái gì chỗ đắc tội, xin ngươi hãy không nên trách tội chúng ta. Tất cả trưởng lão phục hồi tinh thần lại, lộ ra một chút vẻ sợ hãi, chỉ sợ Xích Huyên Thánh Vương lại đột nhiên làm khó dễ. Dẫu sao, Diệp Thần gặp thẩm phán, ở trong lòng mọi người, vậy khẳng định là chết, bọn họ chỉ sợ Xích Huyên Thánh Vương trả thù, muốn bắt bọn họ khai đao.
Bất quá, Xích Huyên Thánh Vương nhưng là nhíu mày, cũng không có bạo khởi giết người ý. Bởi vì, hắn cảm giác được, Diệp Thần sinh mạng hơi thở còn ở, cũng không có chết. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên khí vận thâm hậu, gặp nghịch thiên lớn thẩm phán, lại còn có thể sống sót. Chỉ là không biết, người rốt cuộc đi nơi nào. Xích Huyên Thánh Vương trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, hắn cảm thấy Diệp Thần hơi thở, càng ngày càng xa đi, hiển nhiên đã trốn ra bí cảnh, không biết đi nơi nào. Phải tìm được luân hồi chi chủ, nếu không hắn chuyện gì xảy ra bất ngờ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xích Huyên Thánh Vương trong lòng ngưng trọng, ở tất cả trưởng lão sợ hãi ngạc nhiên trong ánh mắt, xoay người bay khỏi đi. Hắn phải về Thánh Vương trong cung điện, và dưới quyền cường giả thương lượng tìm Diệp Thần chuyện. Tai nan thiên kiếm, đã rơi xuống Diệp Thần trong tay, một khi Diệp Thần xảy ra chuyện, tai nan thiên kiếm cũng phải thất lạc, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Mà lúc này, Diệp Thần đang tại không gian chảy loạn lôi cuốn bên trong, chung quanh toàn là một khối khối lẻ tẻ không gian quy luật mảnh vỡ, không biết phải đem hắn truyền tống đi nơi nào. Cái này không gian chảy loạn truyền tống tốc độ, đặc biệt nhanh, ngay chớp mắt hoành cướp dù sao cũng bên trong, đặc biệt khủng bố. Diệp Thần, nhanh lên một chút đi ra ngoài, cái này không gian truyền tống chập chờn, quá kinh khủng, thời gian chỉ hoãn nữa, người sợ rằng sẽ rơi vào chôn vùi thời không bên trong đi. Huyền Hàn Ngọc đưa ra cảnh cáo thanh âm, hiển nhiên nhận ra được nơi này không gian phép tắc dị thường. Mấy chục ngàn năm bể dâu, hơn nữa thẩm phán chi kiếm sát phạt, thái thượng thiên nữ ngày xưa lưu lại không gian lối ra, pháp thì đã xuất hiện nghiêm trọng rối loạn, rất có thể sẽ đem Diệp Thần mang ra khỏi chư thiên vạn giới, vĩnh viễn đẩy tới không biết thời không bên trong. Ban đầu Yên Tịch Thiên kiếm kiếm linh, bị Nhâm Phi phàm trục xuất, hoàn toàn rời đi vực ngoại thế giới, rơi vào không biết thời không. Nhưng Yên Tịch kiếm linh tu vi mạnh mẽ, sau này vẫn là có lần nữa trở về cơ hội. Đổi thành Diệp Thần mà nói, hắn một khi bị truyền tống ra giới vực ra, vậy thì hoàn toàn bị lạc, không thể nào lại có bất kỳ trở về cơ hội. Cho nên, phải mau sớm thoát đi nơi đây, nếu không một khi bị trục xuất, rơi ra chư thiên vạn giới, hậu quả không cách nào dự liệu. Thuần Long Đan, cháy. Diệp Thần cắn răng, hắn linh khí còn không khôi phục. Coi như muốn chạy trốn cách vậy không làm được. Diệp Thần biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt, cho nên cho dù tình thế khẩn cấp, hắn vẫn là ngồi xếp bằng xuống, sử dụng hàng loạt thuần long đan, toàn bộ bốc cháy, từng luồng đan dịch dòng nước chảy tiến thân thể kinh mạch, không ngừng khôi phục điều dưỡng linh khí. Ở từng hạt tròn thuần long đan bồi bổ hạ, Diệp Thần thậm chí có hóa rồng dấu hiệu, bàn tay hóa thành long chảo, mơ hồ hiện ra vảy rồng, trên da cũng có cổ xưa hình rồng đồ đằng xuất hiện. Ở lớn tính thuần long đan bồi bổ hạ, Diệp Thần linh khí nhanh chóng khôi phục, trạng thái vậy dần dần trở lại đỉnh cấp. Không còn kịp rồi, đi mau. Ngay tại Diệp Thần khôi phục lại 7-8 thành thời điểm, Huyền Hàn Ngọc nghiêm nghị quát ngắn, hiển nhiên là nhận ra được không ổn, nơi này không gian quy luật, đã kế cận chôn vùi, Diệp Thần sắp phải bị truyền tống ra chư thiên vạn giới, vĩnh viễn rơi vào không biết thời không bên trong. Tinh hồn chém, phá. Diệp Thần bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, sát kiếm sử dụng, hung hăng một kiếm, chém về phía trước vách không gian chướng. Suy, vô số không gian quy luật, trong nháy mắt ở Diệp Thần dưới kiếm văng tung tóe, trở thành hư không, phía trước không gian tinh bích, cũng là ngay tức thì bể tan tành, xuất hiện một món thế giới bên ngoài ánh sáng. Diệp Thần thấy vậy, lập tức phi thân ra, hoàn toàn thoát đi ra ngoài. Rào, tựa như xuyên qua một phiến hỗn tạp bùn cát thủy mạc. Diệp Thần đi ra phía ngoài, từ hắc ám thấy quang minh, ánh mắt nhưng là một hồi đau nhói, bên tai nghe được một loạt tiếng gió. Diệp Thần híp mắt, đợi được tầm mắt thích ứng, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mắt, là một phiến vắng lặng cổ xưa chi địa, khắp nơi đều là tường đổ tàn viên, còn có bể bích họa. Rắc rắc, Diệp Thần chậm rãi đi trên đất, dưới chân gạch đá nhưng là nghiền, không biết phong hóa đã bao nhiêu năm, tang thương dấu vết đặc biệt sâu nặng. Đây là địa phương nào? Diệp Thần ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hắn nhà địa phương, tựa hồ là một tòa sụp đổ tàn phá cung điện, đã thành phế tích. Mà ở cung điện bên ngoài, là vô tận hoang vu thế giới, cát bụi di thiên, trên bầu trời lẩn quẩn từng cái quạ đen, rát rát quái khiếu, một phiến ngày tận thế thê lương cảnh tượng. Hô hô hô! Dài gió thổi tới, Diệp Thần cả người áo khoác phù vù vang dội. Ừ! Đây là... Yên Tịch Thiên kiếm hơi thở. Bỗng nhiên,
Diệp Thần nhưng từ trong gió, bắt được một chút hết sức quen thuộc hơi thở, đó là Hồng Thiên Kinh binh khí, Yên Tịch Thiên Kiếm hơi thở. Chẳng lẽ Yên Tịch Thiên Kiếm bị trục xuất, liền đến nơi này? Diệp Thần nhất thời rợn cả tóc gáy, chẳng lẽ mình cũng bị thả trục xuất chư thiên vạn giới, rơi vào không biết thời không thế giới? Hẳn không phải là ta quá lo lắng. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, lại cẩn thận cảm ứng một tí, phát hiện nơi này Yên Tịch Thiên Kiếm hơi thở, đặc biệt yếu ớt, đặc biệt bể dâu, đặc biệt cổ xưa, hiển nhiên là năm tháng rất xưa, không biết có nhiều ít vạn năm lịch sử. Suy đoán dưới, Diệp Thần dưới chân cung điện, còn có mảnh thế giới này, hẳn là bị Yên Tịch Thiên Kiếm phá hủy. Yên Tịch Thiên Kiếm, không hổ là Hồng Thiên Kinh binh khí, cách mấy chục ngàn năm, năm tháng đều được phế tích, Yên Tịch Thiên Kiếm lưu lại nhân quả hơi thở, lại có thể vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, bị Diệp Thần bắt được chút. Diệp Thần, nơi này cách Thánh Thiên Phủ và Thái Huyền Trận Môn cực kỳ xa xôi, ngươi muốn phải đi về, sợ rằng không như vậy dễ dàng, ngược lại là và Bắc Lăng Thiên Điện gần nhất chút. Lúc này, Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói. Tiền bối, nơi này là nơi nào? Diệp Thần nhưng là cau mày, nơi này lại có Yên Tịch Thiên Kiếm hơi thở, hiển nhiên mấy chục ngàn năm trước Hồng Thiên Kinh đã tới. Chính xác mà nói, chỗ này, là bị Hồng Thiên Kinh hoàn toàn phá hủy. Có thể để cho Hồng Thiên Kinh ra tay, nơi đây nhất định bất phàm. Nếu như ta không đoán sai, nơi này hẳn là Thiên Võ Thánh Vỏ, người xem trước mặt pho tượng. Huyền Hàn Ngọc giọng mang một chút nghiêm túc, tỏ ý Diệp Thần đi về trước xem. Diệp Thần đi về trước vừa thấy, nhưng gặp ở đầy trời gió cắt che giấu hạ, có một tòa cao lớn tượng đá, cô độc đứng vững vàng, không biết đã bao nhiêu năm, nhưng lại có thể sáng bóng như mới, không có chút nào loang lổ tang thương dấu vết, hiển nhiên là có người thường xuyên lau chùi xử lý, không để cho tượng đá bị long đong. Đây là võ tổ pho tượng. Diệp Thần thấy vậy tượng đá, nhất thời thất kinh, chậm rãi đến gần đi qua vừa thấy, nhưng phát hiện pho tượng này lại là võ tổ tượng đá. Võ tổ, đây chính là truyền thuyết bên trong, mở ra võ đạo tồn tại, là ra thiên võ đạo ngọn nguồn. Trong truyền thuyết Thiên Võ Ngọa Long Kinh, 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong thần bí nhất tồn tại, cũng ở đây võ tổ trong tay. Từ võ tổ chết sau đó, 33 thiên hồng mông cổ pháp vậy thất truyền, thế gian rất ít có võ tổ pho tượng, bởi vì võ tổ tất cả đạo thống, cơ hồ đều đoạn tuyệt, không người có thể dòm ngó gặp ngày xưa bí ẩn. Diệp Thần có võ tổ đạo tâm, trong sâu thẳm, và võ tổ có một chút nhân quả liên lạc, thậm chí mượn này lĩnh ngộ hồng mông đại tinh không. Giờ khắc này, Diệp Thần đứng ở võ tổ tượng đá trước mặt, nhìn võ tổ nguy nga gương mặt cương nghị, hắn tựa như chuyển kiếp thời không, lần nữa dòm ngó thấy võ tổ thân ảnh to lớn. Nơi này thờ phụng võ tổ pho tượng, chắc là Thiên Võ Thánh Vỏ không sai. Thiên Võ Thánh Vỏ, truyền thuyết là ngày xưa thờ phượng võ tổ thánh địa, nắm giữ Thiên Võ Ngọa Long trải qua tu luyện tổng cương, nhưng sau đó chẳng biết tại sao bị hủy diệt, thế gian vậy lại không Thiên Võ Thánh Vỏ truyền thuyết. Huyền Hàn Ngọc thấy pho tượng kia, cũng là nhớ lại đứng lên. Thiên Võ Ngọa Long trải qua tu luyện tổng cương. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, Thiên Võ Ngọa Long kinh đặc biệt thần bí. Cũng không ai biết tán lạc ở phương nào, có một trang phong ấn kinh thư, ở Ngọa Long Điện bên kia, nhưng hiện tại Huyền Hàn Ngọc nhưng là nói, Thiên Võ Ngọa Long trải qua tu luyện tổng cương, ngay tại Thiên Võ Thánh Vỏ bên trong. Tiểu tử từ đâu tới, lại dám xúc phạm võ tổ. Thấy võ tổ cũng không dưới quỳ, đơn giản là vô cùng gan dạ. Thằng nhóc, người từ đâu tới, làm sao sẽ tới đến chúng ta Thiên Võ Thánh Vỏ? Ngay tại Diệp Thần thời điểm kinh nghi bất định. Nhưng gặp năm cái ông già, từ phương xa bay vút tới. Cái này năm cái ông già, còng lưng tàn phế, cả người tràn đầy kiếm tổn thương, ánh mắt dị thường âm ngoan hung ác, để cho người nhìn một cái, thì có dũng khí cảm giác ra đầu tê dại. Bọn họ tu vi hơi thở, vô cùng cường đại, để cho nhân tâm kinh, nhưng tựa hồ bị lực lượng gì phong ấn, tu vi không phát huy ra được. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua các vị tiền bối. Diệp Thần không có khinh thường. Suy đoán bọn họ hẳn là Thiên Võ Thánh Vỏ người, lúc này chắp tay một cái, thì lễ một cái, coi như là biểu đạt có lòng tốt. Hi hi, thằng nhóc này võ đạo nội tình không tệ, huyết mạch hơi thở đặc biệt thâm hậu, nếu như giết hắn, chiếm đoạt huyết mạch hắn, chúng ta nói không chừng có thể phá vỡ phong ấn, khôi phục thực lực. Nhưng mà, cái này năm cái ông già, cũng không có quan tâm Diệp Thần có lòng tốt, ngược lại là người người lộ ra hung nanh vẻ, hận không được một bộ muốn ăn Diệp Thần hình dáng.
Diệp Thần trong lòng rét một cái, nhất thời đề phòng. Phong Lôi Thiên Tinh, cho ta trấn áp. Cái này năm cái ông già, đủ tiếng quát to, già nua khí huyết cháy, hội tụ thành một đoàn, một viên sáng chói tinh thần, liền từ bọn họ khí huyết bên trong bay lên. Ngôi sao này, tràn đầy phong lôi tia chớp, sấm sét cuồn cuộn, ùng ùng vang dội, vô số thiên lôi tử điện hòa lẫn bạo gió, không ngừng nổ tung, lại là hỗn độn cửu tinh một trong, kêu phong lôi thiên tinh, ở hỗn độn cửu tinh bên trong ước chừng xếp hàng hạng ba, lực sát thương vô cùng lợi hại. Bọn họ tu vi tuy bị phong ấn, nhưng khí huyết như cũ mạnh mẽ, có thể dùng để thúc dục pháp bảo. Cái này phong lôi thiên tinh sử dụng một cái tới, thật là phong lôi cuồn cuộn, nổ tung không ngừng, nhanh chóng bay lên không, từ một viên hạt châu nhỏ lớn nhỏ, dần dần bành trướng thành một viên chân chính ngôi sao to lớn, treo thật cao ở Diệp Thần trên đỉnh đầu. Tí tách, một đạo màu tím tia chớp, mang bá đạo thiên uy, như một chuôi từ trên trời giáng xuống lợi kiếm, hung hăng bổ xuống. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên động sát thủ, ra tay một cái thì phải lấy tính mệnh của hắn. Các vị tiền bối, xin chớ động thủ, đều là hiểu lầm, thật ra thì ta là. Diệp Thần rút ra sát kiếm, một kiếm vung ra, sử dụng thái thượng thiên vỡ nói, một kiếm như trời long đất lở, kiếm khí một quyển, lập tức đem vậy đạo tử điện, chấn động được băng diệt hư không. Diệp Thần muốn giải thích thân phận, hắn và võ tổ là có sâu xa, cũng không phải là địch nhân gì. Ô, tiểu tử có chút con đường, lại còn sẽ thái thượng đạo pháp, phong lôi bạo long, cho ta đánh giết. Một cái ông già lấy làm kinh hãi, cũng không cùng Diệp Thần giải thích, lập tức cháy khí huyết, điên cuồng thúc dục phong lôi thiên tinh, dù sao cũng đạo lôi điện, hội tụ thành một cái lôi long, dù sao cũng cơn gió lốc, hóa thành một cái phong long. Phong long lôi long, mang cuồn cuộn cuồng bạo sát khí, từ trên ngôi sao đáp xuống, gầm thét chấn thiên, lại là trực tiếp đánh giết hướng Diệp Thần, phải đem Diệp Thần sống sờ sờ chiếm đoạt. Hồng mông đại tinh không, lên. Diệp Thần mắt gặp nói chuyện vô dụng, dứt khoát cũng không nói nhảm, bước chân hung hăng đạp một cái, trực tiếp sử xuất hồng mông đại tinh không. Khoáng đạt hồng mông tinh không, ngay tức thì từ Diệp Thần sau lưng chống đỡ lên, vô số ánh sao nổ tung sáng chói, mênh mông hóa thành sông dài. Vậy phong long lôi long, một sông vào Diệp Thần trong tinh không, lập tức bị cuồn cuộn ngân hà nuốt mất, liền sóng hoa đô sôi trào không đứng lên. Diệp Thần cái này hồng mông đại tinh không, nhưng mà hắn một trong những lá bài tẩy, vô cùng cường hãn. Cái này năm cái ông già, cuối cùng tu vi bị phong ấn, dựa hết vào khí huyết thúc dục pháp bảo, không phá hết Diệp Thần tinh không, tất cả phong lôi đánh vào đi vào, đều là châu đất xuống biển, lập tức chìm ngập ở cuồn cuộn ngân hà bên trong. À, lại là hồng mông đại tinh không? Hồng mông đại tinh không, ngươi làm sao sẽ nắm giữ môn thần thông này? Cái này không thể nào. Chẳng lẽ ngươi gặp qua thiên võ ngọa long kinh? Ngươi rốt cuộc là ai? Vậy năm cái ông già, khiếp sợ không thôi. Diệp Thần hồng mông đại tinh không, cuồn cuộn nghiền ép tới đây, lập tức đem bọn họ bao phủ ở. Liền gặp bầu trời phong lôi thiên tinh, cũng bị bao phủ lại, tất cả cuồng bạo phong lôi hơi thở, đều bị áp chế. Chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, hắn nhúc nhích ý niệm, cũng có thể diệt giết toàn trường, không phí nhiều sức. Vậy năm cái ông già, ánh mắt đều lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần chính là càn khôn cảnh 6 tầng thiên, lại có thể như vậy lợi hại. Bọn họ tu vi bị phong ấn dưới, viên này phong lôi thiên tinh, chính là bọn họ duy nhất dựa vào. Liền phong lôi thiên tinh, đều bị Diệp Thần trấn áp, bọn họ lại cũng không có bất kỳ vùng vẫy phản kháng thủ đoạn. Các vị tiền bối, thật ra thì, ta coi như là võ tổ truyền nhân. Diệp Thần lại không có đại khai sát giới ý, yên tĩnh nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng, tỏ rõ thân phận. Sau đó, Diệp Thần trực tiếp mở ra luân hồi huyết mạch, một cái luân hồi chi bàn hư ảnh, cũng ở đây sau lưng hắn nổi lên. Ngươi là, võ tổ truyền nhân. À, lục đạo luân hồi sao hồi huyết mạch. Chẳng lẽ ngươi chính là, trong truyền thuyết luân hồi chi chủ. Vậy năm cái ông già, thấy Diệp Thần sau lưng luân hồi chi bàn dị tượng, đều là rung động thất sắc. Diệp Thần cũng không có giấu diếm ý, mà là trực tiếp hiển hóa ra luân hồi chi chủ khí tượng, chính là phải nói cho bọn họ biết, hắn đích xác có thể coi như là võ tổ truyền nhân, luân hồi quy luật, sẽ không lừa gạt người. Lúc đầu ngươi chính là luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ ở trên cao, mới vừa mấy người chúng ta lão ra, có nhiều đắc tội, xin hãy thứ lỗi.
Đám người lão quỳ ngã xuống, mặt đầy sợ hãi rung động, hướng Diệp Thần dập đầu thi lễ. Các vị tiền bối, cũng không cần. Diệp Thần khẽ mỉm cười, bàn tay vung lên, linh khí cổn đáng, đem bọn họ toàn bộ đỡ lên. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào, tại sao có thể có Yên Tịch Thiên Kiếm lưu lại hơi thở? Các ngươi và Hồng Thiên Kinh tranh đấu qua. Dừng một chút, Diệp Thần hỏi thăm. Hắn và Hồng Thiên Kinh, nhất định phải chung cực quyết chiến, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ liên quan tới Hồng Thiên Kinh tin tức. Luân hồi chi chủ, ngươi lại có thể liền Yên Tịch Thiên Kiếm đều biết. Hồng Thiên Kinh ngươi cũng biết, thật là thần thông quảng đại. Đám người nghe được Diệp Thần nói tới Yên Tịch Thiên Kiếm và Hồng Thiên Kinh, đều là sợ hết hồn, không nghĩ tới Diệp Thần cũng biết những thứ này liên quan tới cấp trên bí mật. Nói cho ta, nơi này trước kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần vẫn nhìn chung quanh, nơi này thế giới hoàn toàn thành phế tích, ngày xưa Thiên Võ Thánh vào cung điện, cũng là hoàn toàn bị phá hủy, chỉ còn lại võ tổ tượng đá, còn duy trì hoàn hảo. Luân hồi chi chủ, người có phải là thật hay không là võ tổ truyền nhân? Một cái ông già nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên có chút cố kỵ. Quan ở đất này bí mật, bọn họ chẳng muốn để lộ ra ngoài, bởi vì sau lưng dính dấp nhân quả quá sâu, bọn họ tu vi đã bị phong ấn, nếu như lại bại lộ cái gì thiên cơ, rất có thể ngay cả tính mệnh cũng không gánh nổi. Vậy dĩ nhiên là, mảnh tinh không này, chính là tốt nhất làm chứng, ta không gặp qua Thiên Võ Ngọa Long Kinh, nhưng bởi vì ta có võ tổ đạo tâm, cho nên lĩnh ngộ này cùng đại thần thông. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sau lưng hồng mông đại tinh không, bộc phát sáng chói lóe lên. Hắn chính là bởi vì có võ tổ đạo tâm, và trong truyền thuyết võ tổ, trong chỗ U Minh thành lập một chút nhân quả, cho nên mới có thể lĩnh ngộ hồng mông đại tinh không. Nói cách khác, Diệp Thần coi như là thừa kế võ tổ một chút nhân quả, có thể coi như là võ tổ truyền nhân. Nếu ngươi thật là võ tổ truyền nhân, vậy thù của chúng ta hận, có thể cần ngươi tới cõng thua, ngươi có bằng lòng hay không? Một cái ông già đứng ra, giọng bể dâu hỏi. Các vị tiền bối, các ngươi trước tiên nói một chút về, nơi này ngày xưa phát sinh qua chuyện gì? Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, lại không có tùy tiện đáp ứng. Vậy năm cái ông già, nhìn nhau xem, thấp giọng thương lượng, tựa hồ đang thảo luận cái gì, cuối cùng, mới vừa cái đó giọng tang thương ông già, chậm rãi đi tới Diệp Thần trước mặt, nói. Luân hồi chi chủ, nơi này chính là Thiên Võ Thánh Vò. Là ngày xưa tế tự võ tổ địa phương. Diệp Thần gật gật đầu nói, ta biết, Thiên Võ Ngọa Long trải qua tổng cương, cũng ở đây các ngươi trong tay. Tiếng nói rơi xuống, ngũ lão trong lòng chấn động một cái, lần nữa thán phục Diệp Thần thần thông, không biết Diệp Thần còn nắm giữ bao nhiêu bí mật. Bọn họ cũng không dám giấu giếm, lão kia người chỉnh đốn một tí từ hoa mỹ, nói, không sai, Thiên Võ Ngọa Long trải qua tổng cương, đúng là ở trên tay chúng ta, năm đó Hồng Thiên Kinh. Sắp muốn cùng Thái Thượng Thiên Nữ quyết chiến, hắn không có nắm chắc tất thắng, cho nên giết tới ta Thiên Võ Thánh Vỏ bên trong, muốn cướp đoạt kinh thư. Phải không? Diệp Thần ánh mắt sáng lên, Thiên Võ Ngọa Long trải qua tu luyện tổng cương, nếu như rơi xuống Hồng Thiên Kinh trên tay, vậy hắn nhất định phải nghịch thiên, một khi đạt được này cùng tuyệt thế thần thông, tu luyện thành công, liền Thái Thượng Thiên Nữ cũng không thể là địch thủ của hắn. Trong truyền thuyết Thiên Võ Ngọa Long Kinh, là thần bí nhất tồn tại. Liền cấp trên đều không có thể dòm ngó gặp toàn cảnh, cái này bản kinh thư, quan hệ đến võ đạo ngọn nguồn, võ đạo trung cực, giá trị không thể lường được. Ai nếu như có thể đạt được, đều có thể nghịch thiên cải mệnh, một bước lên trời. Lão kia người tiếp tục nói, chúng ta Thiên Võ Thánh Vỏ, cũng có không thiếu cường giả, nhưng Hồng Thiên Kinh, là chân chánh cấp trên, hơn nữa còn có Yên Tịch Thiên Kiếm nơi tay, năm đó một mình hắn một kiếm giết đi vào, thế như phá trời, ngăn cản người tán loạn. Chúng ta Thiên Võ Thánh Vỏ trên dưới, mấy triệu tín đồ, đều bị hắn một kiếm giết sạch, khí huyết thành sông, thiên địa thành phế tích, thê thảm không nỡ nhìn. Ông lão giọng, mang bể dâu và sợ hãi, hiển nhiên cũng bị Hồng Thiên Kinh thực lực, hoàn toàn rung động. Hồng Thiên Kinh một người một kiếm, giết chết Thiên Võ Thánh Vỏ mấy triệu tín đồ, cơ hồ là tắm máu cả nhà. Diệp Thần nghe nói như vậy, cũng là rung động không dứt. Chiến đấu cuối cùng. Chỉ có chúng ta năm cái hộ pháp trưởng lão, may mắn còn sống, bởi vì Thiên Võ Ngọa Long trải qua tổng cương, ngay tại trên tay chúng ta, có Thiên Võ Kinh Thư bảo vệ, Hồng Thiên Kinh cũng giết không chết chúng ta. Ông già thầm than thở một tiếng, bàn tay vung lên, sử dụng một trang kinh thư.
trang này kinh thư, và ngọa long trong thần điện vậy một trang, cơ hồ là giống nhau như đúc, cũng là bị phong ấn, phía trên có vô số phong ấn xiềng xích trói buộc, từng tầng một sương mù màu đen cổn đáng. Nhưng là, trên trang sách chữ viết, lại cùng ngọa long thần tôn tờ kia kinh thư, hoàn toàn không cùng. Trang này kinh thư, lại là một bài tu luyện tổng cương, là thiên võ ngọa long kinh giá trị lớn nhất bộ phận, ghi lại kinh thư bí ẩn. Ngọa long tiềm uyên, hậu tích bạc phát. Long du cạn để, ẩn nhẫn tạm thời, mai kia bay lên trời, long dọn ra vũ trụ. Long một trong chữ, mênh mông khoáng đạt, cổ xưa hồng hoang, uy sắp vạn giới. Đối với ta bay lên trời lúc đó, ra giới thần phục, vạn chúng cúi đầu, ta vì thiên hạ chủ. Cái này thiên tu luyện tổng cương, chữ viết phía trên, lóe lên kim quang sáng chói, mơ hồ vặn vẹo, như muốn hóa thành hình rồng đồ đằng, bay lên trời. Diệp thần nhìn cái này thiên tổng cương, nhất thời ánh mắt co rúc lại, tim đập loạn, tựa hồ dòm ngó thấy cái gì cao nhất đại lộ. Thiên võ ngọa long kinh, ý tứ là hậu tích bạc phát, tích lũy được càng thâm hậu, bùng nổ liền càng lợi hại. Nếu như là một cái phổ thông võ giả, bắt được cái này bản kinh thư, có thể nói không có chút nào tác dụng, bởi vì tích lũy không đủ, không phát huy ra bất kỳ uy lực. Cho nên, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, thiên võ ngọa long kinh xếp hạng chót nhất đuôi, chính là bởi vì cái này bản kinh thư, trên thực tế cũng không phải là cái gì sát phạt đại thần thông, chỉ là một kiếp nổ, đem thân thể con người tiềm lực, tích góp tu vi, toàn bộ nổ đi ra, một bước lên trời, nghịch thiên cải mệnh, như chân long giáng thế, uy sắp vực ngoại, hùng bá vạn giới. Mà Diệp thần võ đạo nội tình, vô cùng thâm hậu, tích lũy đặc biệt đầy đủ, hắn vừa nhìn thấy thiên võ ngọa long trải qua tu luyện tổng cương, liền cảm thấy tinh thần lanh lẹ, thần thái sáng láng, dường như muốn đột phá cái gì võ đạo vách ngăn, tự thân tích góp nội tình đều phải nổ, đều phải một bước lên trời. Luân hồi chi chủ, đây là ngày xưa chiến đấu hình ảnh, người cẩn thận xem. Lão kia người cắn bể đầu ngón tay, tích xuất một giọt máu, rơi vào kinh thư tổng cương trên. Rào. Nhất thời, kinh thư bốc lên một hồi thần quang lưỡng lở gian, diễn biến ra các loại cổ xưa hình ảnh. Lúc đầu ngày xưa chiến đấu hình ảnh, bảo hiểm tất cả cất ở đây trang kinh thư tổng cương bên trong. Diệp thần thấy, một cái tóc trắng bù xù ông già, cầm trong tay trường kiếm, thân ảnh cô độc, mang đạp phá thiên địa thở mạnh thế, xông vào thiên võ thánh vỏ bên trong. Thiên võ thánh vỏ bên trong các tín đồ, nhất thời cả kinh thất sắc. Năm đó thiên võ thánh vỏ, đặc biệt cường thịnh, ước chừng có mấy triệu tín đồ, cũng ngưỡng mộ võ tổ phong thái, muốn truy tìm thất lạc thiên võ ngọa long kinh. Hiện tại, thấy hồng thiên kinh một người một kiếm xông tới, tất cả tín đồ đều là kinh hãi. Ở giữa đất trời này, trừ trong truyền thuyết cấp trên, không ai dám một mình xông vào thánh vỏ trong thế giới. Đang vẽ mặt bên trong, Diệp thần còn thấy được một đạo quen thuộc bóng người, lại là ngọa long thần tôn. Năm đó, ngọa long thần tôn mang một trang kinh thư, muốn đầu dựa vào thiên võ thánh vỏ, kết thành liên minh, hồng thiên kinh giết lúc tới, hắn đang cùng vậy năm vị hộ pháp trưởng lão thảo luận trước. Nhưng là, vậy năm vị hộ pháp trưởng lão, cũng không đồng ý kết minh. Bởi vì, ngọa long thần tôn là thái thượng thiên nữ người làm, nói được khó nghe một chút, chính là cấp trên một cái tay sai. Mà thiên võ thánh vỏ, thờ phượng võ tổ, theo đuổi võ đạo độc tôn, không dựa vào người bất kỳ, phải dựa vào chính mình thực lực, chống lại cấp trên, thậm chí là tiêu diệt vạn khư, thành lập võ tổ nghiệp bá. Cho nên, ngọa long thần tôn cũng không có được thiên võ thánh vỏ đồng ý. Làm hồng thiên kinh giết tới thời điểm, ngọa long thần tôn thấy tình thế không ổn, lập tức thoát đi. Thành tựu thái thượng thiên nữ người làm, ngọa long thần tôn tự nhiên rất rõ ràng cấp trên thực lực, khi thấy hồng thiên kinh hạ xuống, hắn đại khái đã dự kỳ đến, thiên võ thánh vỏ muốn hoàn toàn hủy diệt, không thể nào lại chút nào sống còn đi xuống cơ hội. Thiên võ giáo chủ ở chỗ nào? Cho ta cút ra đây. Hồng thiên kinh sách hiên tịch thiên kiếm, sải bước vào thánh vỏ trong thế giới, giọng vang vọng, chấn triệt thiên địa. Rất nhiều tín đồ chố mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh. Hồng thiên kinh trên mình, mang cấp trên đặc biệt thô bạo, mũi nhọn cực kỳ ác liệt, như muốn hủy thiên diệt địa, sau lưng có một từng đạo quy luật ngân hà, không ngừng vần quanh xoay tròn, nhưng là thuộc về thái thượng thế giới quy luật, uy nghiêm vô địch. Hồng thiên vương đại giá đến chơi, không biết có gì sao. Một người mặc áo dài trắng thanh niên, từ thánh vỏ bên trong đi ra, nhưng là lúc ấy thiên võ thánh vỏ giáo chủ.
Lão kia người hướng Diệp Thần giải thích, luân hồi chi chủ, vị này là chúng ta Thiên Võ Thánh Võ đời thứ hai giáo chủ, tên là Thiên Võ Đại Đế, phàm là chúng ta Thiên Võ Thánh Võ giáo chủ, đều là kêu Thiên Võ Đại Đế.